Thúy Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Đêm dài vô tận của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Trời vừa hừng sáng, Diễm đã ngừng xe trước cửa Home Depot. Trong không gian, sương mù vẫn còn bao phủ dày đặc, báo hiệu trước một ngày nắng gắt. Diễm mở bóp lấy từ Kleenex, lau hai khóe mắt đã quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Vật lộn với những diễn tiến bất ngờ chắc chắn sẽ làm thay đổi hẳn cuộc đời nàng từ đây. Ngồi trong xe trông ra, cảnh vật chung quanh dường như cũng vừa úa vàng theo nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng Diễm. Nàng không dám nhìn mình trong gương, nhưng biết chắc nét mặt nhợt nhạt không son phấn, lại thiếu ngủ nguyên đêm của nàng, giờ này trông sợ lắm. May mà còn quá sớm không gặp ai quen. Trên bãi đậu rộng mênh mông bao quanh cửa hàng Home Depot, chỉ mới thấy rải rác khoảng 20 chiếc xe, chắc toàn là của nhân viên bán hàng đến sớm. Diễm vẫn ngồi trước yên tay lái, dã rời đưa mắt nhìn ra góc sân xa xa, nơi có cái ghế băng bằng đá kê dưới cái dù vải căng tròn màu cà phê sữa. Cái ghế dài ấy đặt ở đó không phải chủ đích cho khách ngồi, mà chỉ là mẫu hàng quảng cáo cho mùa hè đang tới. Tuy vậy, sáng nào đám thanh niên người Mễ cũng kéo ra đây thật sớm, ngồi kín trên ghế hoặc đứng rải rác chung quanh, sát hàng rào mắt cáo, để chờ người ta đến gọi đi làm. Họ là những cư dân bất hợp pháp đem sức lao động đổi lấy chút tiền lương ít ỏi, mà chẳng ai dám kêu ca, chẳng ai dám từ chối. Hôm nay, Diễm ra đây cũng vì họ. Diễm cần thuê ít nhất hai người để giao một công việc quan trọng trong khu vườn sau nhà nàng. Diễm chờ thêm một lúc nữa thì thấy lục tục khoảng 10 gã kéo tới, đại đa số đều bưng theo ly cà phê hoặc phì phèo điếu thuốc. Diễm toan bước xuống để tiến lại lựa người, thì tình cờ có chiếc xe truck cũ kỹ đậu lại ngay bên cạnh nàng. Chiếc xe ấy, chỉ nhìn thoáng qua, đã biết ngay là của người chuyên làm landscape, tức là cắt cỏ, đốn cây, dọn vườn. Một gã thanh niên trẻ trung, lực lưỡng, đẩy cửa bước ra, tay cầm ly cà phê McDonald's. Chiếc xe truck bỏ gã ở đó rồi lao đi ngay. Gã vừa bước đi mấy bước, định nhập bọn với nhóm người đồng hương ở cuối sân, thì Diễm mở cửa xe gọi giật lại. Gã chố mắt nhìn Diễm, nét mặt vui mừng thoáng hiện thật nhanh trong ánh mắt. Thời buổi này công việc khan hiếm, mà số người ở lậu mỗi ngày một đông hơn, nên hễ có người gọi là may mắn lắm rồi, chẳng cần biết là sẽ được giao công việc gì. Gã gật đầu chào Diễm. Good morning, ma'am. You have something for me? Giọng anh văn của gã khá rõ ràng, chứng tỏ gã ở bên này đã lâu hoặc trước đây có đi học để chuẩn bị cho việc trốn sang Mỹ. Diễm nhìn gã hài lòng bảo. Tôi cần hai người. Mắt gã sáng rực, gã vội gỡ cái nón vải cầm tay và khẩn khoản xin Diễm. Bà cho tôi chừng 5 phút nữa, em tôi sắp tới bây giờ. Diễm tò mò hỏi. Thế em của anh nó có khỏe như anh không? Tôi cần người khỏe. Gã vội nghiêm trang gật đầu. Nó khỏe lắm thưa bà, nó khỏe hơn cả tôi. Dứt lời, gã đội nón lên và moi trong túi lấy cell phone. Gã nói một tràng tiếng Spanish, dĩ nhiên Diễm không hiểu gì. Chỉ thấy gã kết luận bằng mấy lời rục rã. Hurry up, quick. Quả nhiên mấy phút sau, một gã thanh niên từ ngoài đường chạy nhanh vào, tới trước mặt Diễm quăng vội điếu thuốc và gật đầu chào. Gã thanh niên đang đứng cạnh Diễm vội giới thiệu. Thưa bà, đây là Ramon, em trai tôi. Còn tôi là Fernando Gomez, thưa bà. Theo thói quen ở Mỹ, khi tự giới thiệu tên, người ta luôn luôn chìa bàn tay ra và người đối diện khi bắt tay cũng sẽ công bố tên mình. Diễm biết thế, nhưng hôm nay nàng thấy không nên cho hai gã kia biết tên, cứ để họ kêu bằng bà tốt hơn. Qua vài lời thăm hỏi thủ tục, Diễm thấy rõ Fernando giỏi tiếng Anh, còn Ramon thì chỉ ấp úng vài câu căn bản. Đã thế, Ramon lại không nhanh nhẹn như Fernando, tướng tá cục mịch, thấp người, nhưng có lẽ vì vậy mà có sức mạnh hơn Fernando. Thật ra thì cả hai anh em đều khá tiếng Anh vì gốc gác bên Mễ thuộc loại gia đình trung lưu, có nhiều người học thức. Ở Mễ không có tương lai nên rủ nhau bỏ trốn qua biên giới. Nhờ tiếng Anh,
hai anh em giao dịch được ngay với người Mỹ. Chỉ có điều cách phát âm của Ramon hơi khó nghe vì pha trộn accent Spanish nhiều hơn Fernando. Diễm hài lòng gật đầu bảo: "Thôi được rồi, tôi mướn cả hai anh em." Hai anh em cùng hân hoan nói cảm ơn. Diễm dùng remote control khóa xe rồi vẫy tay bảo hai gã đi theo vào Home Depot. Nàng nói: "Vào đây đã, tôi cần mua một vài thứ lặt vặt." Cửa hàng mới mở, vắng khách, rộng mênh mông. Diễm nhìn ráo rác rồi đi nhanh lại khu bán dụng cụ làm vườn, lấy hai cái xẻng và một cái xô lớn. Fernando gật đầu nhìn Ramon, ngầm hiểu với nhau rằng công việc hôm nay sẽ là đào đất, làm vườn hoặc trồng cây. Công việc này thì chẳng nặng nhọc bao nhiêu vì cả hai đã quá quen rồi. Tuy vậy, nhân lúc Diễm vào quầy trả tiền, Ramon đã hỏi thẳng anh mình bằng tiếng Spanish: "Bà ấy trả mình bao nhiêu một ngày?" Fernando đáp nhỏ: "Tao chưa có hỏi." Ramon giục: "Anh nên hỏi đi, hay là đòi bà ấy trả tiền giờ?" Fernando không nói gì, kinh nghiệm cho thấy dù trả tiền giờ hay trả theo ngày thì cũng đều là giá rẻ mạt, bởi họ là dân ở lậu, không dám đòi hỏi. Trả theo giờ thì có thể làm tà tà, nhưng lại sợ chủ chê lười, lần sau không mướn nữa. Còn trả khoán theo ngày thì phải tranh thủ để làm cho xong việc càng sớm càng tốt, thường thì sẽ vất vả hơn. Ramon lại nhắc: "Anh nên đòi bà ấy 100 một ngày. Nếu tính tiền giờ thì ít nhất cũng phải đòi 12 đồng một giờ." Fernando hơi bực mình vì thấy thằng em quanh năm thất nghiệp, hôm nay được gọi đi làm thì lại dở thói ăn mày đòi xôi gấc. Fernando có những thằng bạn mễ may mắn được vào làm trong những tiệm ăn Việt Nam, phụ bếp bưng phở, khuấy bột làm bánh, quét dọn, đổ rác. Nói chung là chuyện gì cũng làm. Gọi là may mắn bởi vì công việc ổn định và ăn uống đầy đủ, nhưng lương bổng chẳng có bao nhiêu, thậm chí tiền tip cũng không được chia. Tuy vậy chẳng đứa nào dám eo xèo vì chủ sẵn sàng sa thải ngay và đón người khác vào. Cay đắng đến đâu cũng phải chịu, bởi thân phận ở lậu đương nhiên nó phải như thế. Anh em Fernando cũng đã nhờ bao nhiêu thằng bạn giới thiệu cho đi bưng phở, nhưng chưa có chỗ nào trống. Hôm nay được gọi đi làm là mừng rồi, chả nên làm mất lòng chủ nhân. Fernando hững hờ bảo em: "Để lát nữa xem bà ấy thuê mình làm cái gì đã, rồi tao mới ra giá được. Mày nên nhớ đàn bà bao giờ người ta cũng cao hơn đàn ông, nhưng ít nhất tao cũng sẽ đòi mỗi đứa 80 một ngày." Ramon lại chỉ chiết thêm: "Anh cứ đòi 100 đi, được thì tốt, nếu bà ấy kỳ kèo thì mình xuống 80 cũng được." Fernando gật đầu rồi theo Diễm ra cửa. Gã cũng nhìn rõ cái bất lợi của gã là cả hai anh em đều không có xe, không có dụng cụ đồ nghề nên công việc bị giới hạn khá nhiều. Vì vậy, gã biết thân biết phận, ít khi dám đòi hỏi. Mặt trời vừa lên cao sau rặng cây xanh ở cuối sân làm tan bớt lớp sương mù mới lúc nãy còn dày đặc. Ba người lên xe, Fernando ngồi phía trước bên cạnh Diễm. Ramon cầm hai cái xẻng và cái xô nhựa leo lên băng sau. Diễm vừa mở máy lại tắt ngay, quay sang bảo Fernando: "Thôi chết rồi, quên mua găng tay cho hai anh. Không có găng tay thì có cầm xẻng xúc đất được không?" Fernando chưa kịp trả lời thì Ramon đáp: "Được, khỏi cần găng tay, chúng tôi quen rồi." Diễm mừng rỡ bật máy xe và nói: "Ôi thế thì tốt quá rồi, thôi thôi, đi, mình đi về." Diễm cho xe phóng nhanh ra đường, cả ba cùng im lặng. Khá lâu Fernando mới quay sang, dè dặt hỏi: "Thưa bà, bữa nay bà thuê chúng tôi làm gì ạ?" Diễm hờ hững đáp: "Thì cứ về nhà đi, về nhà rồi tôi cho biết." Ramon nóng ruột, chồm người lên hỏi: "Bà trả anh em chúng tôi bao nhiêu một ngày?" Diễm lạnh lùng nhắc lại: "Thì về nhà rồi tôi cho biết. Tôi muốn hai anh là phải bắt đầu cho sớm, để cho nó mát mẻ. Tôi mua thức ăn trưa và ăn sáng cho hai anh nữa." Fernando hài lòng hỏi thêm: "Dạ, thưa bà thuê chúng tôi một ngày hay là mấy ngày ạ?" Diễm nói nhanh: "Vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà tôi sẽ trả tiền cả ngày." Rồi tất cả lại im lặng. Khoảng 20 phút sau, Diễm cho xe vào sân. Đó là căn nhà cũ, rộng ngang, không có lầu, nằm trong khu vực yên tĩnh, được đánh giá là rất an toàn. Bởi vậy, tuy nhà cũ, nhưng giá nhà cao hơn nhiều vùng khác. Bãi cỏ ở sân trước, có lẽ thiếu bàn tay chăm sóc, lởm chởm từng khoảng úa vàng vì thiếu nước. Diễm xuống xe, lấm lét đưa mắt nhìn hai bên hàng xóm.
nhà nào cửa cũng đóng im lìm vì còn quá sớm. Và lại khoảng cách giữa hai nhà cũng khá xa nên chẳng ai làm phiền đến ai. Diễm mở khóa bước vô, vẫy tay bảo hai gã vào theo. Ramon dựng hai cái xẻng ở góc phòng khách, rồi hai anh em đứng lóng ngóng chờ lệnh gia chủ. Diễm cài then cửa chính rồi vẫy tay bảo: "Đây, hai anh vào đây, vào, xuống bếp với tôi này." Diễm đứng lại ở đầu bàn ăn, vói tay lên tường bật đèn. Hai gã đứng sau lưng Diễm, sừng sốt vì thấy trên sàn nhà gạch bông, ngay chỗ gia chủ thường đứng rửa chén, có người đàn ông nằm ngủ, phủ kín toàn thân bằng tấm dra trải giường và cái mền trắng đục đã sờn rách. Nhà khá rộng, ít lắm cũng có 3 phòng. Sao lại có người phải ngủ dưới đất? Hai gã cùng ngạc nhiên tự hỏi. Người ấy nằm ngửa, chỉ thò ra hai bàn chân, vẫn còn mang đôi bata rất cũ. Fernando quay sang hỏi Diễm: Ai ngủ đây thưa bà? Diễm điềm tĩnh nhập đề: Đây là chồng tôi. Ông ấy mới chết cách đây mấy tiếng. Ramon đưa tay bấu lấy vai Fernando, kinh hãi suýt kêu lên. Diễm thản nhiên tiếp: Bây giờ đó, tôi nhờ hai anh đào cái huyệt đằng sau nhà, khiêng ông ấy ra chôn xuống đó. Cả hai gã cùng tái mặt, bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Fernando chưa kịp lên tiếng thì Ramon xua tay lia lịa, mồm lắp bắp nói no no, rồi bước lùi ra phòng khách và định tông cửa bỏ chạy. Diễm vội lao theo, nắm cánh tay Ramon lôi lại và nói nhanh: Tôi trả cho anh mỗi anh 1.000 đô. Ramon thấy con số 1.000 khá hấp dẫn nhưng vẫn run rẩy lắc đầu, vì từ ngày qua Mỹ ở lậu chưa bao giờ được giao một công việc ghê gớm như thế này. Fernando bình tĩnh hơn, tò mò hỏi Diễm: Tại sao chồng bà lại nằm chết ở đây? Ông ấy bị đứng tim chết bất ngờ hay là bà giết ông ấy? Ramon đập vào vai Fernando và gắt nhẹ: Thắc mắc làm gì, không phải chuyện của mình, thôi đi. Diễm nhìn hai gã phân trần: Nói là tôi giết thì cũng không có đúng, chẳng qua chỉ là tai nạn thôi. Ramon gay gắt hỏi ngay: Nếu là tai nạn tại sao bà không kêu xe cứu thương? Bà không báo cảnh sát, bà đâu có ở lậu như chúng tôi mà bà sợ. Như vậy là không phải là tai nạn. Đến lượt Fernando nhìn Ramon ngắt lời: Vấn đề là mình có nhận làm hay không thôi, còn ông ấy chết vì lý do gì là chuyện của người ta. Ramon lại gắt lên: Nhận làm sao được, thôi đi về, dứt khoát đi về. Diễm khổ sở thuyết phục: Khoan, để nghe tôi nói đã. Chuyện này nó dài dòng lắm, không thể nói vắn tắt được. Hai anh chỉ cần biết tôi là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Bây giờ nè, tôi cần hai anh nhá, giúp tôi bắt đầu ngay, càng sớm càng tốt. Bây giờ để coi, bây giờ mới có 8 giờ, chỉ độ 2 tiếng là xong. Rồi mỗi anh cầm về 1.000 đô. Fernando phân vân suy tính. Quả thực con số 1.000 đô quá lớn. Chưa bao giờ có ai mướn gã chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà trả hậu như thế. Huống chi đã có biết bao nhiêu ngày hai anh em ra ngồi chờ trước cửa Home Depot, để rồi lại về không, chẳng ai thuê. Tuy vậy, Fernando vẫn ngần ngại, ưu tư nói nhỏ với Diễm: Cảm ơn bà đã thuê chúng tôi, nhưng mà nguy hiểm lắm. Anh em chúng tôi không dám làm, thà nghèo chứ nhận việc này thì liều lĩnh quá. Ramon chen vào để trấn an Diễm: Chúng tôi không làm, nhưng xin bà cứ yên tâm là chúng tôi hoàn toàn sẽ giữ kín. Không bao giờ nói cho ai biết. Diễm mở cửa sau nhà bếp rồi nắm cổ tay Fernando lôi hẳn ra hàng hiên tráng xi măng. Nàng vẫy tay gọi Ramon, từ nãy đến giờ vẫn run rẩy đứng bên cạnh bàn ăn, quay mặt đi không dám nhìn cái xác cuộn tròn trong chăn trên nền nhà bếp. Diễm lại phải chạy vào kéo tay Ramon ra hẳn ngoài hiên đứng bên cạnh Fernando. Nàng chỉ mảnh sân cỏ vuông vức và bảo: Đây này, các anh nhìn đi, đấy, hai bên hàng xóm đều cách xa, xa đến cả 200 mét. Mà chung quanh vườn nhà tôi là tường gạch cao quá đầu, không có ai thấy được hết mình làm gì trong sân, hàng xóm hai bên không thể biết được. Đấy, hai anh thấy đó, tất cả mọi căn nhà trong khu này đều là cái loại bungalow hết, không có lầu, cho nên đâu có ai thấy đâu mà sợ. Thấy hai gã đứng im, Diễm lại thuyết phục thêm: Trời đất ơi, đây này, cái việc mà thuê thanh niên mễ về làm vườn là cái chuyện quá bình thường. Nhà nào mà chả thuê, nhất là sắp đến mùa hè nữa.
Giả như mà có người nhìn thấy hai anh đang làm vườn cho tôi thì người ta cũng không thể nào thắc mắc được. Rồi Diễm bước hẳn xuống sân, hai gã lưỡng lự đi theo. Mảnh sân cỏ khá rộng, chỉ trồng có mỗi một cây ổi ngay sát hàng hiên, trái chín rụng đầy quanh gốc. Cây ổi có mặt ở đó chắc đã lâu lắm, bởi thân cây rất lớn và có những nhánh cao vút vượt cả mái nhà. Tất cả phần đất còn lại trong vườn đều là thảm cỏ từ hàng hiên chạy tới sát bờ tường. Tới góc phía tay trái, sát bờ tường gạch, Diễm cầm cái que vẽ trên thảm cỏ bức hình chữ nhật, chiều dài khoảng 2 thước, chiều ngang nửa thước và bảo: "Đây, chỗ này đây, chỗ này đất mềm mà lại kín đáo nữa. Hai anh vào lấy xẻng ra đây đào đi. Bây giờ bắt đầu thì chừng 10 giờ là xong thôi." Fernando cẩn thận đưa mắt nhìn hai căn nhà hai bên thì quả thực bức tường gạch đã chắn hết, không nhà nào thấy sinh hoạt trong sân của nhà nào. Chẳng cần hỏi ý kiến em trai, Fernando bảo Diễm: "Nếu bà trả mỗi đứa chúng tôi, mỗi đứa đó, 2.000 thì chúng tôi làm." Để đỡ mất thì giờ, Diễm kết luận: "Thôi bây giờ dứt khoát, 3.000 hai người. Không bằng lòng thì tôi chạy đi tôi kêu người khác. Tôi bảo đảm là tôi chỉ cần trả 500 đồng là có người làm ngay. Lúc nãy này, lúc mà tôi ra Home Depot đó, có cả chục người đứng chung quanh đó. Nhưng mà tôi nhìn thấy hai anh có vẻ đàng hoàng nên tôi mới mướn đó." Fernando đưa mắt nhìn Ramon, nhưng thằng em vẫn không đồng ý. Gã hờn dỗi bảo Fernando: "Thôi, anh muốn làm thì anh làm một mình đi. Dù chuyện này đổ bể ra, cảnh sát sẽ cho là anh em mình được bà ấy mướn để giết chồng. Mình cãi làm sao được, có tiền đâu mà mướn luật sư. Bị bắt về tội khác thì chỉ bị trục xuất, bị bắt về tội giết người thì lên ghế điện." Diễm đoán ý Ramon, chậm rãi trấn an: "Trời đất ơi, đổ bể làm sao được. Tôi thuê hai anh đến để làm vườn giống như mọi gia đình khác thôi, có gì mà đổ bể. Huống chi đó, hai anh lấy tiền xong là đi, tôi có gặp lại đâu. Mà nếu sau này có đổ bể đó thì chỉ vì chính hai anh nói ra mà thôi." Fernando ngắt lời: "Nếu chúng tôi nhận lời làm cho bà thì ngu gì mà nói cho người khác biết mà. Nói ra để tự đem thân vào tù hay sao?" Dĩ nhiên Diễm biết rõ điều này nên mới thuê họ. Dân ở lậu bình thường đã ngại gặp cảnh sát, huống hồ lại dính vào chuyện hình sự, dại gì mà tố giác để ra hầu tòa. Trong lòng Fernando, 10 phần gã đã nhận lời vì đang rất cần tiền, nhưng vẫn nói thêm một câu để chiều ý người em: "Chúng tôi cần tiền thật, nhưng việc này liều lĩnh quá." Diễm thở dài kết luận: "Thôi được rồi, tôi bằng lòng trả mỗi người 2.000 đồng. Fernando vỗ nhẹ lên vai Ramon và nhìn thằng em bằng ánh mắt khẩn khoản. Chần chờ một lúc, Ramon cũng đành gật đầu rồi quay nhanh vào nhà lấy đồ nghề. Ramon biết ước mơ của anh mình là mua một chiếc xe truck cũ, sắm ít đồ nghề để chuyển hẳn sang làm landscaping. Đây là cơ hội hiếm có để hoàn thành giấc mơ nhỏ nhoi ấy. Gã bảo: "Nếu đã quyết định làm thì làm liền đi." Dứt lời, Ramon cởi áo khoác ngoài, chỉ còn cái áo thun ngắn tay in lá cờ Mỹ. Diễm đứng với hai ngã một lúc, dặn dò vài câu rồi bảo: "Hai anh cứ làm đi nhé, nhanh 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 tay lên. Tôi chạy đi mua cà phê với thức ăn sáng. Hai anh muốn ăn cái gì, McDonald nhé." Ramon biết đây là cơ hội để vòi vĩnh nên gã bảo: "Bà mua gì cũng được, nhưng tôi cần ly cà phê Starbucks. Nhân tiện nhờ bà mua giùm tôi gói Marlboro Light." Diễm hỏi Fernando: "Thế còn anh thì sao? Có cần gì không? Có uống bia không?" Fernando vừa xúc đất vừa đáp: "Bà cho tôi mấy chai nước lọc là được rồi." Diễm vừa vào khuất trong nhà, Ramon nói ngay: "Con mẹ này mặt mũi nom hiền lành như thế mà dám giết chồng, lại còn bảo mình là nạn nhân." Fernando cũng cùng một nhận xét như Ramon, nhưng chưa kịp góp ý thì Diễm lại đẩy cửa bước ra, đem theo 2 chai nước đặt đại trên thảm cỏ và bảo: "Này, có khát thì cứ uống tạm đi nhé, tôi đi mua thêm đây." Dứt lời, Diễm bước nhanh vào nhà. Ngoài sân, hai anh em Fernando vừa hì hục đào đất, vừa sôi nổi bàn tán về cái chết quá lạ lùng của gia chủ. Họ không thể hiểu nổi một người đàn bà nhỏ bé kia làm cách nào mà giết được ông chồng cao to hơn mình. Còn nếu bảo là tai nạn thì tại sao không kêu cảnh sát hoặc xe cứu thương? Hai anh em cứ thi nhau đoán già đoán non như hai thám tử đang học nghề điều tra. Rồi Ramon kết luận: "Bí mật
chôn xác chồng ở sau nhà tất nhiên phải là cái chết mờ ám rồi. Fernando cũng kết luận, thôi kệ mẹ nó, mình cứ làm gấp đi, xong lấy tiền là được rồi. Ở trong nhà, Diễm tắt hết đèn bếp vì không muốn nhìn cái xác ông chồng nằm lù lù ở đó. Đã toan chạy ngay đi mua thức ăn sáng cho hai người làm, nhưng nàng đứng tần ngần một chút ở cửa, rồi quay vào buồng ngủ, nhìn lại mình trong gương. Qua một đêm thức trắng cãi nhau với tưởng chồng nàng, rồi vừa khóc than vừa vật lộn với cái xác chết do nàng vô tình gây nên, đôi mắt giờ này đỏ ngầu và cay nhức như sắt muối. Nàng vào phòng tắm, mở vòi nước ấm, vục lên mặt cho tỉnh táo, rồi quay vào buồng ngủ điểm trang kỹ lưỡng để giấu bớt đi nét dã rời và để nếu có gặp người quen thì sẽ không gây thắc mắc cho ai. Mặc dù trời còn sớm, nàng cũng đeo kiếng đen và đẩy cửa bước ra. Mặc cảm, tội lỗi trong lòng làm nàng lấm lét đưa mắt nhìn hai căn nhà hàng xóm hai bên, nhưng giờ này dĩ nhiên chưa nhà nào mở cửa. Nàng bấm nút mở cửa xe, toan chui vào thì bỗng nghe tiếng gọi từ ngoài đường. Ủa, bà Tường đi đâu mà sớm thế hả? Diễm giật mình quay lại. Giờ này gặp ai tất nhiên Diễm cũng hoảng loạn, bởi chỉ sợ họ đòi vào nhà khi cái xác Tường vẫn còn nằm trong bếp. May quá nàng nhận ra bà hàng xóm bên kia đường vẫn quen miệng gọi Diễm bằng tên chồng nàng. Diễm định thần, niềm nở đáp lễ. Bà Thu, chịu khó quá, ngày nào cũng chạy bộ. Quả đúng như Diễm nói, suốt bao nhiêu năm nay, bà hàng xóm của Diễm sáng nào cũng jogging, chạy ngang trước cửa nhà Diễm, vì phía bên nhà Diễm mới có đường tráng xi măng dành cho khách bộ hành. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt và ướt đẫm lưng áo, chưa kể ngày nào cũng đi gym. Thể dục đều đặn như thế nhưng Diễm thấy bà không xuống được cân nào, người vẫn tròn trịa phốp pháp, bởi vì bà càng chạy nhiều càng dễ đói và càng ăn mạnh hơn. Biết vậy nhưng Diễm vẫn lịch sự, làm bộ nghiêm mặt hỏi. Ôi thôi chết, hình như lúc này bà gầy đi nhiều phải không ạ? Bà Thu lắc đầu cười. Tôi cũng chả biết nữa. Thú thật là mấy tháng nay tôi không dám đứng lên bàn cân. Ông nhà ông cứ bảo rằng thì là em chạy như thế mà không xuống cân thì chắc có lẽ cái cân nó hư rồi á. Hay là vì em đứng lên cái cân thì nó gãy rồi không chịu nổi á. Diễm nhấn mạnh. Chồng bà nói đùa đấy, bữa nay trông bà ốm đi nhiều. Bà Thu vừa thở hổn hển vừa đáp. Ừ thì đấy, thì thật ra tập thể dục thì để nhắm vào sức khỏe thôi, chứ tôi cần gì xuống cân. Thôi, tôi đi bà nhé. Diễm chào tạm biệt rồi đứng nhìn theo lắc đầu. Chui vào xe, Diễm thoáng nghĩ đến anh em Fernando có thể vì sợ hãi mà đổi ý, sẽ lặng lẽ bỏ đi khi nàng vắng nhà. Nhưng nàng lại tự trấn an rằng số tiền nàng trả quá hấp dẫn, họ sẽ không đủ can đảm từ khước. Ở tiệm cà phê, Diễm tình cờ gặp một người quen vừa bưng ly cà phê đi ra, đó là Quyên làm nghề địa ốc. Bị căn bệnh yên trí là sáng nào cũng phải có ly cà phê Starbucks mới đủ sáng suốt để làm việc. Quyên nổi tiếng là người ăn mặc thanh lịch. Nhờ lúc này bán nhà rất chạy nên nàng dùng toàn hàng hiệu đắt tiền. Ngày vợ chồng Diễm còn cơm lành canh ngọt, Diễm mua đến 3 tiệm nail, tất cả đều do Quyên đứng làm trung gian. Rồi khi vợ chồng Diễm dạn nứt vì Tường về Việt Nam lấy vợ bé, Quyên lại bán dùm Diễm 2 tiệm để lấy tiền đưa cho Tường, đổi lại việc Tường để lại căn nhà cho Diễm và con gái. Quyên cùng tuổi với Diễm nên dễ trở thành bạn thân. Nói đúng ra thì Quyên thân với tất cả mọi người vì thói quen giao tế nghề nghiệp. Hôm nay vừa thấy Diễm, Quyên ngạc nhiên lắm, chạy lại hỏi. Ơ, bà này, có bao giờ uống cà phê Starbucks đâu? Sao bữa nay lại ghé lại đây? Này, mua cho kép phải không? Diễm đang rối bời trong lòng, nhưng càng phải làm ra vẻ thản nhiên và bảo Quyên. Ôi, kép ở đâu ra mà dễ thế? Thế bà giới thiệu cho tôi đi. Này, nghe thiên hạ khen là cà phê Starbucks ngon, nên bữa nay uống thử xem sao ấy mà. Dĩ nhiên Quyên không tin, nàng đoán chắc là Diễm mua cho người khác, vì nghe đồn Diễm đã có người tình mới. Quyên nhìn Diễm đăm đăm, rồi lại tò mò hỏi. Ơ mà này, nghe nói bà định đổi nhà phải không? Hôm nọ tôi có đi ăn đám cưới, gặp bà Trinh. Bà bảo rằng là bà kể cho bà ấy nghe là phong thủy cái căn nhà của bà đó nó xấu lắm. Cái thế đất nó xấu mà hướng nhà cũng không có hợp tuổi nữa. Đâm ra là gia đạo khó mà yên vui được.
Diễm đang sốt ruột nghĩ đến ông chồng nằm chết ở nhà nên cắt ngang. Ừ thì chừng nào mà đổi nhà thì đương nhiên là tôi kêu bà rồi. Quyên hiểu ý vội chia tay. Thôi thôi, tôi đi bà nhé. Có cái hẹn với khách đưa đi coi nhà đây này. Gặp lại bà sau. Dứt lời, Quyên bưng ly cà phê bước nhanh ra bãi đậu xe. Diễm nhìn theo lòng buồn vời vợi. Cùng tuổi mà cuộc đời Quyên cực kỳ êm ả, chẳng những nghề nghiệp thành công mà chồng con cũng thật đầm ấm. Diễm nén tiếng thở dài, chớp mắt tủi thân, rưng rưng muốn khóc. Nửa tiếng sau, Diễm trở về bưng thức ăn, thức uống ra thẳng vườn sau. Nàng thở phào thấy hai gã vẫn đang hăng say làm việc. Fernando trên bờ, Ramon dưới hố. Cái huyệt đã thành hình, đào sâu tới đầu gối của Ramon. Thấy Diễm, Ramon quăng xẻng, leo lên đỡ ly cà phê và gói thuốc trong tay nàng. Fernando cởi trần, khoe ra những bắp thịt cuồn cuộn. Gã thuộc loại thanh niên Mỹ đẹp trai, dù nước da ngăm đen như tượng đồng. Cả hai anh em cùng giật mình thấy Diễm đã hoàn toàn đổi khác, đẹp hẳn ra so với sáng nay lúc gặp ở Home Depot. Đàn bà bắt buộc phải có son phấn, không ít thì nhiều. Huống chi Diễm đã 36 tuổi, lại quá u sầu suốt mấy năm qua vì tường về Việt Nam ở với người khác. Diễm vật vã khóc than, tính tình biến đổi, giận cá chém thớt, đến nỗi đứa con gái 13 tuổi học không được, phải dọn sang ở với bà ngoại, chỉ cuối tuần mới về với Diễm. Hơn nửa năm nay, Diễm đã lấy lại được phong độ, chấp nhận cuộc sống mới, cố gạt bỏ hình ảnh tường trong tim. Thì bỗng dưng, tường về cãi nhau với Diễm, đưa đến hậu quả bất ngờ là cái chết của tường. Số mệnh thật khắt khe với Diễm, muốn yên mà trời chẳng cho yên. Anh em Fernando ngồi bệt trên cỏ, mỗi đứa mở chai nước tu ừng ực rồi mới đốt thuốc và uống cà phê. Fernando ân cần hỏi Diễm, bà không ăn gì sao? Diễm gỡ mắt kiếng và đáp, tôi không quen ăn sáng. Nàng nhìn đồng hồ rồi hài lòng bảo, chắc chỉ khoảng một tiếng nữa là xong đúng không? Fernando ưu tư nói, bà ơi, đào hố không quan trọng. Quan trọng là lúc khiêng xác chồng bà ra đây này, có ai nhìn thấy hay không, cái ấy mới là đáng lo. Diễm vội gạt đi, chung quanh đây thì làm gì có ai mà thấy. Rồi Diễm cắt đứt câu chuyện. Thôi được rồi, hai anh uống cà phê ăn sáng đi đã. Tôi vào nhà lo công việc đây, cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Diễm toan quay đi thì Ramon tò mò hỏi, chắc bà có người yêu khác rồi phải không? Diễm thấy bực mình vì gã tò mò quá đáng, nhưng vì đang cần gã nên nàng phải nhịn. Nàng nghiêm mặt đáp, chồng mới chết có mấy tiếng đồng hồ mà, làm sao mà tôi quen với người khác được. Dứt lời nàng quay bước vô nhà. Fernando cũng thấy em mình thiếu tế nhị nên quay sang bảo, không nên đi sâu vào chuyện riêng tư của người ta. Ramon cũng đáp lại bằng tiếng Mễ, không có người yêu không bao giờ giết chồng. Fernando uống hớp cà phê rồi nói, đã chắc gì bà ấy giết, biết đâu là tai nạn thật. Ramon nhắc lại luận cứ của mình, tai nạn thì chắc chắn phải kêu xe cứu thương, chồng chết vì tai nạn thì không việc gì phải chôn lén ở sau nhà. Fernando không nói gì thêm nữa, uống nhanh cho cạn ly cà phê rồi cầm xẻng nhảy xuống hố, nối tiếp công việc của thằng em. Trong nhà, Diễm đứng ngồi không yên, sốt ruột mong hai gã đào cho xong cái hố để bỏ xác tường xuống. Nàng bước lại cửa sổ, đứng nhìn qua chấn sông ra con đường nhỏ trước mặt. Dòng xe cộ bắt đầu, nối đuôi nhau vùn vụt chạy ngang. Bỗng có tiếng phôn reo, giữa căn nhà vắng lặng, làm Diễm giật mình, nhưng nhận ngay ra đó là tiếng phôn cầm tay của tường vẫn để trên quầy rửa chén. Diễm quay vào, nhìn số phôn hiện trên màn hình nhỏ, Diễm biết đó là Vân, người yêu của tường gọi từ Việt Nam. Bình thường nếu tường còn sống thì chắc Diễm đã chộp cái điện thoại và chửi Vân một trận cho hả giận. Nhưng giờ này, tường không còn nữa. Nàng cần giấu kín, không để ai biết tường có mặt ở nhà nàng, nên nàng lờ đi không nhấc máy. Lát nữa khi hạ huyệt, Diễm sẽ quăng luôn cái phone di động của tường để nó ngủ yên muôn đời bên cạnh tường. Tiếng phone của tường vừa dứt thì lại có tiếng phone của Diễm. Giờ này nàng không muốn bất cứ ai gọi, nhưng đầu dây bên kia là bà mẹ, nên Diễm phải trả lời. Nàng nhấc điện thoại lên và hỏi ngay. Mẹ gọi con có việc gì không? Con đang vội. Bà mẹ bảo. Thế mày chưa ra tiệm à? Mẹ mới kho nồi thịt với lại trứng ngon lắm. Tao ít cho bột ngọt lắm.
mẹ chia cho mày một nửa. Tại nhân tiện bố mày đây này ra việc, có việc ra phố này, rồi bố mày lại mang lên cho mày nữa, được không? Nghĩ đến cái xác Tường còn nằm lù lù trong bếp, Diễm hốt hoảng đáp. Thôi bố đừng tới, mẹ nói bố đừng lại nhà con. Không, con phải đi ngay bây giờ. Bữa nay con có khách hẹn sớm hơn thường lệ, con phải chạy ra mở cửa ngay cho thợ họ làm. Đừng tới nha mẹ cứ để yên đấy. Chiều con về con ghé con lấy nhá. Bà mẹ vui vẻ đáp. Cái con này sao hôm nay hấp ta hấp tấp thế à? Thôi được rồi thì mẹ giữ ở đây này. Chiều rồi về nhớ mà lấy về nhá. Tao làm cả dưa giá mẹ. Mẹ nhớ dưa giá muối sổi ăn với thịt kho thì là hai thứ đó là con thích nhất rồi đấy. Diễm cảm động bảo. Vâng, con cảm ơn mẹ. Một tiếng đồng hồ sau, Diễm đẩy cửa bếp bước ra sân sau xem tình hình. Fernando đang đứng cạnh đống đất khá cao, thấy nàng vội giơ tay nói. Sâu lắm rồi, bà ra coi xem đã được chưa. Diễm đi nhanh lại nhìn xuống huyệt, Ramon vẫn đang hì hục đào và chuyển từng xô đất lên cho Fernando. Cả hai mồ hôi đầm đìa như vừa xối nước. Thấy Diễm, Ramon dừng tay ngẩng lên và bảo. Chắc được rồi đấy, không có quan tài thì không cần sâu lắm. Diễm gật đầu đáp. Thôi, được rồi, anh lên đi. Hai anh em ngưng làm việc, ngồi hút thuốc và uống cạn sạch hai ly cà phê, rồi mới đứng dậy, theo Diễm vào bếp. Hai gã vào buồng tắm, thay nhau rửa tay để chuẩn bị cho giây phút nghiêm trọng. Cả chủ lẫn thợ đều cực kỳ hồi hộp. Diễm mở toang cánh cửa sau, rồi chạy ra sân, ngước nhìn hai bên hàng xóm. Dù biết chẳng có ai chung quanh vì sân nhà nàng có tường rất cao, bao kín, nhưng nàng vẫn thấy tim mình đập thình thịch như sắp ngừng thở. Nàng quay vào đứng ở đầu bàn ăn, dặn dò. Bây giờ hai anh cứ khiêng ông ấy ra, khiêng ra rồi bỏ xuống huyệt liền nhé, làm càng nhanh càng tốt. Fernando dè dặt hỏi Diễm. Bà có cần lót cái gì dưới đáy không? Tấm ni lông hay là tấm vải? Nhà có thừa tấm vải nào không? Diễm lắc đầu. Thôi không cần, quấn hai lớp rồi. Làm đi, tiến hành lẹ lên. Fernando đưa mắt nhìn Ramon. Cả hai mặt mũi đều hết sức căng thẳng. Rồi Fernando khiêng phía đầu, Ramon đỡ hai chân, nhẹ nhàng mang xác Tường ra cửa sau. Ra tới hiên, Diễm lại cẩn thận chạy nhanh ra giữa sân và lại ráo rác nhìn hai căn nhà hai bên một lần nữa, rồi mới gật đầu vẫy tay làm hiệu, dục hai gã tiến bước. Tường vốn không to lắm, cho nên hai anh em Fernando khiêng đi dễ dàng. Tới huyệt, Diễm lại dục một câu không cần thiết. Hạ xuống liền đi, quăng xuống, quăng, lấp đất lại, mau. Hai anh em Fernando làm theo, cố gắng nhẹ nhàng để xác Tường xuống, rồi hai anh em quỳ bên huyệt làm dấu thánh giá, lẩm nhẩm đọc mấy câu kinh nguyện theo đạo Công giáo. Dù chẳng biết người chết là ai, anh em Fernando cũng vẫn thấy mủi lòng vì chết mà không có đám tang, không có linh mục đến làm phép xác trong nhà thờ và nhất là không có quan tài. Diễm lại dục. Lấp đất đi, lấp nhanh giùm tôi đi mà. Lấp ngay, vừa làm vừa đọc kinh cũng được mà, nhanh lên. Ngay sau đó hai cái xẻng thoăn thoắt hất đất xuống, bởi chính hai gã cũng lo sợ, không thua gì Diễm. Sực nhớ ra việc quan trọng, Diễm chạy vào nhà xách ra một cái bao rác đen, trong đó nàng nhét tấm thảm chùi chân thường ngày vẫn để ở chỗ quầy rửa chén. Tấm thảm ấy đêm qua thấm đầy máu của Tường khi Tường ngã xuống sau nhát dao đâm vào tim. Thêm hai tấm dra giường và mấy cái khăn bông Diễm dùng để lau vết máu trên sàn nhà. Riêng cái điện thoại của Tường thì Diễm cẩn thận tắt đi rồi mới lấy búa đập nát ra. Vì nghe nói ngày nay người ta có thể định được vị trí của cell phone nếu có làn sóng, Diễm nhét hết tất cả mọi thứ vào bao rác, quăng xuống huyệt chôn theo Tường. Ramon vừa xúc đất vừa lẩm bẩm nói với vong linh của người quá cố. Chúc ông an nghỉ trong Chúa. Anh em chúng tôi chỉ là những người làm thuê, ông đừng oán trách chúng tôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, giờ này Diễm cũng không ngăn nổi dòng lệ. Mặc dù 3 năm nay, Tường đã gây biết bao nhiêu đau khổ cho Diễm. Nàng gạt nước mắt, tỉ mỉ bảo anh em Fernando. Khi mà lấp đất đầy rồi đó, hai anh nhớ đứng lên,
dậm chân đi, dậm chân lại, cho đất nó lún xuống thật là chặt nha. Nếu không á, chỉ có một trận mưa là đất nó lún xuống ngay à. Tôi không muốn để lại một dấu vết gì hết. Đây này, còn cái số đất dư, tôi nhờ hai anh múc giùm, đem lại đổ xuống cái hố cạnh cái cây ổi giùm tôi. Hai anh em cùng gật đầu. Diễm lại chỉ vào nhà và nói thêm: hai anh có thấy là cái bàn ping pong dựng ở vách tường kia không? Lát nữa đó, tôi nhờ hai anh khiêng ra, đặt lên cái chỗ đất mới này này, rồi đem cái lò nướng BBQ đó để lên trên. Nói chung là đừng có để lại vết tích gì khiến cho người ta nghi ngờ hết nha. Dứt lời, Diễm quay vào nhà. Ramon ngừng xúc đất, ngẩng lên bảo Fernando: con mẹ này tính toán chu đáo thế, thì rõ ràng là đã âm mưu giết chồng từ lâu rồi chứ không phải là tai nạn. Fernando nói xuôi theo: cũng có thể. Ramon kết luận: bởi vậy em thấy anh tính con mẹ nó có 2,000 một người vẫn là còn rẻ quá, đáng lẽ phải đòi thêm. Fernando cười: mày nói chuyện lanh quanh một hồi rồi cũng vẫn lại quay về cái đề tài cũ là tiền. Cả tuần nay tao với mày ngồi nhà, hôm nay mới có mấy tiếng đồng hồ mà ôm về 4,000. 4,000, như thế là đủ lắm rồi còn gì nữa. Trong khi hai gã xúc đất lấp huyệt ngoài sân, thì trong bếp, Diễm cũng hì hục lau cọ sàn nhà. Nàng bật hết mọi ngọn đèn, cố nhìn cho rõ, đừng để sót vết máu nào của tường đêm qua chảy lai láng trên nền gạch. Lau xong sàn nhà, tất cả khăn lau, nùi rẻ, nàng đều bỏ vào cái bao rác để lát nữa đem ra đốt sau nhà. Diễm đứng thẳng người nhìn lại sàn nhà và các hộc tủ bếp một lần nữa sau khi lau thật kỹ bằng xà bông và thuốc tẩy. Bỗng có tiếng Fernando gọi từ ngoài hiên: excuse me ma'am, mời bà ra đây. Diễm vội chạy ra, hân hoan thấy hai gã đã làm đúng tất cả những điều nàng căn dặn. Nàng đi mau lại chỗ chôn tường, cái lò barbecue đặt trên cái bàn ping pong. Không ai có thể hình dung mới lúc nãy còn là cái huyệt chôn người vừa nằm xuống. Fernando còn cẩn thận xúc vài miếng đất khô lẫn với cỏ khô rắc lên miếng ván, khiến ai cũng tưởng cái lò nướng đã đặt ở đó từ lâu lắm rồi. Mọi chuyện êm xuôi, Diễm thở phào nhẹ nhõm. Thôi, cảm ơn hai anh nhiều lắm. Hai anh vào nhà rửa tay đi, tốt lắm rồi. Hai gã vô buồng tắm một lúc rồi quay ra. Diễm đã để tiền sẵn trên bàn, trao cho Fernando và dặn: cảm ơn hai anh một lần nữa. Đây này, tôi tặng thêm mỗi người 500, tức là 2,500, tổng cộng là 5,000. Nhưng mà tôi xin nhé, tôi xin hai anh tuyệt đối giữ bí mật nhé. Fernando nhận tiền, cảm động đáp: cái này thì xin bà an tâm, anh em chúng tôi không đến nỗi khờ khạo mà nói cho người khác, chẳng lẽ chính mình lại hại mình hay sao? Diễm vẫn nhấn mạnh: thì chỉ sợ là các anh vui miệng thì kể cho bạn bè thôi, hay là nhiều khi cái lúc say sưa rồi đâm ra bất cẩn. Ramon chen vào: anh em chúng tôi không biết uống rượu, bà đừng lo. Tiến chân hai gã ra cửa, Diễm bảo Fernando: ôi trời chết, anh cho tôi số phone được không? Cần gì thì tôi kêu trực tiếp, khỏi phải ra Home Depot tìm người. Fernando móc bóp lấy ra tấm danh thiếp trao cho Diễm, rồi nửa đùa nửa thật bảo: bà cần làm việc gì khác ấy, thì bà hãng kêu chúng tôi, chứ nếu mà lại đào huyệt chôn người thì xin bà đừng kêu. Diễm xoay nắm cửa cười buồn đáp: nhà này bây giờ thì chỉ còn có một mình tôi thôi, muốn chôn thì cũng đâu còn ai để chôn nữa đâu. Thôi ok, goodbye. Fernando định nhờ Diễm trở ra Home Depot tụ điểm gặp gỡ đồng hương ở lậu, nhưng biết Diễm đang tăng ra bối rối nên lại thôi. Trời bắt đầu nắng gắt, hai anh em vừa đi bộ dọc theo lề đường, vừa bàn tán những ngày tương lai của Diễm. Ramon cười bảo anh: bà ấy đang cô đơn, anh nhắm vô nổi bà ấy không? Em thấy rõ là bà ấy có cảm tình với anh đấy. Hay là anh nhào vô đi, vừa có tiền xài, vừa có giấy tờ hợp pháp để ở lại. Fernando cười đáp: tao lấy bà ấy, rồi mai kia bà ấy giết tao, rồi bà ấy cần đào huyệt chôn tao thì bà ấy mướn ai? Một mình mày đào không nổi đâu, mệt lắm. Cả hai cùng cười lớn và bước đi trong cái nắng oi nồng rất khó chịu. Nhưng đó là một ngày vui rất hiếm hoi trong đời hai gã,
bởi trong túi mỗi đứa có đến 2.500. Hai gã đi rồi, nhà chỉ còn mình Diễm. Nàng thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút hết mọi lo âu đè nặng trong lòng từ đêm qua đến giờ, chôn xong tường, xóa bỏ mọi dấu vết án mạng, là hoàn thành một công tác cực kỳ to lớn. Từ nay chỉ cần cẩn trọng, tránh mọi sơ hở là được. Tuy nghĩ đơn giản như thế, nhưng ngay sau đó, nàng chợt thấy Quạnh Hiu lạ lùng và cảm nhận ngay cái không khí rờn rợn vây quanh, khiến bỗng dưng tim đập thình thịch. Nàng vẫn ở đây một mình từ mấy năm nay, tường bỏ đi rồi con gái dọn sang nhà bà ngoại. Chỉ có mình nàng thui thủi vào ra, nhưng mãi hôm nay nàng mới thật sự thấy trống trải. Căn nhà này từ nay không còn như xưa nữa, bởi tường đã nằm chết ngay ở trong bếp và bây giờ an nghỉ vĩnh viễn ngoài góc vườn, chỉ cách buồng ngủ của Diễm vài chục thước. Tự dưng Diễm thấy rùng mình như có luồng gió lạnh bất ngờ vừa thổi qua khe cửa. Bỗng có tiếng điện thoại reo, Diễm lật đật chạy vào buồng ngủ, mở bóp lấy cell phone. Đầu dây bên kia là Mỹ, nhân viên làm nail ở tiệm của Diễm. Đó là tiệm nail Rosie, tiệm cuối cùng Diễm còn giữ lại, là nguồn thu nhập duy nhất của nàng mấy năm nay. Tiệm nằm trong khu sang trọng, có khách thường trực khá đều đặn vì năm cô thợ có tay nghề vững vàng lại nói được tiếng Anh để tiếp chuyện khách hàng đa số là người Mỹ trắng. Hôm nay bận chôn xác chồng, Diễm quên hẳn là phải ra mở cửa lúc 10 giờ. Mỹ hỏi: "Ồ, chị đi chưa? Em với con Xuân chờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy này, không có ai mở cửa cho tụi em vào." Diễm sực nhớ ra vội đáp: "Ôi thôi chết, chị xin lỗi. Nhà có chuyện khẩn cấp mới giải quyết xong. Chờ chị nhé, chị ra ngay bây giờ." Mỹ lại thêm: "Có một bà khách đến tiệm lúc 10 giờ, em phải xin lỗi rồi hẹn bà ấy nửa tiếng sau trở lại, chị ra ngay nhé." Diễm cầm chìa khóa lao ra cửa và nói: Ừ, chị đi liền bây giờ, bye em." 15 phút sau, Diễm có mặt 2-3 lần xin lỗi đám nhân viên rất dễ thương của nàng. Mở cửa xong, Diễm trao chìa khóa két tiền cho Mỹ rồi bảo chung các cô: "Chị có việc phải chạy về nhà, chút xíu nữa chị trở lại nhé, các em cứ làm việc đi nhé." Dứt lời, nàng bước nhanh ra xe đậu ngay trước cửa tiệm. Nàng ngồi trong xe không mở máy, lấy cell phone gọi cho Huân, nhưng Huân không trả lời. Nàng gọi 2 lần nữa, Huân vẫn không nhấc phone. Nàng text cho Huân một câu ngắn gọn: "Em xong việc rồi, anh gọi cho em." Rồi nàng lại ngồi thừ một lúc, đầu óc hỗn độn, không biết phải làm gì. Chờ mãi không thấy Huân gọi lại, nàng thở dài mở cửa chui ra và lại quay vào tiệm. Huân là người tình mới của Diễm mà sáng nay lúc ở cà phê Starbucks, Quyên có nhắc đến nhưng Diễm lờ đi không xác nhận. Hai người quen nhau hơn nửa năm, tình còn đang trong thời kỳ rất mặn nồng. Huân cũng phải đối phó với một hoàn cảnh tương tự như Diễm. Vợ Huân về Việt Nam gặp lại người bạn cũ rồi yêu nhau. Chỉ khác một điều là khi Huân khám phá ra vợ ngoại tình, anh dứt khoát ly dị ngay, dù trong tim rất đau đớn và nuối tiếc. Còn Diễm thì cứ dùng rằng vì quá yêu chồng, vẫn còn nuôi hy vọng một ngày tưởng sẽ quay lại. Mẹ Diễm cũng mấy lần bảo: Hay thì đàn ông nó về Việt Nam, trai gái lăng nhăng là cái chuyện thường. Thì đến mấy cái lão già còn già hơn bố mày cái kia xuống gần xuống lỗ rồi còn bị chúng dụ dỗ nữa cơ. Huống chi là trai trẻ như chồng mày. Thôi con ạ, bây giờ có con có cái rồi, nhịn đi, nhịn một tí đi, rồi nay mai nó nghĩ ra nó quay lại. Thì biết là nó bây giờ nó không còn thương mày thì nó phải thương con nó nữa chứ. Thôi đừng có ầm ĩ lên như thế. Bà mẹ nói đúng ý Diễm. Đúng ở điểm là Diễm chưa muốn chia tay Tường nên chỉ khóc lóc níu kéo, lúc thì chửi rủa, lúc thì van xin. Mấy cô nhân viên ở tiệm Rosie suốt ngày bàn tán về chuyện tình của Diễm, ai cũng tội nghiệp Diễm. Vì cứ lâu lâu lại thấy Diễm nhòa lệ phải đeo kiếng đen ngồi ở quầy tính tiền. 2-3 cô xúm vào suối: "Chị ơi, bỏ Quách ông ấy cho rồi. You are so beautiful. Chị trẻ đẹp như thế thiếu gì người muốn nhào vào, việc gì cứ phải là bám theo ông ấy." Diễm cười buồn đáp: "Ừ thì nhiều khi chính chị cũng tự trách mình, sao lại mình lại yếu đuối hèn hạ thế không biết." Nói câu ấy Diễm cảm thấy xấu hổ thật. Nàng nhớ lại một lần Tường trở về làm hòa với Diễm, xin lỗi vợ bằng thái độ hết sức chân thành. Diễm mừng lắm vì Tường ở lại cả một tuần với Diễm. Mấy hôm sau có người đến gặp Tường đòi nợ, số tiền không lớn lắm, chỉ có 10.000 đô. Tường nhận tiền bên Việt Nam trả nợ ở bên này. Tường phân trần vài câu, Diễm lấy 10.000 trả dùm Tường. Vài hôm sau, Tường lại đi mất.
Diễm ngồi khóc và thề không bao giờ còn nghĩ đến Tường nữa, mà Diễm vẫn yếu lòng để mình bị gạt. Mỗi lần như thế, nàng chỉ đành tự an ủi và chữa ngượng với đám nhân viên trong tiệm rằng chắc là số chị chưa dứt được nợ với ông ấy. Một cô nói: Chị ơi, nợ ngân hàng mới khó dứt chứ nợ tình thì có gì đâu mà khó. Ăn thua là ở chị thôi. Em thật em thấy ông ấy không có xứng đáng một tí xíu nào mà sao chị cứ tiếc với núi vậy hả? Vì thương Diễm, nói chung các cô trong tiệm đều tức dùm cho Diễm và hết lời xúi Diễm dứt hẳn Tường. Chỉ có Mỹ lớn tuổi nhất, tay hòm chìa khóa của Diễm, là người chưa bao giờ có ý kiến. Nhân lúc Diễm vắng mặt, Mỹ mới bảo các cô: Này, chúng bay nha, trẻ người non dạ, đừng có xúi tầm bậy tầm bạ nhé. Không bao giờ nên xúi người ta bỏ chồng, dù là cái thằng chồng nó phản bội. Người yêu cũng vậy, chứ đừng nói gì là vợ chồng. Tao bị một lần rồi đấy nè, tao tởn tới già. Cặp vợ chồng con Như, bạn thân của tao, lúc cơm không lành canh không ngọt, nó chửi chồng thậm tệ và tuyên bố dứt khoát là ly dị. Tao thì tao tội nghiệp quá, nên tao xúi nó ly dị cho rồi đi, vì tao biết rõ là thằng chồng nó vô cùng cả trớn. Ai dè hai vợ chồng tụi nó hòa lại với nhau, thế là chúng nó oán tao, bảo tao xúi bậy. Từ đó nè, tao nguyện trong lòng tao là chuyện vợ chồng của người ta không bao giờ tao xía vào. Cả đám cùng gật gù học hỏi kinh nghiệm. Mỹ lại thêm: Tao nói thật đấy nhá, ngay cả khi người ta hỏi ý kiến, tao cũng không dám cho ý kiến luôn, chứ nói chi là người ta không hỏi mình mà mình cứ tự nhảy vào. Mình đâu có phải là người trong cuộc đâu mà biết rõ những khúc mắc của người ta. Đứng ở ngoài thì bao giờ mà chả sáng suốt. Nhưng Diễm thì yếu đuối thật, ai cũng biết. Thậm chí khi Tường yêu cầu chia tài sản để ly dị, Diễm gạt nước mắt bán hai tiệm nail, đưa tiền cho Tường tương đương với trị giá nửa căn nhà nàng đang ở. Thế mà rồi sau đó Diễm cũng vẫn không tiến hành thủ tục ly hôn. Dại hơn nữa là đã đưa tiền bán tiệm nail cho Tường mà vẫn không bắt Tường ký giấy sang tên căn nhà cho một mình Diễm. Nghĩa là nàng vẫn hy vọng Tường quay lại. Ai hỏi thì nàng lại đem con gái ra để tự giải thích. Ừ thì tại vì cháu Vicky nó còn bé, nó mới có mười mấy tuổi à. Tôi không muốn ly dị vì tội nghiệp con gái tôi. Thật ra trong thâm sâu, Diễm vẫn tự hỏi, đáng lẽ Tường phải đòi ly dị, hoặc con bé, người yêu của Tường ở Việt Nam, phải bắt Tường ly dị mới đúng. Bởi nếu Tường không có giấy chứng nhận độc thân thì làm sao cưới con bé ở Việt Nam được. Và vì Tường không thúc giục ly dị, khiến Diễm lại cứ mong manh tin tưởng rằng chuyện tình trong nước của Tường chỉ là chuyện qua đường. Như mẹ nàng nói, sớm muộn gì Tường cũng sẽ về lại với mẹ con nàng. Hơn 2 năm sau, Diễm mới hoàn toàn tuyệt vọng, không còn trông mong gì Tường trở lại nữa. Nói đúng ra thì sau hơn 2 năm mòn mỏi, Diễm tình cờ gặp Huân rồi yêu Huân, nàng mới dứt hẳn được mọi lưu luyến đối với Tường. Bấy giờ Diễm mới nhìn ra những lời các cô thợ nêu của Diễm nói là đúng. Thế giới này có biết bao nhiêu người đáng yêu, không phải chỉ có mình Tường. Mà tại sao nàng lại khổ đau vì một người không xứng đáng? Huân đến tiệm nail thăm Diễm, nàng giới thiệu với mọi người, ai cũng chúc mừng Diễm. Từ đó nàng yêu đời hẳn lên, cười đùa suốt ngày với đám nhân viên. Nàng bảo: Chị ngu quá, đáng lẽ là phải nghe lời tụi em sớm hơn. Dù sao thì chị cũng cảm ơn tụi em. Mỹ lắc đầu cãi: Chị nói thế là không đúng. Trong tình yêu đâu có ai nghe lời ai bao giờ. Chẳng qua là giờ này chị gặp được tình yêu mới, chị mới quên được ông chồng cũ, chứ đâu phải là vì chị nghe lời mấy con nhỏ này đâu. Một cô chen vào bảo Mỹ: Thôi bà ơi, lúc nào cũng triết lý, nghe mệt quá. Mỹ quay sang nhìn Diễm và hỏi: Em nói có đúng không chị Diễm? Rồi Mỹ bảo mấy cô thợ trẻ: Tao nói để tụi bay đừng có mừng, vì tưởng là chị Diễm nghe lời tụi bay mà dứt khoát với ông Tường. Chị ấy chỉ nghe lời con tim của chị ấy mà thôi. Tao nói thật nhé, không gặp anh Huân thì giờ này chưa chắc chị Diễm đã dứt khoát hẳn với ông Tường, đúng không chị? Diễm ngượng ngùng chớp mắt gật đầu. Con nhỏ này giỏi thật đấy, cứ như là đi guốc trong bụng người ta. Mỹ kết luận: Như vậy thì chị đừng có nói là đáng lẽ chị phải nghe lời các em sớm hơn, mà phải nói rằng tiếc quá chị không gặp anh Huân sớm hơn mới đúng. Cả tiệm cùng cười và phục là Mỹ nhận xét sâu sắc.
Diễm gặp Huân trong một tiệc cưới. Tiệc không đông mà tình cờ hai người lại được đưa vào ngồi chung ở cái bàn dành cho những khách đi một mình. Cùng ở bàn đó có một người thứ ba biết rõ hoàn cảnh của Huân lẫn Diễm, nên ân cần khơi chuyện để đem hai người đến gần với nhau. Quả nhiên sự cảm thông nảy sinh rất mau chóng, dễ dàng dẫn đến tình yêu. Huân cũng cỡ tuổi Tường, gần 40, nghiêm chỉnh hiền lành, làm công chức ngành kế toán cho thành phố. Tuy không giàu sang nhưng cuộc sống vững vàng. Ngay sau hôm tiệc cưới, Huân gọi điện mời Diễm đi ăn rồi thả bộ ra khu công viên nhỏ. Nhìn xuống dòng sông rất thơ mộng, bao nhiêu cặp tình nhân dập dìu bên nhau vì đây là tụ điểm hẹn hò lý tưởng của thành phố. Hai người ngồi uống cà phê nói chuyện rất lâu, mãi đến khi gió lạnh từ mặt sông hắt lên làm Diễm rùng mình hắt hơi mấy cái liền, Huân mới kéo nàng đứng dậy ra về. Trước khi chia tay, Huân cảm động nói: "Anh với em cùng một cảnh ngộ, cùng trải qua những đắng cay trong cuộc sống. Có lẽ duyên số đưa đẩy để chúng mình gặp nhau, bù đắp cho nhau những mất mát vừa qua." Câu nói chứa chan ân tình làm Diễm rơm rớm nước mắt. Nàng tựa đầu vào vai Huân và nói nhỏ: "Em nói thật nha, qua một lần gãy đổ, thú thật là em sợ đàn ông lắm. Em sợ sự thay đổi của đàn ông. Em hy vọng là anh không như thế." Huân nắm bàn tay Diễm chân thành bảo: "Lần đầu gặp em, nghe người ta bảo chồng em bỏ về Việt Nam lấy người khác, anh giật mình tự hỏi, có được người vợ như em mà sao ông chồng còn chạy theo người khác? Thật là khó tin." Diễm cười đáp: "Thì em cũng tự hỏi là một người chồng như anh tại sao mà vợ bỏ là thế nào?" Rồi Diễm nghiêm mặt, bùi ngùi nói: "Có lẽ ông bà mình nói đúng đó, phải chờ đến hết nợ thì mới chia tay được." Huân đem Diễm về giới thiệu với hai đứa con gái còn đang học trung học. Tuổi trẻ bên này hiểu đời rất sớm, rất dễ kết thân, nhất là Diễm hay cho quà hoặc rủ chúng nó đi chơi. Ngày ly dị, vợ Huân không đòi giữ con vì nàng về sống ở Việt Nam nhiều hơn. Hai đứa bé tội nghiệp bố mình lủi thủi vào ra, nên khi có Diễm, chúng rất mừng thấy bố bớt cô đơn. Vì nhà có hai cô con gái đang tuổi mới lớn nên Huân không bao giờ đón Diễm về ngủ qua đêm. Thường thì Huân sẽ sang nhà Diễm vào những ngày cuối tuần. Quen Diễm mấy tháng, Huân mới ngạc nhiên khám phá ra Diễm vẫn chưa ly dị và nhất là chưa sang tên căn nhà cho mình Diễm đứng tên. Huân hỏi: Sao em lại để như vậy? Ông ấy lấy người khác đã mấy năm mà em vẫn chưa ly dị. Rồi một nửa căn nhà cũng vẫn là của ông ấy. Nếu con bé về Việt Nam nó xúi ông ấy bán để ôm tiền về cho nó thì em dọn đi đâu?" Diễm ngượng lắm vì biết mình lỡ dại, nàng đành cười đáp: Thì em dọn sang nhà anh." Huân cũng cười theo nhưng lại nghiêm mặt nói ngay: "Em nên kêu ông ấy về làm thủ tục ly dị cho xong đi, rồi bảo ông ấy sang tên nhà cho em. Giờ này thì ông ấy vẫn nắm đằng chuôi đấy." Diễm gật đầu bảo: "Thì ly dị thì dễ rồi. Dù ông ấy không đồng ý thì em vẫn có thể ly dị đơn phương được mà. Chỉ có điều là anh nói đúng đó, em ngu quá. Đưa tiền cho ông ấy từ lâu rồi mà lại không bắt ông ấy sang tên nhà. Thôi được rồi, để sáng mai em nhắn tin gọi ông về." Diễm gọi phone và nhắn tin cả chục lần Tường mới quay về. Tối hôm qua hơn 10 giờ Tường mới đến gặp Diễm. Bước chân vào nhà cũ, Tường hỏi ngay: "Vicky đâu?" "Ủa, anh mà cũng còn nhớ tới tên con nữa hả? Nó bên nhà bà ngoại rồi." Tường ngồi xuống sofa nhìn quanh căn nhà cũ rồi hỏi: "Cô nhắn tôi về có việc gì?" Diễm nhập đề thẳng: "Tôi muốn lần này anh về, tôi với anh ra luật sư ký giấy ly dị cho xong. Với lại anh sang cái tên nhà cho tôi. Tiền bạc thì tôi đưa đủ rồi, 2 năm trời nay rồi. Đó, theo anh cứ làm theo đúng như lời tôi thỏa thuận đi." Tường chớp mắt đăm chiêu đổi sang giọng tình cảm: "Chuyến này anh về đấy, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Sở dĩ bấy lâu nay anh không tiến hành thủ tục ly hôn là vì anh thấy anh sống ở Việt Nam không được, làm ăn toàn những lừa lọc. Anh định quay về lại với em. Thôi thế này này, em cho anh vài tháng nữa, anh thu xếp xong mọi chuyện bên đó rồi anh sẽ quay về." Diễm tức quát lên gay gắt ngắt lời: "Câu này anh nói với tôi lần này lần thứ 3 rồi. Suốt ngày cứ cho anh thời gian, cho anh vài tháng là bao nhiêu tháng nữa? Anh bảo Việt Nam toàn là lừa lọc hả? Chính anh lừa tôi suốt bao nhiêu năm trời để tôi nuôi hy vọng.
Tôi nói cho anh biết nha, tôi không phải là con đàn bà ế ẩm suốt ngày ngóng cổ chờ lòng thương hại của anh. Tôi không giục anh ly dị vì ngày đó đó, ngày anh bỏ tôi đó, con nó còn quá bé, tội nghiệp nó. Nhưng mà bây giờ hả, muộn rồi. Anh có trở về tôi cũng không chấp nhận nữa. Dứt khoát là ly dị. Dứt khoát là anh phải sang cái tên cho tôi để mẹ con tôi sống cho nó yên ổn. Tường giật mình vì không ngờ hôm nay Diễm phản ứng mạnh như thế. Tuy vậy Tường vẫn chủ quan, đoán là Diễm chỉ vì tức giận mà nói mạnh như thế, chứ trong thâm sâu Diễm vẫn còn yêu Tường. Tường giữ giọng điềm tĩnh nói, lần này anh nói thật mà. Anh về Sài Gòn, để anh về anh bán hoặc là anh sang lại cái cửa tiệm của anh bên ấy, rồi anh quay lại đây với em với con. Diễm vẫn cứng rắn nói, anh bán tiệm hay sang tiệm là chuyện của anh. Tôi dứt khoát không sống với anh được nữa. Sức chịu đựng của tôi đã quá mức rồi. Sáng mai anh ra luật sư với tôi. Anh sang tên cái nhà này cho tôi, rồi ly dị. Tôi không có nợ nần gì anh nữa. Dứt lời, Diễm vùng vằng bỏ vào bếp lấy chai nước lạnh. Tường thấy tình hình đã thay đổi thật rồi. Tường đứng dậy theo Diễm vào bếp. Căn nhà cũ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi từ lúc Tường đi. Diễm đứng ở quầy rửa chén, mở chai nước tu một ngụm lớn. Bỗng có tiếng phôn reo trong buồng ngủ. Diễm chạy vào, nhìn ra số của Huân. Vì không tiện nói chuyện, nàng text cho Huân mấy chữ ngắn gọn: ông Tường đang ở đây. Rồi nàng trở ra nhà bếp để bàn cho xong câu chuyện dở dang với Tường. Tường kéo cái ghế ngồi xuống bàn ăn và đổi sang giọng lạnh nhạt. Cô muốn ly dị thì tôi ly dị, dễ mà. Nhưng sang tên nhà cho cô thì phải tính lại. Diễm quát lên. Cái gì? Anh đừng có lật lọng nhé. Ngày ấy tôi bán cái tiệm nail để đưa tiền cho anh. Bù lại là tôi giữ cái căn nhà này để nuôi con. Thỏa thuận như vậy rồi mà. Bây giờ anh đòi tính lại là tính làm sao? Anh không thương tôi thì anh cũng phải thương con chứ. Cạn tàu ráo máng không còn chút tình nghĩa với con như vậy sao? Tường cũng lớn tiếng cãi lại. Tôi không phải là người tham lam. Tôi không chèn ép cô. Ngày ấy căn nhà này trị giá 400 ngàn. Cô không muốn bán để chia đôi mỗi người 200. Cô đòi giữ nên cô bán hai tiệm nail đưa cho tôi 200 ngàn. Diễm dằn mạnh chai nước trên mặt bàn rồi ngắt lời. Thì đúng rồi còn gì nữa, anh còn muốn cái gì? Nhưng Tường nhấn mạnh. Nhưng bây giờ căn nhà này đã lên trên 600 ngàn rồi. Tôi vừa mới hỏi mấy chuyên viên địa ốc trước khi lại đây gặp cô. Như vậy, tính ra thị trường bây giờ thì cô phải trả thêm cho tôi 100 ngàn nữa. Nếu không thì tôi không sang tên. Đó là sự công bằng chứ không có sự ác gì với cô. Diễm uất nghẹn trong cổ, nước mắt trào tuôn ra. Khá lâu nàng mới nói. Như vậy mà anh nói là công bằng hả? Ăn thua là có lúc thỏa thuận với nhau mà thôi. Hôm nay anh bán cái căn nhà này 600 ngàn, năm sau nó lên 6 triệu. Anh đâu có chạy lại đòi người chủ mới chia cho anh thêm tiền đâu. Đây nè, tôi nhắc cho anh nhớ nha. Lúc mà anh bỏ tôi về Việt Nam đó, trị giá căn nhà này là 400, mỗi người một nửa là 200. Từ lúc mà tôi đưa cho anh 200 ngàn, tức là căn nhà này thuộc về tôi. Giá như bây giờ nó có lên cả 1 triệu, 2 triệu, mấy triệu đi, anh cũng không có quyền đòi tôi phải chia thêm cho anh. Tường đứng dậy khinh khỉnh nói, tôi nhắc cô là cho đến giờ này này, căn nhà này vẫn đứng tên cả cô lẫn tôi, nghĩa là tôi vẫn làm chủ một nửa. Sáng mai cô kêu nhân viên địa ốc đến đây, nhờ họ định giá. Họ nói giá bao nhiêu thì là của tôi một nửa, trừ đi 200 cô đã trả trước. Đơn giản chỉ có thế thôi. Diễm thấy cổ họng mình như người vừa bóp nghẹt, không thở được nữa. Chịu đựng bao nhiêu đắng cay nhục nhã để giờ này lại phải đối phó thêm sự tráo trở của Tường. Dĩ nhiên đây là lỗi ở Diễm một phần, đã không yêu cầu Tường ký giấy sang tên ngay sau khi đưa tiền cho gã. Cái lỗi ấy chẳng qua do sự yếu mềm của trái tim mà ra, để bây giờ phải lãnh hậu quả quá bực mình. Tường lại thản nhiên tiếp. Cô muốn tôi sang tên thì cô đưa thêm cho tôi 100 ngàn. Không thì tạm thời cứ giữ nguyên tình trạng này. Nghĩa là cả tôi lẫn cô đều làm chủ căn nhà này. Tạm thời tôi cho cô ở một mình cho thoải mái. Nay mai nếu tôi quay lại, tôi sẽ ngăn đôi căn nhà mỗi người một nửa. Diễm uất quá nhưng ráng nhịn, nàng uống hớp nước rồi gắng cắt nghĩa thêm. Anh à, cái hồi mà anh với tôi chia tay đó, căn nhà này trị giá 400,
Tôi đưa cho anh 200 thì căn nhà này thuộc về tôi. Giả như bây giờ mà nó xuống còn 200 thì tôi cũng phải chịu chứ, tôi đâu có chạy tới tôi đòi ăn 100 đâu. Có đúng không? Anh trả lời tôi đi. Anh đừng cứ im như vậy, trả lời tôi. Thị trường đấy ốc thì anh biết rồi đó, lúc lên lúc xuống. Mình chỉ tính cái lúc nó thỏa thuận thôi. Chứ đâu phải là lúc nó lên nó xuống thì kệ nó chứ, đâu thể tính lùi lại được. Anh học đâu ra cái thói ngang ngược như vậy? Tường tiến lại gần quầy rửa chén, ngẩng lên mở cánh cửa tủ bếp, chỗ Tường vẫn để cà phê ngày còn ở đây. Mặt Tường lạnh lùng nói: "Bây giờ cô mới biết tôi ngang à? Ai bảo cô ngu? Cô không bắt tôi sang tên ngay hồi đó. Chưa sang tên thì nhà này vẫn là của chồng. Cô ngu thì cô ráng chịu." Diễm nghiến răng chộp con dao nhọn ở quầy bếp đưa ra trước mặt Tường và dọa: "Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi chịu đựng anh 3 năm nay rồi, bao nhiêu nhục nhã đắng cay. Anh đừng có ức hiếp tôi. Anh dám bước lại không? Anh bước một bước, tôi đâm anh chết rồi tôi tự tử cho hết nợ đời." Tường cười khẩy, tiến lên một bước rồi bất thần chộp lấy cổ tay đang cầm dao của Diễm và bóp mạnh. Diễm không buông, nàng đẩy mạnh khiến Tường bước lùi lại. Không may, khi Tường bước lùi thì chân vướng phải tấm thảm nhỏ mà Diễm vẫn đặt trên sàn để đứng lên rửa chén. Tấm thảm ni lông ấy lâu ngày, một mép bị cong lên nên mới làm vướng chân Tường và làm Tường ngã ngửa ra. Diễm đang sẵn đà đẩy Tường, nhất là cổ tay đang bị Tường nắm chặt, khiến nàng cũng ngã úp trên người Tường. Và con dao nhọn hoắt vô tình đâm vào ngực, thấu tới tim, làm Tường chết ngay trong khoảnh khắc. Diễm lóp ngóp ngồi dậy, không ngờ Tường bị đâm quá sâu, máu chảy chan hòa trên nền gạch. Nàng hốt hoảng quỳ bên cạnh, lay gọi liên tục, nhưng Tường không động đậy gì nữa. Diễm vừa lắc mạnh cánh tay Tường, vừa mếu máo kêu: "Thôi rồi, thôi chết rồi, anh Tường ơi, anh Tường, tỉnh dậy, ôi thôi chết rồi, tỉnh dậy đi anh ơi, rồi, anh Tường ơi, đừng làm em sợ, anh Tường ơi, em xin lỗi anh Tường, anh Tường." Nhưng quả thực, Tường đã ra người thiên cổ. Diễm kinh hãi, lấy phone ấn số 911, nhưng mới ấn được 2 số thì Diễm đổi ý khựng lại, buông phone xuống bàn. Cuộc đời sao có thể vô lý như thế này? Nước mắt chan hòa, nàng tuyệt vọng kéo ghế ngồi và thẫn thờ suy nghĩ. Suốt 3 năm đau khổ vì Tường, vừa mới chớm thấy chút tương lai an bình khi gặp Huân thì lại xảy ra chuyện lớn lao này. Nếu nàng kêu xe cứu thương và báo cảnh sát thì rồi sẽ ra sao? Án mạng xảy ra trong căn nhà chỉ có mình nàng và Tường, với đầy đủ dấu tay và con dao oan nghiệt vẫn còn cắm trên ngực Tường. Dù luật sư có cãi giỏi lắm thì Diễm cũng được hưởng tối đa là tội ngộ sát, thì cũng đi tù ít nhất vài năm. Chưa kể nàng có thể bị kết tội first degree murder thì nặng nề lắm. Ra tù thì tuổi đã già rồi. Rồi còn tương lai con gái nàng nữa. Tường chết rồi, nếu nàng vào tù thì con gái nàng sẽ ra sao? Nhưng không báo cảnh sát thì làm gì bây giờ? Làm sao thủ tiêu được cái xác của Tường? Đứng ở quầy bếp, nhìn qua cửa sổ, thấy mảnh sân sau lạnh lẽo và vắng ngắt dưới gọn đèn vàng úa từ mái hiên hắt ra, Diễm bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nàng quyết định không báo cảnh sát. Đời người ta có những lúc gặp vận xấu, xui khiến người ta đưa đến những quyết định sai lầm như Diễm lúc này. Nói đúng ra, không kêu cảnh sát là một quyết định điên rồ chứ không phải là sai lầm. Vậy mà Diễm quẩn trí không còn chút sáng suốt nào. Nàng lấy cái mền cũ phủ tạm lên người Tường, che kín từ đầu xuống chân, rồi tắt hết đèn bếp, ra phòng khách gọi phone cho Huân. Lúc ấy đã hơn 11 giờ nhưng Huân vẫn còn ngồi coi tin tức. Đối với Huân thì bản tin 11 giờ đêm bao giờ cũng rất quan trọng, bởi nó tổng kết tất cả mọi điều anh cần biết trong một ngày. Anh ngạc nhiên thấy số phone của Diễm, vội nhấc lên và nói ngay: "Em nói ông Tường đang ở đó mà sao lại phone cho anh?" Giọng Diễm run run, rõ ràng đang mất bình tĩnh. Nàng nói: "Anh ơi, anh qua em được không? Em cần gặp anh gấp." Huân vặn nhỏ tivi, ngồi thẳng lên và ưu tư hỏi: "Có chuyện gì vậy? Lúc nãy em text cho anh, em nói là ông Tường đang ở với em mà. Có ông Tường anh qua làm gì?" Diễm cố lấy lại bình tĩnh nói vắn tắt: Chuyện này không có nói trong phone được anh ơi. Anh qua đây gặp em rồi mình nói chuyện."
Huân cũng đang muốn gặp Diễm để biết kết quả vì chính anh đã thúc giục Diễm liên lạc với Tường để làm giấy ly dị và sang tên nhà. Nhưng vốn tính cẩn thận và tế nhị, Huân hỏi một lần nữa. Nhưng ông Tường có đó không? Có ông Tường thì anh không qua đâu. Cần thì gặp nhau ở chỗ khác. Diễm khổ sở đáp. Có. Nhưng mà thôi thế này. Anh muốn em chạy sang anh không? Cũng không tiện nữa vì hai đứa con anh nó đang ngủ. Hay là anh chạy ra cái bãi parking trước Home Depot đó. Em ra em gặp anh ở đó. Được không anh? Em đi liền bây giờ. Huân đứng dậy tắt TV và nói. Nhưng mà chỗ đó thì làm gì có hàng quán thì cho mình ngồi nói chuyện. Diễm nhấn mạnh. Thì ngồi trong xe nói chuyện. Em không muốn vào tiệm. Anh đi ngay đi. Em chạy ra bây giờ. Đã toan ra cửa, Diễm lại quay vào vì sực nhớ ra nàng đang mặc cái áo dính máu của Tường. Để đỡ mất thì giờ, nàng lấy cái áo mưa mặc phủ bên ngoài rồi đi nhanh ra cửa. Huân cũng vào buồng ngủ thay quần áo vì anh đang mặc pyjama. Ngang qua phòng ngủ của hai cô con gái, anh vẫn nghe tiếng cười khúc khích của hai con bé tuổi mới lớn. Anh đứng ở ngoài cửa nói vọng vào. Này, bố có việc phải chạy đi một chút, các con cứ ngủ trước đi. Cô con gái lớn thông cảm bố đang có người yêu nên hân hoan đáp bằng tiếng Anh. Bố ơi, không sao, bố đâu cần về đâu, bố ngủ bên nhà cô Diễm cũng được mà. Huân nhấn mạnh, bố về chứ, mai bố phải đi làm mà. Rồi anh cầm sâu chìa khóa, lật đật đi ra cửa. Tới nơi, Huân đã thấy xe của Diễm đậu ở góc sân trong khu parking rộng thanh thang của Home Depot, giờ này hoàn toàn vắng ngắt. Huân chạy lại đậu sát bên cạnh, tắt máy, mở cửa xe chui ra. Diễm đẩy cánh cửa để Huân vào ngồi bên cạnh nàng. Trong bóng tối mờ mờ, Huân không nhìn rõ nét hoảng hốt trong ánh mắt của Diễm. Nhưng thái độ luống cuống của nàng làm anh mơ hồ đoán là Diễm và Tường chắc lại vừa cãi nhau to. Bởi nếu mọi chuyện êm xuôi thì giờ này Diễm đâu có cần gặp Huân. Vì vậy, vừa ngồi xuống ghế đóng cửa xe, Huân nói ngay. Chuyện ly dị với chuyện sang tên nhà chắc không xong phải không? Em gọi anh giờ này thì chắc là không xong rồi. Diễm nhìn Huân tội nghiệp, nhưng vì thời giờ cấp bách quá, nàng đành phải cắt ngang để đi thẳng vào vấn đề trọng đại mà nàng cần Huân cho ý kiến. Nàng đột ngột bảo. Ông Tường chết rồi. Huân bật người ra phía sau, miệng há to nhưng lặng người không nói được gì. Anh chố mắt quay sang nhìn Diễm, rồi ú ớ nhắc lại. Em nói cái gì? Em nói sao? Ông Tường chết rồi à? Chết ở đâu? Đụng xe hay sao mà đột ngột vậy? Diễm vắn tắt kể lại diễn tiến cái chết đột ngột của Tường trong nhà mình, rồi run run kết luận. Chuyện nó xảy ra nhanh quá, em cũng không ngờ nữa. Ông ấy cố tình chọc tức em. Em giận quá, em vớ đại con dao. Em cầm dao đã đe dọa thôi, chứ làm sao mà em dám đâm được. Rồi ông ấy chộp lấy cái cổ tay em đẩy mạnh, ông ấy lùi lại. Không ngờ chân vướng vào tấm thảm, làm ông ấy ngã ngửa ra kéo theo em, đè lên ông ấy. Rồi con dao đâm trúng tim. Huân lặng người kinh hãi, bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài, xem có ai theo dõi câu chuyện của hai người hay không. Khá lâu, Huân mới hỏi. Tội nghiệp ông ấy chết trẻ quá, mới 40 phải không? Xe cứu thương đưa ông ấy vào nhà thương nào? Thôi em ơi, đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, em nên báo ngay cho gia đình ông ấy biết. Hình như là bố mẹ ông ấy còn sống đủ cả mà phải không? Báo cho gia đình người ta, để người chứng tỏ là mình vô tình. Diễm trầm ngâm lắc đầu. Ông ấy vẫn còn nằm trong nhà em á. Em chưa báo cảnh sát. Em định sẽ không báo. Huân hốt hoảng kêu lên. Chết, sao lại không báo? Em phải báo ngay đi. Vì khi khám nghiệm tử thi, người ta sẽ biết là ông ấy chết vào cái giờ nào, vào lúc nào. Em càng để lâu, cảnh sát càng nghi là em có âm mưu, chứ không phải là tai nạn. Diễm ngồi yên, Huân không phải chỉ lo cho Diễm, mà còn lo cho chính mình. Một khi cảnh sát nghi Diễm giết chồng, thì Huân là người tình mới của Diễm, rất dễ bị nghi ngờ là tòng phạm với Diễm. Cho nên anh tha thiết nói. Bây giờ em chạy về đi. Chạy về gọi ngay cho cảnh sát. Em cứ khai thật là em vô tình. Đây hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Em à,
Bên này người ta điều tra kỹ lưỡng và tinh vi lắm, em sẽ không có sợ bị oan. Em về đi. Anh nhắc lại, càng để lâu thì càng bất lợi. Diễm sụt sùi khóc và thành thật khai. Thú thật với anh là em không muốn báo cảnh sát. Mấy năm nay em trải qua bao nhiêu đắng cay rồi. Bây giờ gặp được anh, tưởng cuộc đời thay đổi. Nào ngờ em nghe lời anh về kêu ông ấy, để rồi bây giờ xảy ra chuyện này. Anh ơi, em mà vào tù thì coi như chấm dứt cuộc đời. Em đã đành rồi, nhưng mà còn con em đây anh ơi. Diễm ngừng lại tấm tức khóc, Huân lại đưa mắt nhìn ra ngoài xem có ai rình nghe câu chuyện ghê gớm này hay không. Anh hơi bực vì Diễm đổ tội cho anh xúi Diễm gọi Tường về. Anh xúi thật, nhưng mà anh xúi gọi Tường về là để ly dị và sang tên nhà, chứ đâu phải gọi Tường về để đâm Tường chết. Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhắc lại. Em nghĩ quẩn rồi Diễm ơi. Em không kêu cảnh sát thì em định giấu cái xác ông Tường ở đâu? Người chứ phải con gà đâu mà em định thủ tiêu. Diễm đã chuẩn bị sẵn nói ngay. Thì em định là bí mật chôn ông ấy sau nhà. Không có ai biết được đâu anh à. Nhà em vắng vẻ lắm, có tường bao quanh, kín đáo lắm. Sáng sớm mai em sẽ ra đây em thuê mễ về làm giùm em. Em nghĩ là chừng 2 tiếng là xong anh à. Huân càng nghe càng thấy rùng mình. Quen Diễm gần một năm nay, anh không bao giờ mảy may hình dung nổi sự liều lĩnh của Diễm đến mức này. Một người đàn bà nhỏ nhắn, mặt mũi nom hiền lành như thế mà có ngờ đâu dám tính những chuyện rùng rợn như thế này. Tự dưng anh chẳng những giảm hẳn cảm tình mà còn đâm ra sợ Diễm. Anh kết luận, thôi tùy em quyết định, nhưng theo ý anh thì anh vẫn muốn em báo cảnh sát. Tội của em đâu có nặng nề gì, không có nặng, tai nạn vô tình, chứ đâu phải là em chủ mưu giết chồng. Em nghĩ lại đi Diễm ơi. Diễm buồn rầu vì Huân không giúp gì được mình, lại cũng không hỗ trợ ý muốn của nàng. Nàng thở dài bảo, Thôi được rồi, để em về rồi em tính lại. Nàng vừa dứt lời, Huân đẩy cửa xe bước ra ngay và bảo, ừ, em nghĩ lại đi, thôi anh về, sợ hai đứa bé ở nhà nó chờ cửa. Rồi Huân chui vào xe và phóng đi ngay như chạy trốn. Anh hoang mang lo lắng, chỉ sợ có người nghe được mẩu đối thoại giữa anh và Diễm, nghĩa là anh biết rõ ý định của Diễm mà không tố cáo. Kể từ giờ phút ấy, Huân bắt đầu xa lánh Diễm, vốn là người mang bản tính quá cẩn trọng, một công chức mẫu mực và là một người cha trách nhiệm. Huân rất sợ mình sẽ bị liên lụy tới vụ án mạng này. Nếu Diễm không mưu giết chồng, Huân sẽ bị thẩm vấn vì là người tình của Diễm, xúi Diễm giết Tường. Vừa lái xe, tim anh vừa đập thình thịch và anh quyết định từ nay không liên lạc với Diễm nữa, không để lại dấu tích gì trong phone vì có thể chứng cớ cho cảnh sát điều tra sau này. Về phần Diễm, nàng ngây thơ không biết Huân đã hoàn toàn thay đổi, tránh né nàng, cho nên vừa chôn Tường xong, nàng hân hoan gọi điện ngay cho Huân và dĩ nhiên Huân không bắt phone. Nàng text cho Huân, Huân cũng chẳng dại gì trả lời. Đã thế anh còn cẩn thận xóa luôn lời nhắn của Diễm. Anh tự nhủ là anh phải bảo vệ mình bởi còn trách nhiệm với hai đứa con gái. Mấy ngày liền Diễm liên lạc với Huân bằng đủ mọi cách, đều không thấy anh trả lời. Bấy giờ Diễm mới hiểu là Huân không còn muốn gặp nàng nữa. Nàng tức uất lên và vô cùng hối hận vì đã nói cho Huân biết ý định thủ tiêu xác của Tường. Rồi Huân tố cáo thì sao? Nàng buột miệng than. Đàn ông, thằng nào cũng khốn nạn như nhau. Những ngày kế tiếp là thời gian khổ nhất trong đời Diễm. Ban ngày, về nhà nàng thấy quạnh hiu đã đành. Mà nhất là ban đêm, Diễm không tài nào ngủ được. Vì hình ảnh Tường nằm chết ngay trong bếp. Và nhất là giờ này xác Tường chôn ngay ở sau nhà. Tiếng gió thổi trong đêm rít qua khe cửa cũng làm Diễm dùng mình kinh hãi vì có cảm tưởng những oan hồn của Tường hiện về đòi mạng. Cái xẻng, cái cuốc dựng ở ngoài hiên sau tình cờ đổ xuống trên nền xi măng, Diễm cũng tưởng như tiếng đập cửa của Tường đòi vào gặp Diễm. Những nhánh cây ổi cao
lâu lâu gió thổi, đập vào mái nhà, tất cả đều làm Diễm đứng tim. Diễm chăn trở thao thức, cứ kéo mền trùm kín mít từ đầu xuống chân, thậm chí nửa đêm khát nước không dám xuống bếp vì tưởng tượng Tường đang đứng chờ Diễm ở đó. Ngay cả ngày lẫn đêm, Diễm đều đóng kín mọi cánh cửa phía sau nhà, không dám bước ra sân sau và thậm chí không dám nhìn ra vườn sau nữa. Người nàng phờ phạc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, son phấn dày cộm mà vẫn không che nổi nét mệt mỏi. Các cô ở tiệm sầm xì với nhau. Vì cả tuần nay Diễm không vui vẻ nói chuyện với họ như thông lệ nữa. Mỹ nhìn Diễm kêu lên: "Ôi thôi chết, chị mất ngủ hay sao mà xuống sắc thế? Chị Diễm, có cần đi bác sĩ không? Mệt thì ở nhà để em coi tiệm cho." Diễm gượng cười đáp: "À, có ốm đau gì đâu mà đi bác sĩ. À, có điều mấy bữa nay sao tự dưng không ngủ được." Mỹ ân cần bảo: "Trời ơi, lúc này nó nhiều loại thuốc ngủ chế bằng dược thảo, hoàn toàn thiên nhiên, không có hóa chất. Uống vào ngủ êm lắm, thức dậy không có mệt một tí nào hết. Mẹ em uống thử rồi, chị muốn không thì mai em mua dùm cho." Diễm đáp cho qua chuyện: "Ừ, thì mua dùm chị vài hộp." Nhân lúc Diễm không có mặt, một cô bảo: "Số chị ấy lận đận, nghe nói chị ấy với ông Huân lại break rồi, có lẽ vì vậy mà mất ngủ." Suốt 4 đêm kinh hoàng ở nhà, đêm thứ 5 Diễm ra ngủ tại tiệm nail. Tiệm có 6 cái ghế spa, có thể lựa bất cứ cái nào, bật ngửa ra ngủ rất thoải mái. Nhưng rõ ràng là ban ngày ngồi ghế spa thì buồn ngủ lắm, mà ban đêm lại không quen. Chả sao nàng có căn buồng nhỏ để làm waxing cho khách. Ngặt một điều là cái giường kê trong đó chiều ngang hẹp quá, bởi căn bản nó không phải là giường ngủ. Nàng không dám lăn qua lăn lại vì sợ rớt xuống sàn. Huống chi nàng có nhà cao cửa rộng, tại sao phải ngủ ở tiệm? Giờ này nàng không muốn làm bất cứ điều gì để các cô nhân viên có thể đặt nghi vấn về căn nhà, về Tường. Bởi vậy sau một đêm tá túc ở tiệm nail, nàng lại quay về nhà. Đến ngày thứ 10 sau cái chết của Tường, Diễm chịu không nổi, chạy về nhà bố mẹ và năn nỉ mẹ cho con gái về ở với mình để nàng đỡ sợ. Bà Hiếu, mẹ Diễm, nuôi con bé Vicky đã hơn 1 năm, bà cháu gắn bó lắm. Đời nào bà muốn cho cháu về, bà bảo: "Ừ, thì nó bên này nó quen rồi, con đón nó về làm cái gì? Con bận việc cả ngày á, làm gì mà có thời gian nói chuyện với nó. Bố mẹ thì chả làm gì cả. Cháu ở với ông bà lúc nào cũng giỏi tiếng Việt hơn. Thôi, cứ để nó ở đây với bố mẹ." Diễm giải thích thêm: "Tại vì dạo trước thì con có 3 tiệm con mới bận, bây giờ còn có 1 à, công việc nó thưa thớt lắm. Với lại nhà trống quá, chỉ có 1 mình con, mẹ cho con đón cháu về." Bà mẹ đành buông xuôi: "Ừ thì thôi, mày muốn gì thì cũng được thôi, nhưng mà con cứ hỏi ý nó xem có nó muốn về hay không. Bởi vì nó bên đây là cả năm rồi, đi học gần rồi lại quen nhiều bạn nhiều bè, chưa chắc nó đã muốn về." Lúc ấy con bé Vicky đã tan học nhưng nán lại thư viện. Diễm phone cho con và nói rõ ý định đón con về. Vicky la oai oái không bằng lòng. Nó cũng nhắc lại những điều như mẹ Diễm vừa bảo: ở đây cả năm đã quen rồi, có nhiều bạn bè và gần trường học. Diễm thuyết phục mãi không được đành bỏ cuộc. Bà Hiếu bảo: "Đấy thì mẹ nói có sai đâu. Với lại là đang dở dang niên học của nó mà, không có nên để cho nó chia trí. Thôi được rồi, cứ để nó đến hè. Hè rồi con hỏi lại nó xem sao. Nếu mà nó muốn về với con thì lúc đấy mẹ không cản." Diễm đành thở dài, lủi thủi ra về. Bước vào nhà dù mới 5 giờ chiều và dù trời Cali rất ấm, Diễm vẫn thấy như con luồng khí lạnh trong nhà vừa ùa ra, phà mạnh vào mặt nàng. Theo thói quen từ 1 tuần nay, hễ vô nhà là nàng bật hết mọi ngọn đèn rồi mới dám xuống bếp. Nàng vừa cởi áo khoác thì có tiếng điện thoại. Nàng mở bóp lấy cell phone và giật mình thấy số của ông Tinh, ba của Tường, tức là trên nguyên tắc vẫn là bố chồng của Diễm. Từ ngày Tường bỏ về Việt Nam, Diễm vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng và ông bà Tinh. Mỗi lần gặp Diễm trực tiếp hoặc nói chuyện qua phone đều thẳng thắn trách thằng con trai và ngỏ ý tội nghiệp cho Diễm. Vì vậy, ngày đầu năm Diễm vẫn về chúc tuổi và mua quà biếu tết bố mẹ chồng. Đã lâu ông bà Tinh không gọi điện cho Diễm. Hôm nay thấy số phone, Diễm ngạc nhiên lắm. Diễm hồi hộp đưa lên nghe. Ông Tinh hỏi ngay: "Diễm đấy hả con, khỏe không con?"
Diễm ngồi xuống sofa để tiếp chuyện bố chồng, nàng hỏi. Thưa ba, con vẫn bình thường ạ. Ba gọi con có việc gì không hả ba? Ông bà Tinh vốn có mặc cảm vì thằng con mình bỏ vợ để về Việt Nam tằng tiệu với người khác, nên ông bà rất ngại gặp Diễm. Bất đắc dĩ hôm nay mới phải liên lạc. Nghe Diễm hỏi, ông nói ngay. Có chứ con. Ba hỏi con là vì tuần trước thằng Tường có lại gặp con chưa? Nó tạt vào đây rồi nó bảo với ba là con gọi nó về. Chả biết có việc gì không. Diễm không biết trả lời ra sao, bởi hễ đã làm chuyện khuất tất thì thế nào cũng lúng túng. Diễm hỏi lại. Anh ấy bảo với ba là con gọi anh ấy về hay sao? Ừ, nó bảo là con cần gặp nó gấp. Thế nó có đến gặp con không? Diễm đắn đo một chút rồi đành khai thật. Dạ có ạ. Anh ấy có đến gặp con. Ba cũng biết đó. Từ ngày anh ấy bỏ con đi theo người khác, con vẫn không đòi ly dị, vì con vẫn hy vọng là có ngày anh ấy nghĩ lại. Nhưng mà 3 năm rồi, anh ấy không còn nhớ đến con, nhớ đến bé Vicky nữa. Thành ra con muốn anh ấy về làm thủ tục ly dị cho xong, để con còn tính đường của con nữa. Năm nay con cũng gần 40 rồi ba. Ông Tinh mủi lòng nói. Con tính thế là phải. Ba mẹ cũng đã nói hết lời với nó, nhưng tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt con ạ. Nó chả nghe. Ba mẹ mong con sau này sẽ gặp được người đứng đắn hơn. Hôm nay sở dĩ ba gọi con là vì từ hôm thằng Tường nó về đây rồi sang gặp con ấy, nó biệt tâm biệt tích luôn. Ba liên lạc mãi không được. Ba hỏi thăm bao nhiêu chỗ quen, cả Việt Nam nữa, cũng chả ai biết nó ở đâu. Ông đang nói dở thì bà vợ giằng lấy điện thoại và nói thay chồng. Bà dài dòng kể lể nhắc lại những điều ông chồng vừa mới nói. Ồ, Diễm đây hả con? Mẹ đây. Mẹ cần gặp thằng Tường mà chả biết nó đâu. Hôm ở Việt Nam về đây, nó chỉ ghé nhà độ nửa tiếng, rồi nó bảo là nó chạy sang con. Thế rồi nó đi luôn từ hôm đó tới giờ. Mẹ gọi điện mãi mà không được. Thế mẹ mới nói mẹ đừng buồn nhá, rồi mẹ gọi về Việt Nam cho con bé đang sống với nó luôn. Thì cái con bé nó lại bảo là chính nó cũng không biết anh Tường ở đâu. Rồi nó cũng gọi mấy lần mà không trả lời, là không, mẹ không biết làm sao. Diễm thấy tim đập thình thịch vì tình hình không còn đơn giản như Diễm dự đoán. Nếu ông bà Tinh khai Tường mất tích, báo cảnh sát thì chắc chắn cảnh sát phải hỏi ai là người cuối cùng gặp Tường trước khi Tường mất tích. Nàng ú ớ bảo bà Tinh. Thưa mẹ là anh ấy đến con có một lúc rồi anh ấy đi. Con năn nỉ anh ấy hôm sau đi ra luật sư để làm thủ tục ly dị. Nhưng mà hôm sau thì con không thấy anh ấy đến nữa. Bà Tinh nhấn mạnh. À, nghĩa là nó chỉ gặp con có mỗi một lần thôi à? Lạ nhỉ, cái thằng ấy nó đi đâu ta? Tưởng là nó lại về Việt Nam, hóa ra là người bên Việt Nam lại cũng đang tìm nó. Thôi thế này, thì nó có liên lạc với con thì con hoặc là nó trở lại gặp con thì con cho nó biết là ba mẹ đang cần gặp nó nhé. Cảm ơn con. Diễm nhấn mạnh bằng cách lặp lại. Dạ vâng, mẹ cũng biết mà, là con còn mong gặp anh ấy hơn cả mẹ nữa. Là vì con cần anh ấy ký giấy ly dị và sang tên căn nhà cho con. Nhưng mà chả biết anh ấy đi đâu. Tắt phone rồi, lại thêm một lần Diễm ngồi đờ đẫn lo âu. Đêm hôm đó trời bỗng đổ mưa to lạ thường, gió rít từng cơn lùa qua khe cửa, sấm chớp lập lòe mãi không thôi. Cali vốn sợ hạn hán mà bất ngờ dông bão như thế này là chuyện hiếm có. Diễm nằm trùm chăn kín mít, mặc dầu đèn vẫn mở sáng trưng khắp nhà. Cái mành ở cửa sổ bếp cứ đập phành phạch vào vách như tiếng thúc giục mở cửa. Lẫn trong mưa gió hình như có tiếng ai gọi tên Diễm. Đã biết đó chỉ là tưởng tượng mà Diễm vẫn run lên bần bật. Nàng cứ nằm chết cứng trên giường, không dám đi tiểu, không dám dậy uống nước. Cho đến gần sáng thì trời mới quang, mây mới tạnh. Tiếng xe trên con đường trước nhà bắt đầu qua lại đều đặn. Bấy giờ Diễm mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt trang điểm sơ sài, rồi phóng đi ăn sáng. Thành phố này đa số tiệm phở đều mở lúc 9 giờ. Chỉ có 1-2 tiệm hủ tiếu của người Hoa mở từ 6 giờ.
Dĩ nhiên, Diễm không đói nhưng nàng muốn ra khỏi căn nhà rùng rợn của mình khi trời chưa sáng rõ. Nàng gọi tô hủ tiếu Triều Châu và ly cam vắt, ngồi ăn uống từ từ cho qua thì giờ, rồi sau đó nàng chạy thẳng lại nhà bố mẹ mình. Ông Hiếu, bố Diễm, đã đi gym theo thói quen từ mấy năm nay sau khi khám phá ra mình bị tiểu đường nhẹ. Vicky đã đi học, nhà chỉ còn mình bà Hiếu đang loay hoay dưới bếp. Một ngày thì giờ của bà ở nhà bếp nhiều hơn ở trên nhà khách. Bà thích làm thức ăn cho chồng, cho cháu. Vì vậy, ông Hiếu gắn cho vợ cái tivi ngay ở trong bếp để bà vừa làm vừa coi chương trình các đài Việt Nam. Nghe tiếng bấm chuông, bà chạy ra mở và ngạc nhiên thấy Diễm. Bà sửng sốt kêu lên: "Ôi trời, đi đâu sớm thế hả con?" Diễm bước vô nhà, bà nhìn đăm đăm và lo âu hỏi: "Ô hay, sao mà con ốm hay sao mà mặt mũi phờ phạc thế kia hả? Để vào đây ta cạo gió cho." Diễm ngượng cười để mẹ đỡ lo: "À không, con đâu có ốm đau gì đâu. Tự dưng mấy hôm nay mất ngủ, có lẽ là vì nhà vắng quá." Bà Hiếu quay bước và nói: "Xuống đây, xuống bếp với mẹ, tao đang dở tay." Diễm kéo ghế ngồi ở bàn ăn và hỏi cho có chuyện: "Ủa, mẹ đang nấu cái gì vậy mẹ?" Bà Hiếu đi nhanh lại quầy rửa chén và đáp: "Ừ thì làm mấy cái bánh giò đây này. Hai ông cháu nhà nó đều muốn ăn bánh giò mẹ làm. Lát nữa mày mang về mấy cái mà ăn nhé." Giờ này Diễm còn tha thiết gì đến việc ăn uống nữa đâu. Nàng đứng dậy lại bên mẹ và nhập đề: "Con ở một mình thấy quạnh quẽ quá, nhiều đêm chả ngủ được. Hôm nọ con định đón cháu Vicky về là cũng vì thế đó." Bà Hiếu đang rửa lá chuối ngẩng lên quay sang nói: "Ơ hay, thế sao bảo là con quen với cái anh gì làm ở City? Nếu mà anh ấy hiền lành tử tế làm sao mà không tiến tới với nhau cho rồi? Năm nay con cũng gần 40 rồi chứ còn non trẻ gì." Diễm buồn rầu đáp: "Ôi mẹ ơi, chuyện của con với anh ấy thì chắc cũng chẳng đi tới đâu đâu. Tạm thời con sang bàn với bố mẹ là nếu mà cháu Vicky nó không muốn về nhà thì hay là bố mẹ cho con sang ở đây cho nó vui. Bên này nhà cũng còn dư phòng phải không mẹ?" Bà Hiếu chép miệng nói: "Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì với tuyển ấy thì tốt quá rồi. Bố mẹ là cũng tính nói với con từ lâu rồi. Một mình con mà làm gì nguyên một cái nhà to tát như thế, nó phí đi. Thì dọn sang đây với bố mẹ rồi bán hay là cho thuê cái nhà đó, tháng cũng được khối tiền." Diễm mừng rỡ nói: "Ồ, vậy thì con dọn sang ngay hôm nay được không? À, bố đâu rồi mẹ? Con cần phải nói với bố một tiếng được không?" Bà Hiếu gạt đi: "Ôi, cứ dọn về cho rồi đi. Lát bố mày về để tao nói với bố mày." Thật ra thì ngay từ ngày Diễm đem con gái sang gửi bố mẹ, ông bà Hiếu đã muốn Diễm về đây ở chung luôn rồi cho thuê căn nhà của Diễm. Nhưng ông nghĩ lại và bảo vợ: "Bà để tùy nó quyết định. Thằng Tường bỏ nó rồi, nó cũng cần quen người này người kia chứ. Chả nhẽ cứ thui thủi một mình mãi. Bắt nó về đây thì ai đến thăm nó cũng ngại. Nói toạc ra là nó cần cái chỗ tiếp khách. Bà có hiểu ý tôi hay không?" Có nghĩa là ông rất muốn gần con, nhưng để tùy ý con chọn lựa. Bởi Diễm cũng cần có một nơi riêng biệt để hẹn hò. Bây giờ Diễm đòi về, tất nhiên ông hết sức vui mừng. Diễm hân hoan chào mẹ rồi ra xe. Nàng phóng lại tiệm neo, mở cửa cho các cô thợ rồi lại quay về nhà. Tạm thời, nàng chỉ mang quần áo và vài thứ dụng cụ cá nhân, bởi nhà bố mẹ nàng đầy đủ cả. Đang xếp quần áo vào vali thì có tiếng gõ cửa. Nàng giật thót người hoảng hốt đứng dậy. Thời buổi cell phone, ai muốn đến nhà người ta đều phải gọi trước, chứ làm gì có cái kiểu bất ngờ gõ cửa. Họa chăng chỉ là nhân viên bưu điện đưa thư bảo đảm, hoặc Jehovah Witness đến giảng đạo, hoặc nhân viên cảnh sát cần gặp mà thôi. Từ buồng ngủ, nàng rón rén bước ra. Sống kiểu này hồi hộp quá, có ngày đứng tim mà chết. Diễm nhìn qua khe cửa thì hóa ra là hai gã đàn ông đứng bên chiếc xe nàng đang đậu. Nàng thở phào vì nhận ra hai gã ấy không phải là cảnh sát, nhưng đồng thời cũng khá bực mình vì đó là hai gã người Mễ, Fernando và Ramon, đã đào huyệt chôn tường giùm nàng. Mặc dù đoán chắc là họ đến để xin tiền, hay nói đúng hơn là để tống tiền, nhưng Diễm vẫn phải mở cửa ra gặp họ. Vừa nhìn thấy Diễm, cả hai cùng cười hớn hở như người thân lâu ngày tái ngộ. Cả hai cùng lớn tiếng: "Good morning, ma'am." Diễm cũng làm bộ niềm nở chào lại. Fernando nói: "Bà có khỏe không?"
Anh em chúng tôi đi ngang thấy xe của bà nên ghé vào chào. Diễm nói cho xong chuyện. Vâng, cảm ơn hai anh. Tôi vẫn bình thường. Hôm nay không có ai kêu đi làm hay sao? Rồi nàng toan quay vào nhà để lấy ra ít tiền tặng họ. Nhưng Fernando chỉ chiếc xe truck cũ đậu ngoài lề đường và nói: anh em chúng tôi đến để cảm ơn bà. Nhờ số tiền 5.000 của bà, chúng tôi mua được cái xe kia với ít dụng cụ làm vườn để từ nay mở công ty landscaping. Ramon tiếp lời anh: tuy bước đầu thì cũng còn thiếu thốn lắm, nhưng nếu mà nay mai chúng tôi phát triển thành công thì tất cả cũng là nhờ bà. Diễm chố mắt nhìn ra cái xe truck cũ không mui, vé bảng hiệu màu đỏ chữ lớn Fernando's Landscaping, trên xe có máy cắt cỏ, cuốc, xẻng, cưa, búa, chổi, cào, kéo cắt cây và vài thứ lặt vặt khác. Fernando đưa cho Diễm vài tờ flyers với một tấm danh thiếp và nói: nhờ bà giới thiệu khách giùm chúng tôi. Diễm hoan hỉ cầm lấy và bảo: Thế nào thì tôi cũng giới thiệu cho các anh. Hai anh chờ chút nha, để tôi vào tôi lấy chút tiền tặng hai anh, coi như lì xì mở hàng lấy hên. Fernando xua tay không nhận và nói: cảm ơn bà. Bà giới thiệu khách cho chúng tôi là quý lắm rồi. Thôi, xin chào bà, chúng tôi đi. Hai gã quay bước lên xe và phóng đi. Diễm ngơ ngác đứng trông theo một lúc rồi mới quay vào nhà dọn đồ tiếp. Ít ra cái chết của Tường cũng tạo dựng cơ nghiệp buổi đầu cho hai gã người Mễ. Ngay bữa cơm chiều hôm đó, bà Hiếu bảo con: hay là mình treo bảng bán nhà đi con, về đây ở luôn với bố mẹ cho vui. Bà vốn tiếc tiền, thấy căn nhà bỏ trống bà đau đớn lắm. Diễm cũng có ý ấy: tống đi cho rồi, chứ giữ làm gì căn nhà ma đó. Nhưng ngặt vì Tường vẫn còn đứng tên, nên Diễm phải phôn cho Quyên để hỏi thủ tục như thế nào. Vì không muốn bố mẹ nghe, Diễm ra hẳn ngoài sân, sát lề đường, ấn số gọi Quyên. Đầu dây bên kia Quyên vui vẻ lên tiếng ngay: đổi nhà lúc này là đúng rồi. Có cái condo mới xây xinh lắm, bà dọn vào đó thì tuyệt vời. Diễm ngắt lời và kể: nhưng mà bà biết tôi với ông Tường là chưa có ly dị. Căn nhà tôi ở vẫn là tên chung của hai người. Bây giờ tôi muốn ly dị và bán nhà, nhưng mà tìm ông ấy ở đâu ra bây giờ? Cô chuyên viên địa ốc bảo Diễm: thì cứ sự thương thì bà phải mướn luật sư. Bà và luật sư sẽ đăng bố cáo tìm ông Tường, đăng trên báo này, trên internet này. Sau một thời gian có thể là 6 tháng hay 1 năm gì đó, nếu mà ông Tường ông không xuất hiện thì luật sư sẽ xin giấy tòa cho phép bà đơn phương ly dị và toàn quyền quyết định tài sản. Dĩ nhiên bà phải chứng minh trước tòa là bà cố ý tìm ông Tường mà tìm không ra. Diễm ngắt lời: tìm thật chứ, tôi đang cần gặp ông ấy để giải quyết cho xong. Quyên tiếp lời: mà nè, bà có quen luật sư nào không? Nếu không tôi giới thiệu cho. Mà thôi thế này bà Diễm ơi, mai bà ra văn phòng tôi đi, tôi lo cho bà. Hay là bà đi ăn sáng với tôi rồi về văn phòng mình làm việc. Bố cáo tìm người thân thì tôi có mẫu sẵn rồi, bà chỉ việc điền tên vào rồi đem đăng báo hay là bỏ lên net thôi. Tôi làm cho mấy người rồi. Diễm hỏi: ăn ở đâu, mấy giờ? Tôi dậy sớm lắm, già rồi ngủ không có được nhiều. Quyên hăng hái nói: tôi cũng dậy sớm lắm bà ơi, nhưng thường thì 9 giờ là các tiệm ăn mới mở. Vậy 9 giờ tôi gặp bà tiệm cơm tấm nhé. Tắt phone rồi, Diễm lại thêm một đêm mất ngủ tại nhà bố mẹ. Đăng bố cáo tìm Tường không biết có làm dư luận xôn xao, và rồi cảnh sát tưởng Tường mất tích thật cho người điều tra thì sao? Mà không làm đúng thủ tục như thế thì làm sao giải quyết được căn nhà? Dù đã quá mệt mỏi, Diễm vẫn trăn trở lăn qua lăn lại mãi, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được. Những ngày kế tiếp, quả nhiên bất cứ ai quen Diễm khi đọc được bản bố cáo tìm chồng đều bàn tán với nhau. Nhưng họ bàn tán cho vui vậy thôi, chứ ai chả biết Tường về Việt Nam lấy vợ khác. Thiên hạ thì có tật thích phê bình, cho nên cứ trách Tường nhẫn tâm với vợ con, nhưng đồng thời cũng chê Diễm khờ khạo vì chồng bỏ đi đã 3 năm mà bây giờ mới tính chuyện ly dị. Không hề có ai thắc mắc Tường ở đâu mà không liên lạc với Diễm. Không thắc mắc là vì ai cũng cho là Tường về Việt Nam ngụp lặn trong các thú ăn chơi và cố ý không liên lạc với vợ.
một cô ở tiệm nail nói giọng mỉa mai. Ôi giời, đàn ông à, nó về Việt Nam nó giúp đầu vào gái, nó mụ người đi, đâu còn nhớ đến ai nữa. Cô khác chen vào. Ở đâu giúp đầu vào gái cũng mụ người đi, chứ đâu cần phải về tới Việt Nam. Diễm bùi ngùi nhấn mạnh. Nhưng mà Việt Nam thì nguy hiểm nhất, vì con gái Việt Nam lắm chiêu mà giá lại rất là bèo, bao nhiêu tấm gương rồi. Bà Tinh, mẹ của Tường, lại gọi cho Diễm và hỏi. Con ơi, thế từ cái hôm mà đăng báo tới giờ thằng Tường nó có liên lạc gì với con không? Hay là con có tin tức gì với nó không hả con? Diễm làm bộ ủ rũ đáp. Thưa không mẹ ơi. Bà Tinh giải thích. Sao lạ quá con nhỉ? Ba mẹ hỏi cả bên Việt Nam mà cũng chả ai biết nó ở đâu. Chứ hay là thằng này nó lại có con khác nữa, nó trốn tiệt đâu thế? À này con, thế hôm mà nó đến gặp con thì nó nói làm sao? Nó có hẹn là nó trở lại với con hay là không? Diễm nhắc lại câu trả lời cũ. Có, anh ấy hẹn con là sáng ngày hôm sau cùng với con ra văn phòng luật sư. Nhưng mà con chờ mãi anh ấy không đến, cũng không có gọi phone nữa, rồi mất tâm luôn. Diễm kết luận cho xong chuyện. Ai cũng nói là anh ấy ham chơi, về Việt Nam rồi quên hết bên này. Bà Tinh và cả chồng cũng đều tin như vậy, tin rằng Tường đang ở Việt Nam, lại quen một cô nào mới và không muốn liên lạc với ai nữa. Bà nói vài lời an ủi Diễm rồi cúp máy. Từ đó căn nhà Diễm khóa cửa im lìm, Diễm ở hẳn bên bố mẹ. Chỉ khi nào bất đắc dĩ phải lấy những thứ cần thiết, nàng mới lái xe về, và cũng chỉ về lúc trời còn sáng rõ. Mỗi lần mở cửa bước vào nhà, Diễm vẫn thấy nổi da gà vì nỗi kinh sợ trong đầu và vì cái lạnh bao phủ chung quanh. Mẹ Diễm đau đớn lắm vì căn nhà của Diễm bỏ trống mà Diễm không cho thuê. Nàng giải thích. Thì con đang chờ giấy của tòa mà, hễ có là con bán ngay. Mình cho thuê thì sợ khó bán vì người thuê không chịu dọn ra. Thời gian trôi quá chậm, mãi gần một năm sau, luật sư của Diễm mới xin được giấy phép của tòa cho Diễm ly dị đơn phương và toàn quyền quyết định căn nhà, vì nàng đã cố công tìm Tường khắp nơi mà Tường không xuất hiện. Diễm mừng lắm, mừng không những vì mình sắp bán được nhà, mà nhất là vì cả năm qua không ai thắc mắc về Tường. Bố mẹ Tường không ra cảnh sát báo cáo Tường mất tích, nên Diễm không hề bị luật pháp hỏi thăm. Cái chết của Tường ngoài Diễm chỉ có ba người biết, là anh em Fernando và Huân. Anh em Fernando thì dĩ nhiên không dại gì mà khai ra, vì chính tay họ đã đem chôn Tường. Riêng Huân thì cũng không thấy áy náy và muốn khai báo. Riêng Huân thì tuy có lúc cảm thấy muốn khai báo, nhưng lại nghĩ Diễm tin mình nên mới kể cho mình nghe. Nếu mình đi tố cáo thì mình là thằng hèn quá, bởi vậy anh đành giữ kín trong lòng. Được luật sư thông báo kết quả, Diễm lập tức gọi cho Quyên nhờ định giá căn nhà và rồi treo bảng for sale. Diễm hăm hở hỏi Quyên. Thế theo bà thì tôi nên đòi bao nhiêu? Quyên giải thích. Thị trường bây giờ đang hot đó. Nhà bà lại được cái location tốt, bán dễ lắm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì mình đừng có đòi giá cao quá. Cứ hạ xuống một chút, người ta sẽ tranh nhau mua và sẽ offer cho bà cái giá trên cái giá bà đòi. Diễm ngơ ngác chưa hiểu rõ thì Quyên cắt nghĩa thêm. Đây nè, tôi mới bán cho ông Viêm cái căn nhà đó, nhỏ hơn căn nhà của bà. Ông ấy list là 590, người ta giành nhau và cuối cùng có người trả là 620, trên giá chủ nhà đòi tới 30,000 đó. Diễm tò mò hỏi ngay. Như vậy là nhà tôi list bao nhiêu? Quyên đã khảo giá trước nên bảo Diễm. Nhà bà thì cũng nên list 590 đi, thế nào cũng có người trả trên 600. Rồi Quyên vui vẻ giải thích. Giá nhà bây giờ là giá ảo chứ không phải giá thật đâu. Kinh tế không lên, dầu hỏa thì tuột dốc, vậy mà nhà thì cứ bán chạy và bán giá cao. Là vì dân Trung Quốc á, nó đổ tiền mặt vào. Bên Canada hay bên Úc cũng vậy nữa. Bà có đọc tin không? Năm 2014 đó, Hải quan Canada tịch thu 400 triệu đô la tiền mặt của người Trung Quốc mang vào. Đó chỉ là khám xét tình cờ thôi nha. Chứng tỏ là còn biết bao nhiêu triệu nữa mang lọt vào mà không bị khám xét. Nếu cứ như thế này mãi á, thì rồi dân bản xứ không có cách nào mua nhà được hết. Con cháu mình chắc ở thuê hết. Diễm không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ về những điều Quyên vừa nói mà nàng chưa hề nghĩ đến. Quyên lại thêm. Bà bán nhà lúc này là đúng thời điểm rồi đấy. Ngày mai tôi bắt đầu cắm bảng bán nhà. Chắc là chỉ trong một tuần thôi là bán xong. Khu nhà bà bán nhanh lắm. Nhưng mà trước mắt, sáng mai bà về bà dọn dẹp,
hoặc là mướn người dọn dẹp cho nó sạch sẽ gọn gàng vào. Cái gì không cần thì cứ vứt hết, quăng hết. Yếu tố quan trọng trong căn nhà là cái bếp. Cái bếp càng đẹp, càng sạch sẽ thì càng dễ bán. Bởi người quyết định mua nhà thường là mấy bà vợ. Diễm ghi nhận tất cả những dặn dò của Quyên. Nàng mong bán căn nhà để đời nàng lật sang một trang sách mới, dứt hẳn cái quá khứ u buồn có dính dáng đến tường. Nhưng trái với dự đoán lạc quan của Quyên, nhà Diễm rất đông người đến coi mà chẳng có ai ký offer. Khách hàng đầu tiên là một cặp vợ chồng quen Quyên đang háo hức cần đổi nhà. Quyên mở cửa đón họ vào và vui vẻ nói: Em làm cái nghề này gần 10 năm rồi, rất nhiều trường hợp khách hàng đầu tiên cũng là khách hàng cuối cùng. Em hy vọng bữa nay anh chị sẽ hài lòng về căn nhà này, em không phải đón người khách thứ hai. Ông chồng trả lời Quyên: Có thể lắm, vợ chồng tôi đang thích khu này lắm đấy cô ạ. Ông đứng ở phòng khách quan sát tổng quát rồi theo Quyên đi coi mấy căn buồng ngủ. Bà vợ thì một mình đi thẳng xuống bếp là nơi mà bà chú ý nhất. Nhưng mới tới bàn ăn, bà đã rùng mình kêu lên: Ôi cô Quyên ơi, sao nhà này mở máy lạnh gì mà lạnh thế? Tắt đi chứ. Rồi bà kinh hãi quay nhanh ra phòng khách. Quyên ngơ ngác không hiểu tại sao bà lại kêu lạnh. Nàng từ buồng ngủ chạy ra đi thẳng vào bếp và nói: Sao bà lại bảo là lạnh? Có lạnh gì đâu ạ? Hay là bà bị cảm rồi đó? Nhà này đâu có mở máy lạnh. Ông chồng cũng theo Quyên chạy ra ngạc nhiên bảo vợ: Bà làm sao thế? Nóng thì có chứ lạnh ở đâu mà lạnh. Rồi ông đi thẳng vào chỗ quầy rửa chén, đứng ngay ở chỗ tường nằm chết. Chỉ khác là Diễm đã thay tấm thảm mới. Ông mở vòi nước và nói: Trời này mà bà lại kêu lạnh. Ông đang nói dở câu thì giật mình khựng lại, cúi xuống nhìn xuống chân. Rõ ràng ông vừa thấy như có bàn tay ai nắm lấy cổ chân ông và giật mạnh mấy cái. Nhưng ông nhìn xuống thì dĩ nhiên không thấy gì. Dù vậy, ông cũng tái mặt bước nhanh ra khỏi bếp và nắm tay bà vợ kéo thẳng ra cửa. Quyên không hiểu gì, ngơ ngác chạy theo. Nhưng dù thuyết phục thế nào, hai người cũng không trở lại nữa. Những ngày kế tiếp, người đến coi vẫn đông, nhưng ai vào cũng chỉ nhìn qua rồi ra ngay, không khen không chê. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản họ, bảo họ đừng dọn vào căn nhà này. Quyên mở open house đón khách, có thức ăn nhẹ chiêu đãi, thậm chí đề nghị Diễm giảm giá, vẫn chẳng ai muốn mua. Quyên ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao khu này nhà nào bán cũng dễ, chỉ một hoặc hai tuần là xong. Thậm chí nhiều gia chủ bán trực tiếp không qua trung gian các hãng địa ốc. Để đỡ mất tiền hoa hồng và họ cũng bán rất dễ dàng. Chỉ riêng nhà Diễm thì cứ nằm trơ trơ không ai thèm trả giá. Quyên quyết định 3 tháng hết hạn Quyên sẽ gỡ bảng for sale có ghi tên nàng trên đó và bỏ cuộc. Diễm muốn giao cho ai thì giao. Bởi Quyên đã mất quá nhiều thì giờ cho căn nhà này mà không có kết quả. Ngày cuối cùng có một bà khách Mỹ hẹn Quyên đến coi. Bà dắt theo con chó nhỏ. Con chó vừa theo bà chủ vào nhà bếp bỗng khựng lại, sủa vang rồi chu lên mấy tiếng ai oán và bỏ chạy ra sân. Bà khách Mỹ chạy theo ra kêu nó vào, nhưng con chó cứ gầm gừ đứng ở ngoài sân, nhất định không dám vào nhà. Chủ nhân ngạc nhiên lắm, nhưng không giải thích được. Bà nhìn Quyên ngượng nghịu nói: Tôi không biết tại sao. Rồi bà chào Quyên và đi luôn. Quyên buồn rầu phôn cho Diễm và vô tình nói giỡn: Bà Diễm ơi, nhà bà có ma hay sao mà tôi bán mãi không được. Bữa nay là hết hạn hợp đồng 3 tháng rồi, không có một cái offer nào cả. Thôi ngày mai tôi tới tôi gỡ cái bảng for sale ra cắm trước cửa, rồi tôi mang chìa khóa tôi trả cho bà nhé. Sorry bà. Diễm buồn rầu nói: Dù sao tôi cũng cảm ơn bà. Thôi để tôi đăng giao vặt lên trên báo rồi bán trực tiếp cũng được. Ngay từ tuần đầu, Diễm đã mơ hồ cảm thấy có cái gì bất ổn khi Quyên cho biết người coi rất nhiều đều bỏ đi không trả giá. Diễm nghĩ trăm phần là có sự ngăn cản của tường, điều mà Diễm chẳng bao giờ muốn tin, nhưng vẫn phải tin. Cho đến giờ này sau 3 tháng lại càng rõ hơn. Sự hiện diện vô hình của tường trong căn nhà này là điều không thể phủ nhận được nữa. Diễm lặng lẽ lên chùa cầu siêu cho tường. Cầu siêu nhưng không dám nhờ thầy trụ trì, vì không nhẽ khai ra là mình đã giết tường. Nàng tự mình niệm Phật, tỏ lòng sám hối và bỏ khá nhiều tiền vào thùng phước xương. Nàng quỳ trước bàn thờ Phật
hai dòng lệ chứa chan thầm xin với Tường. Anh ơi, anh sống khôn thác thiêng, xin anh phù hộ cho em, xin anh tha thứ cho em, xin anh cho em sống bình yên những ngày còn lại để em nuôi con. Vài người quen nhìn Diễm ngạc nhiên vì bình thường chả thấy Diễm lên chùa bao giờ. Hôm nay không biết cầu điều gì mà nước mắt ngắn dài xem chừng thành khẩn lắm. Tuy vậy, những lời cầu xin của Diễm hoàn toàn không có kết quả, căn nhà vẫn bán không được. Hôm sau, Quyên đến nhà Diễm lần cuối. Nàng phải vào để lấy những thứ lặt vặt nàng cho Diễm mượn, như hai bình bông ni lông để trưng bày ở phòng khách cho đẹp trong ngày open house, cùng với một sấp flyer quảng cáo và những tên của công ty địa ốc của nàng. Nàng cầm chìa khóa nhưng chưa kịp mở cửa chính thì tình cờ nhìn qua cửa sổ thấy có người đàn ông từ trong bếp mở cửa bước ra sân sau. Quyên giật thót người đứng khựng lại, tim đập thình thịch. Nàng định thần lấy lại bình tĩnh và tự hỏi, hay là đêm qua Diễm đã đem ông nào về đây ngủ chung? Nhưng rõ ràng nàng vừa phone rủ Diễm đi ăn sáng và Diễm cho biết nàng đêm qua ở nhà bố mẹ. Tại sao lại có người đàn ông trong căn nhà này? Người ấy đẩy cửa bước ra sân sau. Quyên chỉ nhìn thấy lưng chứ không thấy mặt vì khoảng cách khá xa mà trong nhà lại mờ tối. Sau mấy giây hốt hoảng, Quyên lấy lại bình tĩnh, vòng lối hông chạy ra sau nhà để xem người đó là ai. Nhưng Quyên nhìn quanh không có người nào cả. Nàng xoay thử nắm cửa sau thì cửa vẫn khóa chặt. Quyên đứng trên hiên ngơ ngác nhìn mảnh sân cỏ vắng tanh. Nhìn kỹ ở góc phía trái mới thấy có con mèo đen ngồi trên cái lò bạc barbecue đang trừng mắt nhìn Quyên. Quyên giật mình toan quay đi thì con mèo kêu thét lên mấy tiếng rồi nhảy vụt qua tường. Quyên hốt hoảng theo lối hông chạy về sân trước, vừa đúng lúc Diễm quẹo xe vào. Diễm bước xuống và nói ngay, tôi chạy sang đây gặp bà lấy chìa khóa để bà khỏi mất công lại nhà bố mẹ tôi. Mẹ tôi bảo bán không được thì từ từ, nay mai treo lại bản cho mướn. Đang nói dở câu, Diễm khựng lại vì chợt nhận ra ánh mắt hốt hoảng và thất thần của Quyên. Quyên trao chùm chìa khóa cho Diễm và run run hỏi, đêm qua bà có cho ai ngủ nhờ trong căn nhà này không? Diễm ngơ ngác hỏi lại, ủa, thế lúc nãy bà đến thì cửa mở hay sao? Quyên vắn tắt kể cho Diễm nghe, có người đàn ông từ bếp đi ra cửa sau mà Quyên không dấy rõ mặt. Rồi bằng giọng điềm tĩnh hơn, Quyên nhấn mạnh, Tôi thấy rõ ràng chứ không phải là ảo giác. Lúc đầu thì tôi cứ tưởng là ông Tường, chồng bà, mới ở Việt Nam về, vì dáng người thì giống chồng bà lắm. Nhưng mà tôi lại nghĩ ngay là bà báo cả năm nay rồi mà ông ấy biệt tâm mất tích, sao bây giờ lại mò về? Mà về thì phải liên lạc với bà chứ. Bà nói với tôi là bà đã thay hết các ổ khóa, ông ấy đâu có chìa khóa mà vào nhà. Vì nghĩ thế cho nên tôi chạy ra ngay sau xem người ấy là ai. Nhưng mà lạ quá, tôi không thấy ai cả. Người đó biến mất như một bóng ma. Diễm thấy lạnh toát cả người, toàn thân run lên bần bật. Đúng là Tường đã về, nhưng không phải về từ Việt Nam mà từ ngôi mộ bằng phẳng cô đơn ở sân sau. Nàng lảo đảo chui vào xe, re ra đường và phóng đi, quên cả chào tạm biệt Quyên là người đã vất vả suốt 3 tháng nay vì căn nhà của Diễm. Diễm biết từ nay căn nhà này đành bỏ hoang, Diễm không bao giờ dám trở lại nữa. Buổi sáng hôm ấy, như thông lệ, cứ khoảng hơn 8 giờ, bà Thu, hàng xóm đối diện bên kia đường, chạy bộ ngang qua nhà Diễm. Tập thể dục đối với bà từ mấy năm nay đã trở thành một cơn bệnh ghiền, bà không bỏ nổi. Ngày nào cũng dậy từ lúc 6 giờ, đánh răng rửa mặt qua loa rồi thay đồ jogging và lao ra đường. Bà chạy tối thiểu khoảng 2 tiếng rồi mới về tắm gội và đi làm.
Chả biết việc chạy hàng ngày như thế có mang lại lợi ích lớn lao cho cơ thể như báo chí thường nói hay không. Nhưng chỉ biết chắc nó làm bà cảm thấy an tâm và tự tin. Đến nỗi hôm nào vì bận không chạy được, bà thấy khổ tâm như thiếu mất một bổn phận quan trọng đối với bản thân mình. Sáng nay khi chạy đến trước cửa nhà Diễm, bà ngạc nhiên thấy có người đàn ông đang đập cửa rồi lóng ngóng đi tới đi lui trong sân nhà Diễm. Đã toan bỏ đi, bà lại tò mò đứng lại. Vốn là người tốt bụng, quảng giao và đôi khi hay mua việc, bà dừng chân vừa thở vừa hỏi người đàn ông xa lạ. Ông ơi, ông tìm ai vậy? Nhà này làm gì có ai mà ông gõ cửa? Người đàn ông tuổi khoảng 50, ăn mặc chỉnh tề, ngơ ngác nhìn bà hỏi lại. Bà bảo sao? Nhà này không có người ở à? Bà nói thế là thế nào? Chính mắt tôi vừa thấy có người vào đây mà. Bà Thu đưa chai nước lên uống một hớp lớn rồi nói. Không lâu rồi, hơn một năm nay rồi, nhà này bỏ không. Chắc ông ở đâu đến nên không có biết đấy. Người đàn ông càng sửng sốt hơn, mở to mắt nhìn bà Thu. Khá lâu mới run run hỏi lại một lần nữa. Bà chắc chắn là nhà này không có người ở à? Sao lại có chuyện lạ như thế được? Bà bảo nhà bỏ hoang, nhưng mà chính mắt tôi vừa nhìn thấy có người mở cửa vào mà. Bà Thu thở mạnh, chỉ tay sang bên kia và nhấn mạnh. Chả nhẽ là tôi xạo với ông à? Tôi ở ngay bên kia đường đây này, tất nhiên là tôi phải rõ cái nhà này như là lòng bàn tay tôi á. Bà uống thêm hớp nước nữa rồi kiên nhẫn giải thích cặn kẽ để chứng tỏ mình rất rành về gia chủ sống trong ngôi nhà này. Bà nói. Đây này, để tôi nói cho ông biết nhé. Cái nhà này là của ông bà Tường, chồng tên Tường, vợ tên Diễm, có đứa con gái mười mấy tuổi, học chung với đứa con gái út của tôi. Thành ra tôi với bà Diễm là thân nhau lắm. Thì cách đây khoảng mấy năm, ông Tường bỏ về Việt Nam, ông lấy vợ khác. Bà Diễm bắt chờ mãi không thấy về, cũng không có hy vọng là chồng quay về, cho nên đăng báo gọi ông ấy về để mà làm giấy ly dị rồi sang tên căn nhà. Nhưng mà trời ơi, cái dòng mà đàn ông nó mê gái rồi đó, nó mê nó ở liệt bên Việt Nam, nó không có về. Thế là bà Diễm mới nhờ luật sư xin tòa cho phép ly dị đơn phương và toàn quyền là bán cái căn nhà này. Cái hôm mà open house đó, tôi có sang chơi mà. Nhưng mà chả hiểu sao mà bán mãi không được. Thế bà Diễm ba mới ở đây chắc ba buồn quá, bà đem con về ở với bố mẹ. Rồi từ cái ngày đó tới nay này, căn nhà này nó khóa cửa bỏ trống, tính ra cũng hơn cả năm rồi đấy. Đấy đấy đấy, ông nhìn đi, đấy. Cỏ nó mọc cao gần tới cửa sổ, tức là nhà bỏ hoang chứ còn gì nữa. Người đàn ông chăm chú lắng nghe câu chuyện rồi bằng ánh mắt kinh hãi ấp úng nhắc lại. Nghĩa là bà chắc chắn không có ai ở trong căn nhà này. Bà nói thế thì lạ quá. Sao lại có thể như thế được? Chẳng nhẽ mắt tôi quáng gà hay sao? Bà Thu cũng chố mắt hỏi lại. Hay, thế ông bảo lạ là lạ làm sao? Nhà bỏ trống là chuyện thường, có gì mà lạ? Nhưng mà ông tìm ai mới được chứ? Tìm ông Thường hay là tìm bà Diễm? Người đàn ông tiến lại xoay nắm cửa một lần nữa và quả nhiên cửa vẫn khóa kín như bà Thu vừa nói. Ông bước lùi ra giữa sân, chỉ cái Lexus màu trắng đục đậu ở lề đường và run run kể. Tôi có tìm ai đâu, có quen ai trong nhà này đâu mà tìm. Tôi là tài xế taxi, taxi Uber chứ không phải là taxi có bảng hiệu. Tôi làm thêm thôi chứ không phải là nghề của tôi. Bà Thu gật đầu ngắt lời. Tôi biết rồi, thỉnh thoảng ông chồng tôi cứ gọi Uber đưa ra phi trường á. Thế mà ông đón ai ở đây? Chắc là công ty đưa ông, cứ công ty của ông đã đưa lầm số rồi chứ gì. Người đàn ông đáp ngay. Không không, tôi đưa khách về đây chứ có đón ai ở đây đâu. Đầu đuôi thế này bạn, tôi đón một ông khách ở trước cửa Home Depot trở lại đây. Đến nơi ông ấy bảo tôi là không mang tiền theo. Ông ấy bảo tôi ngồi chờ một chút để ông vào nhà lấy. Ông ấy vào thật, tôi nhìn theo mà. Tôi thấy rõ ràng ông ấy mở cửa căn nhà này rồi đi vào. Mới đây thôi, nhưng tôi chờ mãi không thấy ông ấy ra. Bà Thu tò mò ngắt lời. Hay là ông Tường? Ông ấy già hay trẻ? Người tài xế nói ngay. Trẻ hơn tôi, mặt xương xương, tóc dài, nước da ngăm ngăm đen. Tôi còn nhớ rõ cả cái jacket bằng vải jean ông ấy mặc cái mà. Bà Thu lại ngắt lời. Như thế là đúng ông Tường rồi. Đúng rồi, chắc là ông ấy về mà không muốn cho ai biết. Người đàn ông kể tiếp.
Tôi chờ lâu quá mới chạy vào bấm chuông rồi gõ cửa thì không thấy ai trả lời mà cửa thì vẫn khóa chặt. Tôi nhìn qua cửa sổ cũng không thấy bóng người nào và nhất là chẳng thấy ngọn đèn nào trong nhà bật lên. Bà không tin, bà gõ cửa giùm tôi đi. Bà Thu ngơ ngác nói. Thế thì lạ nhỉ? Theo như ông vừa tả thì đúng là ông Tường chủ căn nhà này rồi. Thôi được rồi, để tôi gọi thử xem. Dứt lời bà tiến lại đập cửa liên tục và gọi lớn. Ông Tường! Ông Tường ơi! Mở cửa! Ông Tường ơi! Mở cửa! Bà gọi mấy lần nữa vẫn không thấy tiếng động nào trong nhà. Bà phân vân không hiểu nổi. Hay là ông tài xế Uber này quáng gà chứ làm gì có ai vào nhà này. Người đàn ông đứng bên cạnh nhắc lại. Mới đây thôi bà. Mới độ 10-15 phút thôi. Tôi đập cửa mãi không thấy ai. Tôi toan bỏ đi thì may quá gặp bà. Bà Thu không tìm được câu trả lời. Bởi bà vẫn chưa tin câu chuyện ông tài xế kể là đúng sự thật. Bà hỏi lại. Ê, nhưng mà có đúng là cái người đàn ông đó đi vào căn nhà này không hay là ông nhớ nhầm? Người đàn ông khổ sở đáp. Nhầm thế nào được bà? Hàng xóm hai bên cách xa cả trăm thước. Tôi đậu xe ngay trước cửa nhà này, nhầm làm sao được? Thế bà có số phone của ông ấy không? Hay là điện thoại nhà thì lại càng tốt? Bà Thu rút cell phone trong túi ra theo phản ứng, nhưng trả lời ngay. Không, tôi chỉ có số của vợ ông thôi, mà vợ của ông ấy thì đang ở bên nhà bố mẹ. Người đàn ông đứng tần ngần nhìn vào cửa sổ và dĩ nhiên vẫn chẳng thấy ai, nhất là bên trong ánh sáng rất mờ ảo. Bà Thu tội nghiệp bảo. Thôi ông ơi, bỏ đi đi ông ơi. Ông kia cười khẩy nhấn mạnh. Có 15 đồng bạc chứ bao nhiêu mà tôi tiếc. Nhưng tôi ngạc nhiên vì rõ ràng tôi đưa ông ấy về đây. Rõ ràng ông ấy mở cửa vào nhà rồi không thấy đâu nữa. Chả nhẽ tôi gặp ma hay sao? Bà Thu gạt đi. Ôi giời ơi, ma quỷ gì ông ơi. Giữa Cali này chả nhẽ lại có ma. Thôi tôi đi đây. Ông kia nói lời cảm ơn rồi cũng lặng lẽ chui vào xe. Ông mở máy nhưng ngồi yên thêm một lúc, nhìn đăm đăm vào căn nhà, cẩn thận lấy bút ghi số nhà, bởi đời ông chưa bao giờ gặp chuyện lạ lùng như thế này. Ông đã từng nghe biết bao nhiêu người kể về những chuyện tương tự như thế. Chẳng những chả bao giờ ông tin mà ông còn chê cười người ta là ngây ngô, là mê tín dị đoan nữa. Cho đến hôm nay, chính mắt ông thấy con ma đã ngồi với ông suốt quãng đường từ Home Depot về đây, rồi bỏ vào nhà và biến mất. Ông sang số cho xe chạy nhưng lại ngừng ngay lại và đẩy cửa bước ra ngoài. Ông lấy cell phone chụp hình căn nhà kỳ bí này để làm kỷ niệm và nhất là để làm bằng chứng kể lại cho bạn bè. Ông bấm lia lịa cả chục tấm, đủ mọi góc cạnh mà tấm nào cũng phải có số nhà của Diễm. Rồi ông mới an lòng chui vào xe và phóng đi. Riêng bà Thu thì tin chắc ông tài xế Uber này thuộc loại người lẩn thẩn. Điên thì không điên hẳn, nhưng tỉnh thì không tỉnh hẳn. Đó là một loại tâm thần hạng nhẹ, hoặc cũng có thể là bị bệnh ảo giác mà bà đã gặp khá nhiều ở thành phố này. Nghĩ thế, bà đứng lại lấy cell phone và hăm hở gọi ngay cho Diễm. Lúc ấy Diễm đã sửa soạn xong, đang chuẩn bị đi mua thức ăn sáng về cho bố mẹ. Ông Hiếu lúc này mắc chứng hay đi tiểu nên ngại ra ngoài, cả ngày chỉ muốn ở nhà. Diễm vừa cầm sâu chìa khóa bước ra sân thì bà Thu kêu. Nhìn số điện thoại trên màn hình nhỏ, Diễm ngạc nhiên lắm vì đã lâu hai người chẳng có chuyện gì để liên lạc với nhau. Hàng xóm kiểu Mỹ thì nhà nào cũng đóng cửa im ỉm trong nhà chứ đâu có giống hàng xóm láng giềng Việt Nam. Hồi Tường chưa về nước, đứa con út bà Thu học chung với Vicky con Diễm nên hai gia đình mới thân nhau. Rồi cả năm nay Vicky đã đổi trường dọn sang nhà ông bà ngoại thì giao tình giữa bà Thu và Diễm chỉ còn là những lúc gặp gỡ tình cờ khi bà Thu chạy bộ ngang qua nhà Diễm mà thôi. Tuy vậy bà Thu vốn tính sởi lởi vồn vã với mọi người, huống chi là với hàng xóm, nên bà thân mật bảo Diễm. Bà Tường ơi, Thu đây, Thu đối diện nhà bà đây. Ôi thôi chết, tôi xin lỗi, bà ly dị rồi mà tôi cứ quen miệng gọi là bà Tường. Ôi đừng có giận tôi nhé. Nghe nhắc đến căn nhà cũ, Diễm đã thấy hồi hộp. Dù chưa biết bà Thu sẽ nói chuyện gì, Diễm ngắt lời. Bà gọi tôi có việc gì không bà Thu? Bà Thu hớn hở đáp. Tôi kêu bà sớm như vậy là có chuyện lạ lắm. Để tôi kể cho bà nghe nhé. Nhưng mà bà có bận cái gì không?
Diễm chui vào xe đóng cửa lại vì không muốn bố mẹ nghe mẩu đối thoại sắp diễn ra mà nàng đoán là có liên quan đến căn nhà. Bà Thu vừa bảo là có chuyện lạ lắm thì chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Và lại nếu bình thường thì bà Thu đâu có gọi cho Diễm. Tuy vậy nghe giọng bà Thu reo vui trong phone, Diễm cũng hơi an lòng. Nàng niềm nở đáp lại. Thì bận đến đâu mà bà gọi thì tôi cũng phải dẹp hết để mà tiếp chuyện bà chứ. Đâu, bà kể đi nào. Chuyện gì mà bà bảo là lạ? Bà Thu rành mạch tường thuật mọi chi tiết cuộc gặp gỡ của bà với ông tài xế Uber rồi kết luận. Thú thật với bà nhé, thoạt nghe ông ấy kể đó, tôi cứ ngỡ là ông Tường nhà bà bất ngờ về mà không cho ai biết. Vì cứ như ông kia tả thì người trong taxi giống ông Tường lắm. Mặt xương rồi tóc dài rồi da ngăm đen. Hồi đấy ông đã đen rồi, huống chi về sống ở Việt Nam. Rồi đến cả cái áo jacket bằng vải jean, ông tài xế cũng còn nhớ rất rõ. Nhưng mà tôi với ông ấy cùng đập cửa nhà bà thì chẳng có ai trả lời cả. Đen thì vẫn tắt tối thui. Thế nghĩa là như thế nào? Diễm thấy lạnh toát cả người. Hôm trước Quyên cũng đã từng nhìn thấy Tường từ trong bếp đi ra cửa sau. Hôm nay lại thêm chuyện này thì quả thực hồn Tường vẫn còn lanh quanh trong căn nhà cũ. Người ta thường bảo những người chết quá nhanh, quá đột ngột, hồn không siêu thoát được nên hay hiện về cho thế gian nhìn thấy mà cầu siêu. Diễm cố lấy giọng bình tĩnh bảo bà Thu. Chuyện bà kể thì quả là nó lạ, lạ lắm đó. Tôi chả biết là có nên tin hay không. Chả nhẽ nhà tôi lại có ma. Bà Thu gạt ngay đi. Ôi trời, ma quỷ cái gì, tôi chả bao giờ tin. Tôi chỉ biết chắc một điều là ông Tường vẫn còn quậy ở bên Việt Nam, chứ có chết đâu mà thành ma. Diễm bám lấy ngay ý ấy của bà Thu và nói. Tất nhiên rồi, ông ấy ham vui lắm, chả nhớ gì đến con bé Vicky cả. Tội nghiệp, lâu lâu nó cứ hỏi là sao lâu quá không thấy bố về. Bà Thu đổi đề tài thành thật bảo. Nhưng mà lý do chính tôi kêu bà không phải là chuyện ông Tường, mà là căn nhà của bà. Tạm thời bà không ở, nhưng bà phải làm sao cho người cắt cỏ dọn vườn, chứ còn cứ để cỏ mọc tùm dây leo chằng chịt ấy. Chẳng những city nó phạt mà lối xóm người ta cũng viết lên city than phiền ấy, là bà mất giá trị căn nhà, mà cái neighborhood của mình cũng mất giá luôn á. Ấy, tôi chỉ có ý thế thôi. Diễm chợt nhận ra mình quá sơ sót, vội nói. Cảm ơn bà, tôi bận quá, quên khuấy đi mất. Để tôi kêu người đến dọn dẹp ngay bữa nay. Cảm ơn bà nhiều lắm. Cúp phone rồi, Diễm ngồi thử trong xe, hai bàn tay lạnh ngắt vì kinh sợ. Tường đón taxi từ Home Depot về nhà rồi biến mất. Như vậy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bởi chính Diễm đã ra Home Depot đón hai thanh niên Mễ về chôn xác Tường ở sân sau. Căn nhà nàng bỏ hoang hơn một năm nay gây bao nhiêu thắc mắc và bực bội cho bố mẹ nàng. Nhưng bán thì không được, mà thậm chí đăng báo, đăng giao vặt cho mướn cũng chẳng ai gọi phone. Từ hôm Quyên gỡ tấm bảng for sale cắm trước sân, Diễm không dám đặt chân vào nhà nữa. Lâu lâu tình cờ có việc lái xe ngang, nàng cũng chỉ nhìn vào mà không muốn dừng xe lại. Chính chủ nhân còn không dám vào thì làm sao bán cho ai bây giờ? Từ trong nhà, bà Hiếu bước chân ra thềm, ngoắc tay làm hiệu. Diễm ngồi trong xe, vội cho kiếng xuống. Bà mẹ bảo. Ngồi làm gì mà mãi trong xe thế con? Mẹ đi mua bánh cuốn về cho bố ăn sáng đi rồi còn ra mở cửa tiệm chứ. Diễm vội đáp. Vâng, con đi ngay bây giờ mẹ. Bà Hiếu lại thêm. Này con, còn căn nhà nữa, căn nhà của con ấy, bỏ trống hơn một năm nay rồi, tao sốt ruột quá đi. Hoặc là bán hoặc là cho thuê, chứ làm sao mà phí phạm thế hả con? Diễm thở dài không nói gì. Mẹ nàng đâu có biết nỗi khổ của nàng về căn nhà. Nàng sang số và lao ra đường. Nhưng đi mới được một quãng, Diễm lại tấp vào lề, mở bóp tìm tấm danh thiếp của Fernando. May quá nàng chưa quăng đi. Nàng ấn số và hồi hộp chờ. Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc của gã thanh niên Mễ. Fernando's Landscaping, may I help you? Diễm loay hoay không biết tự giới thiệu thế nào, vì ngày ấy Diễm không cho gã biết tên. Không nhẽ nói trong phone rằng tôi là người đã mướn anh đào hố chôn chồng tôi hay sao? Nàng nói good morning rồi hỏi đại. Anh còn nhớ tôi không? Fernando nhận ra giọng nàng vội reo lên. Thưa bà, tôi nhớ rồi. Bà có khỏe không? Hôm nay tôi rất vui được bà gọi phone. Bà có cần gì không? Diễm thở phào đáp. Có chứ. Không thì tôi gọi anh làm cái gì. Nhưng mà sáng nay anh có rảnh không? Nếu mà rảnh thì tôi mời anh đi ăn sáng với tôi.
Lúc ấy Fernando đang ngồi uống cà phê với Ramon ở khu parking Home Depot, nơi gặp gỡ thường lệ của đồng hương Mễ ở lậu. Nghe Diễm mời đi ăn sáng, Fernando hết sức ngạc nhiên và hãnh diện, nhưng lại chợt lo ngay. Gã đâu phải người thân của Diễm, đâu có đứng ngang hàng vai vế với Diễm được mà Diễm mời đi ăn sáng. Như thế thì chắc nàng lại sắp giao cho gã một công việc gì ghê gớm, tương tự như lần trước. Tuy vậy, gã vẫn nói: "Thưa bà, nếu bà muốn gặp tôi thì tôi có thể thu xếp được. Hôm nay chúng tôi có người mướn rồi, nhưng bà cần thì tôi để thằng em tôi làm một mình, tôi chạy lại gặp bà. Bà muốn tôi lại nhà bà hay sao?" Diễm vội đáp: Không, đừng có tới nhà tôi. Để xem nào, 10 giờ tôi mở cửa tiệm. Tôi hẹn anh 10 rưỡi ở McDonald's trong khu chợ Walmart á. Anh có biết địa chỉ không? Không thì tôi đọc cho nhé. Nhớ nha, 10 rưỡi. Ok, bye." Diễm toan cúp phone thì Fernando hỏi: "Xin lỗi, nếu bà không ngại, xin bà cho tôi biết tên để tiện xưng hô." Diễm gượng cười đáp: Tôi quên mất, tên Việt Nam của tôi thì anh khó gọi lắm. Nhưng mà hồi đi học á, tôi lấy tên Mỹ là Celine. Tôi thích cái tên đó lắm, từ nay anh cứ gọi tôi là Celine nhé, đừng có kêu là bà nữa." Điều này thì Diễm vừa mới nghĩ ra thôi. Tại trên xe nàng đang nghe bài All By Myself do Celine Dion hát, nên nàng nói đại tên mình là Celine. Chứ thật ra từ hồi đi học nàng vẫn giữ nguyên tên Diễm. Cúp phone rồi, Diễm phóng nhanh ra tiệm bánh cuốn mua thức ăn sáng về cho bố mẹ. Nàng gọi phone cho Fernando để thuê gã cắt cỏ và dọn vườn trước, sân sau. Nhưng nếu chỉ có thế thì chỉ cần nói qua phone, chứ việc gì phải gặp gã. Sở dĩ Diễm cần trực tiếp nói chuyện với gã là vì nàng muốn trao chìa khóa nhà cho Fernando để gã vào quét dọn bên trong xem có chuyện gì xảy ra hay không. Từ hôm Quyên nhìn thấy người đàn ông từ trong nhà mở cửa sau ra sân, Diễm không dám đặt chân vào nhà mình nữa. Hôm nay lại thêm chuyện người tài xế taxi chở Tường từ Home Depot về, rồi Tường vào nhà và cũng biến mất, Diễm lại càng thấy căn nhà mình có lẽ không còn là chỗ dành cho người trên dương gian nữa, mà đã trở thành cõi âm lạnh lẽo cho hồn Tường chưa siêu thoát đi đi về về. Bởi vậy, Diễm muốn dùng Fernando để kiểm nghiệm lại, muốn đẩy gã vào nhà xem phản ứng của hồn ma như thế nào. Về phần Fernando, cúp phone rồi gã quay sang nhìn thằng em, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú theo dõi mẩu đối thoại. Gã vừa tắt phone, Ramon hồi hộp hỏi ngay: "Ai vậy? Ai kêu anh vậy?" Fernando dịu dàng bảo: "Em, cái bà hồi đó thuê tao với mày đào hố chôn chồng đó." Ramon giật mình hỏi tới: "Bữa nay bà ấy lại kêu anh làm gì? Lại chôn nữa hay sao?" Fernando thản nhiên đáp: "Bà ấy rủ tao đi ăn sáng. Chuyện khó tin nhưng có thật. Chắc lại sắp giao việc gì quan trọng lắm." Ramon quăng điếu thuốc rồi hỏi lại: "Bà ấy kêu một mình anh thôi hay là mời cả em?" Fernando ngần ngại đáp: "Mình tao thôi. Bà ấy không nhắc gì đến mày." Fernando tưởng thằng em mình sẽ buồn, nhưng Ramon đập mạnh bàn tay xuống đùi và reo lên: "Như vậy thì chẳng có giao việc gì đâu. Bà ấy mê anh đấy. Hôm chôn xác chồng bà ấy, em đã nhìn thấy ánh mắt tha thiết của bà ấy mỗi khi bà ấy nhìn anh." Fernando sung sướng lắm nhưng vội gạt đi: "Mày đừng có nói tầm bậy. Có người đàn bà nào trên thế gian này chồng chết nằm đó mà mê người khác bao giờ?" Ramon càng hung lên nói: "Chồng chết nhưng mà do bà ấy giết, chứ không phải là chồng chết vì bệnh hay là vì tai nạn. Phải chán chồng lắm thì mới giết chồng. Anh cứ nghe em, bây giờ còn sớm, anh chạy về thay quần áo đi. Đâu có ai mặc đồ cắt cỏ mà hẹn đào. Anh đi đi, chạy về đi. Hôm nay em đi làm một mình cũng được, công việc ít lắm." Fernando vẫn ngồi yên, mặc dù trong lòng rất xao xuyến. Ramon nghiêm mặt bảo: "Em nói thật, anh vô được bà ấy thì lời to. Nội căn nhà của bà ấy cũng đã 600-700 ngàn rồi, chưa kể của chìm của nổi. Nhưng quan trọng nhất là được ở lại Mỹ hợp pháp. Giáng lên anh sẽ đổi hẳn cuộc đời, mà em cũng được dựa hơi." Fernando không nói gì, lặng lẽ châm điếu thuốc, đôi mắt lim dim mơ màng nhìn ra xa, hình dung một chuyện thần thoại sẽ xảy đến với mình. Chưa đến giờ hẹn, Fernando đã có mặt. Gã kêu ly cà phê và nôn nóng ngồi chờ.
Giờ này McDonald vừa hết giờ ăn sáng để chuyển sang bữa trưa nên tương đối còn vắng khách. Vừa thấy Diễm từ xa, Fernando đã đứng ngay dậy, nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu chào. Diễm bước vào, gã kéo ghế cho nàng và nói: "Tôi tưởng bà quên anh em chúng tôi rồi chứ." Diễm cũng cười theo, dù biết chắc nét mặt mình đang rất nhợt nhạt vì lo âu, nàng nói: "Quên làm sao được, tôi giới thiệu cho anh khá nhiều khách, nhưng mà không biết là họ có gọi anh không á." Dĩ nhiên Diễm không hề giới thiệu người nào cho Fernando. Sắp flyers nàng cầm về ném hết vào thùng rác. Chẳng phải nàng không muốn giúp anh em Fernando, mà chỉ vì nàng không muốn anh em gã quen bất cứ người Việt nào, rủi câu chuyện chôn tường sau nhà có thể bị lộ ra. Fernando lịch sự nói: "Thưa có, anh em chúng tôi lúc này bận lắm, cảm ơn bà." Diễm đứng dậy tiến lại quầy order thức ăn. Nàng ngoắc tay gọi Fernando lại bên nàng và hỏi xem gã thích ăn gì. Đặt hàng xong, Fernando ân cần bảo Diễm: "Bà lại bàn ngồi đi, tôi sẽ bưng thức ăn lại." Diễm gật đầu trở lại chỗ cũ, đầu óc nặng trĩu ưu tư. Cả năm nay có những lúc nàng rất vui vì cái chết bí ẩn của Tường không có ai bận tâm thắc mắc, nhưng nỗi vui ấy không lấp được nỗi buồn là không có cách nào giải quyết được căn nhà. Nàng giao cho một hãng địa ốc khác lên list, hoặc bán hoặc cho thuê, nhưng kết quả vẫn như thế, không có ai offer, dù Diễm đã hạ giá xuống khá nhiều. Loáng thoáng đã nghe có người đồn là nhà Diễm có ma nên không ai dám dọn vào. Cái tin đồn ấy nguy hiểm lắm, vì biết đâu từ tin đồn đó chẳng có người suy diễn ra sự vắng mặt của Tường. Diễm lấy tờ Kleenex thấm nhẹ hai bên khóe mắt và nén tiếng thở dài. Fernando bưng khay thức ăn trở lại, ngồi xuống chỗ cũ và nhập đề: "Bữa nay bà cần tôi làm gì?" Diễm cầm miếng chicken nugget chấm vào nước sauce, đưa lên miệng hững hờ nhai và đáp: Tôi nhờ ăn cắt cỏ sân trước và sân sau." Fernando đang ăn khựng lại ngắt lời: "Vẫn căn nhà đó hả bà?" Diễm gật đầu: "Ừ thì vẫn căn nhà đó, tôi đâu còn căn nhà nào khác đâu." Fernando bảo: "Vâng, tôi cũng ngạc nhiên là nhà bà để cỏ mọc cao quá mà bà không cắt. Anh em chúng tôi thỉnh thoảng chạy ngang nhà bà, có bữa Ramon bảo tôi dừng lại cắt miễn phí cho bà, nhưng tôi lại không biết là bà có còn ở đó hay là bà đã bán rồi, thành ra tôi không có cắt." Diễm thấy xúc động vì anh em nhà này lúc nào cũng hết lòng với mình, mà họ hết lòng thật bởi họ vẫn nhớ cái công lao gây dựng buổi đầu của Diễm. Nàng nói: "Cảm ơn anh, nhưng mà quan trọng hơn là bữa nay tôi nhờ anh vào trong nhà hút bụi rồi dọn dẹp ở bên trong cho tôi. Lâu quá rồi tôi không về đó vì bận quá." Rồi nàng mở bóp lấy sâu chìa khóa trao cho Fernando và dặn: "Này, khi nào mà anh làm xong thì phone cho tôi nhé." Fernando nao nao thất vọng vì tưởng Diễm gặp riêng gã để nói chuyện gì khác, hóa ra vẫn chỉ là cắt cỏ làm vườn. Tuy vậy gã cũng xúc động vì thấy Diễm tin tưởng ở mình nên mới thản nhiên trao chùm chìa khóa nhà cho gã. Gã không hề biết Diễm chỉ muốn đẩy gã vào căn nhà ma để xem tình hình như thế nào mà thôi. Gã nhìn Diễm hỏi lại: "Chỉ có cắt cỏ và dọn nhà thôi hay sao?" Diễm gật đầu cười buồn: "Thì chỉ có thế thôi." "Ý anh là sao? Anh tưởng là tôi lại mướn anh đào thêm một cái hố sau nhà nữa à?" Gã thở phào và bất giác mỉm cười vì nhận ra sự ngớ ngẩn và nhất là sự lạc quan vô lý của thằng em mình. Diễm hiểu ý, ngượng ngùng hỏi: "Chắc là anh chê công việc ít quá phải không? Tôi vẫn trả nguyên tiền cả ngày mà. Hay là anh lại tưởng là tôi giao thêm một cái công tác gì nặng nề khác cho anh?" Fernando thú nhận: "Vâng, lúc bà hẹn gặp tôi thì tôi tưởng như thế thật. Bởi nếu mà chỉ cần cắt cỏ thì bà nói với tôi trong điện thoại được rồi, việc gì phải gặp. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu là bà gặp tôi để đưa chìa khóa." Ăn gần xong bữa, Fernando nhìn Diễm và ân cần: "Thấy bà lúc này có vẻ ốm đi, chắc bà vẫn còn buồn." Diễm đang buồn thật nên mủi lòng đáp: "Thì chuyện hôm trước đó tôi chưa kể với anh." Nàng ngưng lại đưa mắt nhìn quanh rồi nói: "Hay là mình ăn xong đi rồi ra xe nói chuyện tốt hơn. Anh có phải đi gấp không?" Fernando nói không rồi bốc hết nắm french fries bỏ vào mồm. Gã bưng ly cà phê uống cạn rồi đứng dậy.
Gã đang nóng lòng muốn nghe Diễm kể chuyện hôm trước, nên gã bước nhanh ra cửa. Diễm đi bên cạnh và hỏi: "Xe anh đậu ở đâu?" "Tôi không có xe. Ramon chở tôi tới đây rồi lái xe đi làm rồi. Lát nữa nó sẽ quay lại đây đón tôi." "Vậy thì vô xe tôi, vô xe tôi ngồi nói chuyện này." Hai người chui vào chiếc xe nhỏ của Diễm. Fernando cảm động lắm vì không ngờ Diễm tỏ ra thân tình với mình như vậy. Gã ngây ngất ngửi thấy mùi dầu thơm thoang thoảng từ mái tóc và áo quần Diễm tỏa ra. Tuổi gần 30, bỏ lại người tình bên Mỹ để trốn sang đây. Mấy năm nay Fernando không có cơ hội gần gũi bất cứ người đàn bà nào bởi cái thế ở lậu không cho phép. Dĩ nhiên gã chẳng bao giờ dám mơ tưởng Diễm như thằng em điên khùng suối bậy. Nhưng hôm nay được ngồi bên cạnh và nói chuyện thân mật như thế này là quý lắm rồi. Diễm mở bóp LV lấy kiếng mát ra đeo rồi nhập đề ngay, kể cho Fernando tất cả mọi diễn tiến chi tiết về cái chết bất ngờ của Tường. Rồi nàng kết luận: "Đấy, hôm nay thì tôi kể với anh để anh hiểu tôi không phải là người bất nhân, âm mưu giết chồng. Tôi nói thật nhé, tôi chịu đựng ông ấy suốt bao nhiêu năm trời. Đến khi quyết định dứt khoát chia tay thì không ngờ lại xảy ra tai nạn. Mà chỉ vì là tôi nghĩ đến tương lai của con gái tôi thôi nên tôi không báo cảnh sát. Đơn giản có thế thôi." Vốn sẵn có thiện cảm với Diễm vì nàng cư xử với mình như một người thân, Fernando nghe xong câu chuyện thấy ngay là Diễm không có lỗi gì cả. Gã xúc động nói: "Cảm ơn bà đã kể cho tôi nghe. Nếu không thì anh em tôi cứ hiểu lầm bà mãi. Mà thật ra thì bà không cần kể, tôi cũng vẫn tin rằng một người đàn bà phúc hậu như bà không thể là một kẻ sát nhân được, huống chi là giết chồng." Diễm vội quay sang gã và nói: "Tôi phải cảm ơn anh với Ramon mới đúng đó. Hai anh giữ kín chuyện này cho tôi là tôi quý lắm rồi." Rồi Diễm kết thúc câu chuyện: "Thôi, tôi với anh còn gặp nhau nhiều mà, và tôi sẽ còn nhờ anh nhiều thứ lắm. Vì thế tôi muốn anh hiểu rõ hơn chứ đừng có ác cảm với tôi. Thôi bây giờ anh cứ đi về đi làm đi ha. Có cần tôi đưa về Home Depot không? Hay là chờ em anh tới đón?" Fernando mở cửa xe và nói: "Cảm ơn bà cứ về đi, tôi gọi thằng em tôi tới bây giờ." Chia tay nhau rồi, Diễm trở lại tiệm nail. Ngồi ở quầy tính tiền, giả vờ chăm chú vào tờ báo, nhưng thật sự Diễm không đọc được dòng nào vì lòng rất hồi hộp chờ tin của Fernando. Một tiếng rồi hai tiếng qua đi, vẫn không thấy Fernando gọi phone, chứng tỏ không có chuyện gì bất thường xảy ra trong căn nhà mà nàng tin rằng có ma. Hay là anh em Fernando chưa đến làm, hoặc đến rồi mà còn đang cắt cỏ ngoài vườn chưa vào hẳn trong nhà. Diễm tự đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi sốt ruột quá, nàng nhịn không được, bước ra hè gọi cho Fernando: "Hello, tôi đây, Celine đây, anh tới làm chưa?" Fernando cười đáp: "Giờ này bà còn hỏi tôi làm chưa? Chúng tôi làm xong rồi, xong cả rồi, tôi đang định gọi cho bà đây." Diễm hồi hộp ngắt lời: "Anh nói xong là cắt cỏ ngoài vườn xong hay là xong cả trong nhà?" Fernando hãnh diện đáp: "Dĩ nhiên là cả trong nhà chứ bà, anh em chúng tôi chia công việc ra làm mà. Thằng Ramon nó cắt cỏ ở ngoài, còn tôi thì hút bụi dọn dẹp trong nhà bà. Thật sự thì nhà bà gọn ghẽ lắm, đâu có phải dọn dẹp gì nhiều." Diễm lặng người, không biết nói gì. Nhà nàng có cần dọn dẹp gì đâu, vẫn sạch sẽ nguyên từ khi treo bảng bán nhà. Nàng chỉ muốn Fernando vào nhà để xem có thật hồn ma của Tường còn lảng vảng trong đó hay không thôi. Và như vậy có nghĩa là giả như hồn Tường có còn thấp thoáng quanh nhà thì cũng chẳng làm hại ai. Thấy Diễm không nói gì, Fernando hỏi: "Bây giờ bà lại đây lấy chìa khóa và trả tiền cho anh em chúng tôi, hay là bà muốn tôi lại gặp bà ở đâu?" Diễm nói ngay: Anh cứ tới tiệm của tôi đi nhé, tôi đang coi tiệm. Đây, để tôi check cái địa chỉ cho anh nhé." Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, Fernando nói: "Thưa bà nên về nhà kiểm tra trước khi tôi trả chìa khóa cho bà. Trước đây anh em chúng tôi bị mang tiếng một lần rất là oan ức. Chủ nhà giao chìa khóa cho chúng tôi rồi đi làm. Mọi chuyện bình thường. Mấy hôm sau họ gọi lại than là mất vài món đồ trong nhà và nghi chúng tôi lấy. Bà hiểu ý tôi không? Cho nên tốt nhất là bây giờ tôi đợi bà ở nhà đi. Bà về đây coi lại mọi thứ rồi tôi mới trả chìa khóa cho bà." Diễm đang suy nghĩ về điều này, anh em Fernando vô nhà Diễm dọn dẹp mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có chuyện gì xảy ra.
Như vậy thì tất cả những lo ngại của Diễm có thể chỉ là tưởng tượng. Tường không hề về phá phách hay hù dọa ai. Chính Diễm đã nhiều lần tự hỏi. Quyên thấy Tường từ trong bếp đi ra sân sau, rồi sáng nay lại thêm người tài xế Uber thấy Tường từ sân trước mở cửa vào nhà. Diễm tin rằng cả hai người ấy đều nói thật. Nhưng lạ một điều là chính Diễm chưa hề thấy Tường, dù chỉ là trong giấc mơ. Nếu hồn Tường linh thiêng thì phải về với Diễm mới đúng, vì Diễm là người trực tiếp đưa Tường sang thế giới bên kia. Như vậy cũng có thể là lời cầu xin của Diễm trên chùa đã được đáp ứng. Tường không hiện hồn về quấy rầy Diễm. Tin như vậy, Diễm bảo Fernando. Này, anh đã nói như thế thì anh cứ chờ tôi ở đó nhé. Tôi chạy về gặp anh bây giờ đây. Nửa tiếng sau, Diễm dừng xe trước cửa. Anh em Fernando đang ngồi uống cà phê hút thuốc trên cái ghế băng bằng đá kê sát vách gần cửa ra vào. Ramon cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu. Chắc bà ấy phải giàu lắm. Căn nhà đẹp như thế này mà bỏ không, không bán mà cũng không cho thuê, tức là bà ấy không cần tiền. Fernando buột miệng góp ý. Giàu mà cô đơn thấy cũng tội nghiệp. Ramon quay sang nhìn anh nhấn mạnh. Thì vì vậy em mới xúi anh phải nhào vô. Fernando gắt nhẹ. Mày cứ nói chuyện trên mây. Mình phải biết mình là ai chứ. Thân phận ở lậu làm nghề cắt cỏ mà đòi leo trèo, mà đã chắc gì bái cô đơn. Có thể bái có người yêu mà mình không biết. Fernando đang nói dở câu thì Diễm mở cửa xe bước vô. Cả hai cùng đứng dậy gật đầu niềm nở chào. Fernando quăng vội điếu thuốc, bùi ngùi bảo Diễm. Nhà bà vừa đẹp vừa rộng mà bỏ trống cả năm nay phí phạm quá. Hai anh em chúng tôi share phòng nhà người ta, căn buồng chỉ bằng cái bếp nhà bà. Tôi vừa quét dọn vừa thấy tiếc hồi hội. Diễm còn tiếc hơn nhiều, nhưng không muốn nói cho Fernando biết là nàng bán không được. Nàng bảo. Ừ thì bữa nay tôi nhờ anh dọn dẹp để chuẩn bị cho mướn đó mà. Fernando xoay nắm cửa chính, gã bước vô trước, Diễm hồi hộp bước theo sau. Nàng là chủ nhà mà chùn chân không muốn vào. Nàng rón rén đi sát bên cạnh Fernando, đôi mắt mở to, lo âu, không nói lời nào. Vô tới bếp, Diễm dừng lại ở bàn ăn, nhìn vào chỗ bồn rửa chén nơi Tường đã nằm chết. Đây là chỗ nàng sợ nhất. Vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Nàng theo Fernando vô các buồng ngủ, buồng tắm và thậm chí lấy hết can đảm ra đứng ở bồn rửa chén, ngay chỗ Tường nằm chết. Qua một vòng tham quan yên bình, nàng mới thật sự lấy lại bình tĩnh. Quả đúng như Fernando nhận xét, bây giờ nàng mới thấy căn nhà của mình vừa rộng vừa đẹp mà bỏ hoang giữa lúc bao nhiêu người không có nhà ở. Đi vòng hết căn nhà, Fernando mời Diễm ra sân sau. Diễm ngần ngại lắm. Từ ngày Tường chết rồi chôn ở vườn sau, Diễm chưa hề bước chân ra, thậm chí chưa dám nhìn ra sân sau. Hôm nay có hai anh em Fernando, nàng mới thu hết can đảm bước ra và nhìn ngay ra góc sân nơi Tường an nghỉ. Nàng thở vào vì không có chuyện gì bất thường. Fernando trao chìa khóa cho Diễm rồi cùng nàng đi vòng lối hông về sân trước. Ramon vẫn ngồi trên ghế đá, ngẩng lên bảo Diễm bằng giọng nối tiếc. Nhà này bà cho thuê tối thiểu cũng được 2.500 một tháng. Diễm trả tiền công cho hai gã rồi bất ngờ hỏi. Này, hai anh có muốn thuê căn nhà của tôi không? Fernando phì cười đáp. Bà nói giỡn chứ chúng tôi làm sao đủ sức mướn nhà của bà. Hiện chúng tôi ở đằng kia tháng chỉ có 500 thôi. 500 đã là vất vả rồi. Diễm nghiêm mặt nói. Tôi cho hai anh mướn rẻ, trả tôi 1.000 được rồi. Ramon hăm hở quay sang nhìn anh. Fernando nhìn lại rồi lẩm bẩm nói. 1.000 còn tính điện nước nữa, cộng chung mọi thứ sẽ là 1.500. Mày nhắm chịu nổi không? Công việc thì bất thường, tháng nhiều tháng ít. Diễm giải thích. Tôi cho hai anh mướn á, mục đích là nhờ hai anh giữ giùm nhà cho tôi thôi. Vì tôi thấy hai anh cẩn thận. Hễ có người mua nhà thì tôi sẽ thông báo trước độ khoảng 3 tháng hai anh phải dọn ra. Điều ấy đã dĩ nhiên rồi. Thân phận ở lậu như anh em Fernando đâu có dám ở lì khi chủ mời đi. Họ kêu cảnh sát đến thì phiền toái vô cùng. Cho nên trên thực tế Diễm chẳng cần phải dặn điều này. Fernando bảo, bà cho chúng tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời bà. Thú thật với bà, ban ngày chúng tôi làm việc nặng nhọc lắm. Tối về ngủ lăn ra như chết, đâu có biết gì nữa. Giường đẹp hay giường xấu cũng như nhau thôi.
Ramon mới gặp được người tình nên rất mong có căn buồng ngủ riêng khang trang. Gã nói: "Ngủ giường đẹp vẫn sướng hơn chứ anh. Nếu không thì cứ việc nằm xuống đất chứ ai đi mua giường làm gì?" Dù biết Fernando không tha thiết, Diễm vẫn nói thêm: "Đây này, và đây là điều kiện thứ hai á, là nhà này có 3 phòng. Hai anh ở 2 phòng, riêng cái phòng master bedroom của tôi á thì không ai được đụng tới hết. Và nhất là không được cho người nào thuê, không được đưa tới bất cứ ai về ở. Nếu đồng ý thì cho tôi biết nhé." Dứt câu, Diễm từ giã lái xe trở lại tiệm nail. Suốt quãng đường 20 phút, Diễm cứ miên man nghĩ về căn nhà. Bán thì không được mà cho thuê cũng không xong. Mẹ Diễm suốt ngày cằn nhằn bực bội vì thấy quá phí phạm. Phí phạm là một chuyện, điều nàng lo hơn là căn nhà bỏ hoang sẽ gây thắc mắc cho thiên hạ. Nhiều lần buồn phiền quá, Diễm muốn dọn về ở nhà mình để khỏi nghe mẹ nhiếc móc, nhưng lại sợ hồn ma tường ám ảnh. Hôm nay thì tình hình thay đổi hẳn, nàng đã về và không có chuyện gì xảy ra. Nàng đã thấy được ánh sáng hy vọng, nhưng nàng mới chỉ về ban ngày. Nàng cần phải thử ngủ một đêm xem thế nào, rồi mới quyết định, bởi đêm mới là đáng sợ, trong bóng tối dày đặc và trong sự yên lặng bao la. Đầu óc người ta rất dễ tưởng tượng, mà thường thì chỉ tưởng tượng những điều kinh sợ. Nhưng dù sao, nàng cũng phải thử. Nhà không bán được thì nàng về ở, chứ không thể bỏ trống mãi được. Đến tiệm, Diễm không vào. Nàng ngồi trong xe đậu trước cửa tiệm và gọi cho Fernando. Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, Diễm nhập đề ngay: "Tối nay anh với Ramon đến ngủ ở nhà tôi được không?" Lúc ấy Fernando và Ramon vừa ghé Home Depot để mua mấy bịch phân bón. Nghe Diễm nói, Fernando vội đáp: "Tôi đã nói với bà là bà để cho chúng tôi suy nghĩ vài ngày, tính toán xem có đủ tiền thì mới dám thuê nhà bà." Diễm gạt đi: "Ông, chuyện thuê thì tính sau, đêm nay tôi cần anh em nhà anh tới ngủ tại nhà tôi." Fernando ngơ ngác chưa hiểu ý Diễm, vội ngắt lời: "Để làm gì thưa bà?" "Anh không cần biết để làm gì hết. Tôi thuê anh và Ramon đến ngủ nhà tôi. Sáng mai tôi trả mỗi người 100 đô. Fernando kinh ngạc, gần đánh rơi cái điện thoại trên tay. Trên đời này có chuyện lạ lùng như thế sao? Được vào ngủ trong một căn nhà khang trang, giường êm nệm ấm, sáng dậy còn được trả 100 đô. Gã không đoán nổi Diễm đang giở trò gì, nhưng gã nói: "Thằng em tôi thì nó mới có bạn gái, chắc nó không muốn rời bạn gái nó ban đêm đâu. Riêng tôi thì được, bà muốn thì tôi đến ngủ tại nhà bà. Chắc bà cần người canh gác hay sao? Nhà bà đâu có cái gì mà phải thuê security gác." Diễm nói: "Ừ, thì một mình anh cũng được. Tôi hẹn 8 giờ nhé, hay là anh muốn 9 giờ? 9 giờ thì tốt hơn thưa bà. Hôm nay tôi đi làm về hơi muộn. Ăn cơm tắm rửa xong thì tôi đến. Đúng 9 giờ bà lại đó để đưa chìa khóa nhà cho tôi." "Việc gì phải đưa chìa khóa cho anh? Tôi cũng về bên đó ngủ mà. Đưa chìa khóa cho anh làm gì? 9 giờ anh đến là tôi đã ở nhà rồi đó." Fernando càng sửng sốt. Gã tròn mắt hỏi: "Bà về ngủ nhà thì tại sao bà lại mướn tôi? Hay là bà định nửa đêm giao công tác gì cho tôi? Bà phải nói trước cho tôi biết, nếu không tôi không nhận đâu." Diễm cười thoải mái cho gã đỡ sợ: "Trời ơi, làm gì có cái công tác gì mà giao cho anh. Tôi ở một mình thấy nhà vắng vẻ cho nên tôi gọi anh với Ramon đến cho nó vui vậy đó mà. Thôi cứ thế nhé, gặp anh 9 giờ. Cúp phone rồi, Fernando ngẩn người đờ đẫn như vừa gặp ma. Dù Diễm đã nói rõ như thế, nhưng gã vẫn không thể tin được. Có người đàn bà trẻ nào trên đời này thuê hai thằng đàn ông xa lạ vào ngủ chung nhà vì sợ cô đơn? Chắc chắn Diễm phải có âm mưu gì. Hay là Diễm định chờ tới đêm khuya sẽ nhờ anh em gã bốc mộ tường, đem nắm xương đi chỗ khác vì sợ bị lộ? Gã dặn lòng dù Diễm có nhờ bất cứ điều gì, gã cũng sẽ thẳng thắn từ chối. Ramon vừa vác mấy bao phân bón quăng lên sau xe truck, thấy anh đứng thẫn thờ ở cửa xe. Gã ngạc nhiên hỏi: "Ai vừa kêu anh vậy? Có chuyện gì không?" Fernando cất phone vào túi và đáp: "Bà đó chứ ai. Bà ấy mướn tao với mày đêm nay lại ngủ chung với bà ấy cho đỡ buồn." Ramon phì cười: "Anh đừng có xạo." Fernando nghiêm mặt nhấn mạnh: "Tao nói thật. Ngủ chung nhà chứ không phải là ngủ với bà ấy. Bà ấy trả mỗi đứa 100. Nhưng tao bảo là mày mới có đào, mày không muốn đi. Tao sẽ đến một mình." Ramon ngẩn người lặng thinh, một lúc sau mới bảo:
Dù em có đến được em cũng không đến. Em đã nói rồi, bà ấy mê anh. Em để anh đến một mình, tối nay anh phải thanh toán bà ấy đi. Đừng có để bỏ lỡ cơ hội bằng vàng. Fernando nghiêm mặt nói, tao chỉ sợ bà ấy có âm mưu gì. Ramon gạt đi, âm mưu gì, bà ấy mê anh chứ âm mưu gì. Anh không có kinh nghiệm yêu đương bằng em quen biết bao nhiêu con gái rồi. Chỉ thoáng nhìn ánh mắt là em biết ngay, em dám quả quyết là bà ấy mê anh. Đêm nay là đêm quyết định cuộc đời anh đừng có làm em thất vọng. Fernando trầm ngâm không nói gì nữa, khá lâu gã mới gật gù bảo thằng em. Dù sao mình cũng biết được một điều là bà ấy chưa có người yêu, bởi nếu có thì bà ấy đã rủ người yêu đến ngủ chung, chứ thuê tao với mày làm gì. Ramon tặc lưỡi nhắc lại, em đã nói rồi mà anh không tin, nếu có người yêu rồi không bao giờ bà ấy tỏ ra thân mật với anh như vậy. Rồi suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại, Ramon cứ lâu lâu lại nhắc anh phải mạnh dạn tiến bước đêm nay, vì dịp may sẽ không đến hai lần. 9 giờ Diễm tới đã thấy Fernando chờ sẵn trước sân. Thực ra thì Diễm đến trước, nhưng chưa thấy Fernando, nàng lại bỏ đi vì không dám vào nhà một mình ban đêm. Dù đã biết trước, Diễm vẫn hỏi, ủa, anh đi một mình thôi à? Ramon không đến hay sao? Fernando đang ngồi trên cái ghế băng kê sát tường, từ từ đứng dậy bên Diễm và đáp, vâng, nó không đến. Mới có đào mà, đâu có dám rời một bước. Fernando mặc sơ mi trắng đục, áo bỏ trong quần, đầu tóc chải gọn gẽ khác hẳn ngày thường, chỉ có cái quần jean và áo thun bạc thếch. Diễm nhìn gã mỉm cười vì chợt nhận ra gã khá đẹp trai so với đám thanh niên Mễ, đa số là béo tròn cục mịch. Dân Mễ nói chung, nếu chỉ nhìn mặt thì ít ai có khuôn mặt thông minh. Fernando là trường hợp rất hiếm. Tay gã xách cái túi đựng bộ pyjama và vài thứ lặt vặt như khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng. Cảm giác của gã lạ lùng lắm. Chưa bao giờ được mời đến ngủ chung nhà với một người đàn bà đẹp mà trong căn nhà ấy lại chỉ có hai người. Như vậy thì Diễm phải tin gã lắm mới dám mạo hiểm như thế này. Diễm mở khóa, bước vô. Nàng vói tay bật hết mọi ngọn đèn rồi hồi hộp từng bước chậm chạp đi vào phía sau. Fernando đi bên cạnh không nói gì, vào đến tận nhà bếp vẫn không thấy gì lạ, Diễm mới tạm an lòng. Để bớt căng thẳng, Diễm bảo, này nhá, tôi ngủ phòng tôi, còn hai phòng kia kìa, anh muốn lựa phòng nào cũng được. Tôi có restroom riêng trong phòng ngủ nên ban đêm tôi không phải ra ngoài. Fernando đặt cái túi xuống bàn ăn rồi dè dặt hỏi Diễm, thật sự tôi hỏi bà là bà mướn tôi đến đây để làm gì? Diễm trở ra phòng khách ngồi xuống sofa, Fernando đi theo rồi cũng ngồi xuống cái ghế đối diện, mở to mắt nhìn Diễm chờ đợi. Diễm thở dài đáp, thôi thì chuyện này tôi chỉ nói với anh thôi nhé, không thể cho người khác biết được. Thú thật với anh á, là từ ngày chồng tôi chết rồi chôn ở sau nhà, tôi rất ngại về đây, nhất là ban đêm á. Thật sự thì sau khi ông ấy mất, tôi có nán lại ở đây khoảng hơn một tuần, nhưng mà chả có đêm nào ngủ được. Tôi mệt mỏi quá thành ra mới dọn về nhà bố mẹ tôi. Fernando nén tiếng thở dài thất vọng. Gã nghĩ đến thằng em lúc nào cũng lạc quan, tưởng rằng Diễm có cảm tình với anh mình. Gã hỏi lại, thế tại sao bà không ngủ được? Tại bà sợ hay là bà hối hận? Diễm thành thật đáp, dĩ nhiên là cũng có ân hận vì mình vô tình làm chết người, nhưng cái chính là tôi sợ. Fernando gật gù nói, nghĩa là bà kêu tôi đến đây chỉ vì bà sợ, bà không dám ngủ một mình. Diễm nhìn gã gật đầu. Fernando hỏi, bà sợ cái gì thưa bà? Sợ ông ấy hiện hồn về hay sao? Làm gì có chuyện đó, tôi không bao giờ tin những cái chuyện vớ vẩn đó. Dĩ nhiên Diễm không thể cho Fernando biết là Quyên đã từng thấy tường, lại thêm ông tài xế taxi mới sáng nay từng thấy tường lần thứ hai. Diễm nhíu mày phân trần. Thì tự nhiên thấy sợ chứ có biết là sợ cái gì đâu. Tôi sợ cái khung cảnh trong căn nhà này, tôi sợ cái không khí trong cái nhà này. Tôi biết là tất cả chỉ do là cái trí tưởng tượng của mình thôi, nhưng mà nó vẫn cứ sợ. Fernando thoải mái bảo, tôi không biết bà có tin Chúa hay không, nhưng mà người Công giáo chúng tôi mà sợ ma quỷ hiện hồn thì chỉ việc đến nhà thờ,
lấy nước thánh về rảy khắp nhà. Hoặc chắc ăn hơn thì bà đón ông cha về làm phép nhà, xua đuổi tà ma. Rồi bà xin ông cha cây thánh giá treo trong nhà. Bà cứ thử đi, bà sẽ thấy rất an tâm. Diễm cũng từng nghĩ đến việc này nhưng chưa thực hiện. Giờ nghe Fernando khuyến khích, nàng tự nhủ ngay ngày mai sẽ đến gặp vị linh mục ở nhà thờ gần đây. Nàng bảo Fernando: "Ồ, cảm ơn anh. Tôi thì tôi theo đạo Phật, nhưng mà anh nói thế thì sáng mai tôi sẽ đến nhà thờ xin gặp ông cha." Fernando nở nụ cười tự tin và mạnh dạn nói đùa: "Như vậy đêm nay bà muốn tôi đến đây cũng chỉ vì bà sợ ma. Nếu quả thực bà tính như vậy là bà lầm rồi, vì tôi đáng sợ hơn ma chứ bà." Diễm cũng cười theo và đổi đề tài hỏi: "À này, trước khi sang Mỹ anh làm gì ở bên Mễ?" Fernando tắt nụ cười buồn rầu nói: "Gia đình tôi có tiệm sửa xe hơi khá lớn do ba tôi trông coi. Tôi học xong trung học thì ba tôi muốn tôi nghỉ để thay ông coi tiệm. Ba tôi định mua thêm cây xăng. Nhưng tôi thì tôi lại muốn học lên để sau này kinh doanh ngành khác. Tôi thích những ngành liên quan đến đầu tư tài chính. Ba tôi đành phải để tôi tiếp tục học đại học. Nhưng ông cứ gắt gỏng, chửi mắng tôi hoài. Nhân có chuyến đi trốn do mấy thằng bạn tổ chức, tôi rủ Ramon theo luôn." Ngưng một chút, gã Bùi ngồi tiếp: "Đến giờ này tôi cũng chưa biết việc mình trốn sang đây là lợi hay hại, là đúng hay là sai. Bởi ở lại Mễ tôi cũng không đến nỗi túng thiếu, bỏ lại cha mẹ, bỏ lại người yêu, qua đây ở lậu. Chẳng may nếu một ngày nào đó bị trục xuất về, tôi không thể nhìn mặt ông già tôi được nữa." Diễm nao nao xúc động bảo: "Hèn chi gặp anh lần đầu tôi biết ngay anh là người có học. À, kể ra thì tôi cũng may đấy." Fernando đáp: "Cảm ơn bà." Rồi sực nhớ ra một điều khúc mắc, Diễm hỏi: "Nhưng mà anh là con nhà khá giả lại đang học đại học, sao anh không qua Mỹ bằng cái diện du khách rồi ở lại? Thiếu gì người như thế, tại sao lại phải trốn?" Fernando cười ngượng và kể: Tôi định giấu bà mà tại bà thông minh quá tôi không giấu được. Tôi không hề biết tiệm sửa xe của ba tôi là chỗ giao hàng bạch phiến. Nhỏ thôi, đúng ra là chỗ bán lẻ. Hôm ấy ba tôi đi vắng tôi coi tiệm. Cho ba tôi thì cảnh sát xông vào bắt. Tuy tôi không phải ở tù, nhưng từ đó tên tôi bị ghi trong sổ đen của hải quan Mỹ, không qua Mỹ được nữa. Bà biết không, tôi bàn với thằng em tôi, thằng Ramon ạ, là nếu ở lại coi tiệm sửa xe cho ba tôi thì sớm muộn gì cũng đi tù hoặc bị giết. Sứ Mễ mà bà, ai dính vào đường dây bạch phiến cũng có ngày chết mất xác. Diễm nhìn đăm đăm vào mặt gã và hỏi: Nhưng anh không có hút, tức là anh không có chơi bạch phiến phải không?" Fernando mạnh dạn lắc đầu: "Không thưa bà, dứt khoát là không. Bây giờ bên này thú thật với bà, tiền ăn còn chả đủ, lấy tiền đâu mà chơi mấy thứ đó." Rồi Diễm đứng dậy nói: "Anh không dính vào mấy thứ đó là tốt rồi. Chúc mừng anh. Thôi, tôi đi ngủ đây." Diễm vừa bước đi thì Fernando chớp mắt ưu tư hỏi thêm: "Bà cho tôi hỏi cái này đã. Bữa trước tôi đi ngang thấy bà treo bảng bán nhà. Thưa bà định bán thật hay sao?" Diễm lại ngồi xuống chỗ cũ và buồn rầu đáp: "Hai lần chứ không phải một lần. Tôi nhờ hai công ty để ốc bán giùm. Mỗi lần treo bảng for sale là một tháng, rồi còn đăng báo nữa. Vậy mà không ai mua. Công ty để ốc nào cũng lấy làm lạ vì nhà này mà lại bán không được." Fernando nhìn Diễm dè dặt nói: "Thưa bà, nếu bà có thể giữ lại được thì bà không nên bán." Diễm tưởng gã tiếc căn nhà này nên đáp ngay: "Tôi giữ được chứ. Tiền bạc thì tôi không có kẹt lắm. Anh cho là căn nhà này mai kia nó sẽ lên giá à? Thì cũng có thể đó. Nhưng mà tôi thì tôi muốn bán cho xong đi, vì tôi muốn xa hẳn mọi cái kỷ niệm trong căn nhà này. Tôi không có muốn ở đây nữa." Thật ra thì Diễm vì sợ ma chứ có kỷ niệm nào cần quên đâu. Fernando đang tựa lưng ngửa người ra thành ghế, vội ngồi thẳng lên và hạ giọng nhỏ hơn nói: "Bà bán cho người khác, rồi người ta đào hồ bơi sau nhà, hoặc người ta cuốc tung lên để trồng rau trồng trái, thì làm sao bà? Bà không nghĩ đến cái điều đó hay sao?" Diễm giật mình tái mặt, lạnh toát cả người, run run đáp:
Ồ, đúng rồi. Anh nói đúng. Vậy mà tôi nghĩ không ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó hết. Fernando lại thêm, hai anh em chúng tôi vừa được một gia đình ở gần phi trường Los mướn đào hồ bơi sau nhà. Hồ bơi nhỏ thôi. Tuần tới chúng tôi bắt đầu làm, vì vậy tôi mới sực nhớ đến cái sân nhà bà. Nếu xác chồng bà mà lộ ra, bà bị bắt thì anh em chúng tôi cũng chết dở. Diễm á khẩu không nói được nữa, lâu lắm mới bảo. Anh thật là người thông minh, biết nghĩ xa. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm nhé. Thôi, tôi phải đành bám lấy căn nhà này vậy. Fernando đứng dậy nói, thôi good night bà, tôi đi ngủ đây. Diễm uể oải đứng lên, vào buồng cài then rồi đi tắm, thay quần áo và mệt mỏi lên giường nằm. Fernando chọn căn buồng nhỏ sát cạnh phòng Diễm, nhưng khi bước vào gã nói lớn, tôi ngủ bên này này bà có cần gì thì cứ kêu tôi nhé. Diễm từ trong buồng nói vọng ra, tôi biết rồi, thôi chúc anh ngủ ngon. À, tôi quên dặn nhé, đèn ở hành lang, ở phòng khách, ở bếp, tất cả đều phải sáng hết, đừng có tắt nhé, tôi sợ bóng tối lắm. Fernando đáp cho qua chuyện, có tôi bà còn sợ cái gì nữa. Fernando vào phòng, quăng cái túi trên mặt tủ, rồi nằm lăn ra giường, dang rộng hai tay, trong tư thế cực kỳ thoải mái, mắt mở to nhìn lên trần. Đời gã chả biết bao giờ mới có được căn nhà như thế này. Một lúc sau gã đứng dậy vào buồng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay pyjama. Trở lại giường nằm, cứ lâu lâu gã lại mỉm cười trong bóng tối vì nhớ đến thằng em ngây ngô của mình. Gã nằm thao thức nghĩ vơ vẩn về Diễm, mãi đến gần nửa đêm mới ngủ được. Ở phòng bên kia, Diễm cũng chăn trở ưu tư về điều cảnh báo mà Fernando vừa nêu ra. Ừ, tại sao Diễm không nghĩ đến điều đơn giản ấy? Cali tuy mang tiếng là thiếu nước, nhưng rất nhiều gia đình thích đào hồ bơi sau nhà vì đông con. Thôi thì từ đây, Diễm đành phải bám chặt căn nhà này cho đến ngày nàng nằm xuống, sau đó muốn ra sao thì ra. Nửa đêm, Diễm bỗng giật mình thức giấc vì nghe những tiếng động sột soạt trên mái nhà. Những âm thanh ấy lúc đầu còn nhỏ, về sau mỗi lúc một lớn hơn như có người kéo lê những thanh sắt hay thanh gỗ trên mái ngói. Diễm mở to mắt, từ từ ngồi lên, tựa lưng vào đầu giường, tấm chăn kéo lên phủ quá ngực. Nàng định thần nhớ lại, bên cạnh nàng còn có Fernando nên cũng đỡ sợ phần nào. Đêm nay trời không mưa, nhưng gió tương đối mạnh, làm những nhánh cây quệt qua quệt lại đánh thức Diễm dậy. Ngồi một lúc, Diễm lấy lại bình tĩnh ngả người nằm xuống, kéo tấm chăn phủ kín đầu vì đèn trong phòng vẫn rực sáng. Nàng vừa nhắm mắt, thì bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi Fernando đứng trước cửa nói vọng vào. Bà còn thức không? Diễm tung chăn, bước xuống, ra mở cửa và hỏi. Anh cần cái gì đó? Fernando phân trần. Không, tôi có cần gì đâu bà. Tôi nghe tiếng lục đục bên phòng bà, tôi đoán là bà còn thức nên tôi chạy sang thưa với bà là ngày mai tôi sẽ cắt bỏ những nhánh cây chạm vào mái nhà. Hôm nay làm vườn mà tôi không để ý. Những nhánh cây thấp đụng mái nhà chẳng những gió thổi làm bà mất ngủ mà lâu ngày còn làm hư mái nhà của bà nữa. Diễm cười đáp. Tôi cũng định nhắc anh như thế đó. Cảm ơn anh. Anh thật chu đáo. Thôi, anh đi ngủ đi. Fernando quay về phòng mình, Diễm cũng lên giường, tự dưng nàng thấy hết sức bình thản. Có lẽ sự hiện diện của Fernando làm Diễm chút hẳn gánh nặng ưu tư chất chứa trong đầu từ sáng đến giờ. Nàng mỉm cười một mình, vói tay tắt hết đèn trên trần, chỉ để lại ngọn đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường mà thôi. Sáng hôm sau, Diễm thức giấc khi ngoài cửa sổ nắng đã lên chan hòa. Nàng nằm yên mấy giây rồi mới sực nhớ ra mình đang ở nhà mình mà chẳng có biến cố gì xảy ra trong đêm. Nàng mỉm cười khoan khoái, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ, nàng nghĩ đến Fernando ở phòng kế bên, vội tụt xuống giường bước ra hành lang và gọi lớn. Fernando, dậy chưa?
bữa nay có phải đi làm không? Nhưng nàng thấy cánh cửa phòng Fernando đã mở toang, nhìn vào không thấy gã đâu nữa, chỉ có mảnh giấy gã để trên giường ghi hàng chữ: Good morning Celine, tôi phải đi làm sớm, có cần gì thì bà gọi cho tôi. Diễm lại mỉm cười hài lòng, quay trở lại phòng mình. Chẳng bao giờ nàng hình dung có một ngày trong đời phải mướn một người đàn ông xa lạ về ngủ chung nhà cho đỡ sợ. Nhưng không làm như thế thì nàng đâu có thể thanh thản như sáng nay, nhất là nàng không ngờ mình ngủ được một giấc thật dài và êm ả như vậy. Nàng đi quanh nhà một vòng, ra cả sân sau, nhìn thẳng ra nơi an nghỉ của Tường ở góc vườn. Tất cả đều bình thường. Rõ ràng bao nhiêu nỗi kinh sợ của nàng từ trước đến nay đều chỉ là do óc tưởng tượng mà thôi. Nàng đã trải qua một ngày và một đêm yên bình, có nghĩa là từ nay nàng có thể trở về đây để khỏi phải nghe bố mẹ nàng liên tục cằn nhằn. Nàng sực nghĩ nếu căn nhà này khó bán quá thì nàng sẽ đề nghị bố mẹ dọn về đây ở chung rồi bán căn nhà của ông bà đang ở. Tuy vậy, muốn chắc ăn, nàng thấy cần phải thử nghiệm thêm một hai đêm nữa rồi mới dám nói chuyện với bố mẹ. Bởi nếu chính Diễm không dám ở thì làm sao mời bố mẹ mình về được. Từ dãy hiên sau nhà, Diễm quay lại phòng ngủ và lại lên giường, kéo tấm chăn đắp ngang ngực. Nàng lấy phone gọi cho Fernando và dịu dàng nói: Good morning Fernando, anh thức sớm, sao không kêu tôi dậy để tôi trả tiền cho anh? Fernando lúc ấy đang ngồi uống cà phê, ăn bánh croissant trên xe với Ramon. Thấy số của Diễm, gã vội liếc mắt hãnh diện nhìn Ramon rồi tự tin đáp: Chào bà, tôi thấy bà ngủ ngon, tôi đâu dám đánh thức. Tiền thì lúc nào bà trả cũng được, bà có bỏ trốn đâu mà tôi sợ. Diễm vui vẻ nói: Vậy thì tối nay anh lại đây ngủ với tôi nhé. Tôi mướn anh thêm một đêm nữa, đem cả Ramon tới cũng được. Fernando lại quay nhìn Ramon, nháy mắt và nói: Cảm ơn bà, tối nay tôi sẽ trở lại. Nhưng Ramon thì không đâu. Lý do bà biết rồi, nó mới có người yêu mà. Bà muốn mấy giờ tôi đến thưa bà? Tôi đóng cửa 7 giờ. Về bên bố mẹ tôi ăn cơm mất khoảng độ 1 tiếng. Chắc là ăn đến khoảng 9 giờ là vừa. Bằng giọng hiu hiu tự đắc, Fernando nói: Vâng, 9 giờ tối nay tôi gặp bà. Chào bà. Fernando vừa tắt phone, Ramon nóng ruột hỏi ngay: Anh nói là đêm qua anh chưa làm gì được bà ấy à? Tại sao lại như vậy? Nếu thế thì đêm nay bắt buộc anh phải thanh toán bà ấy cho em. Đừng có bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai. Biết đâu chính bà ấy đang chửi anh là ngu. Fernando gắt nhẹ: Mày cứ nói chuyện ngớ ngẩn. Phải biết thân biết phận chứ, leo cao quá đâu có được. Ramon lại gắt ngược lại: Anh mới là người ngớ ngẩn. Con mẹ đó mà cao cái gì? Mà dù có cao đến đâu, anh cũng đang nắm con dao đằng chuôi mà. Mình là người duy nhất biết bà ấy giết chồng và chôn chồng ở sau nhà. Cái tội tày trời ấy, anh bảo gì mà bà ấy không làm? Bà ấy phải sợ anh chứ, sao anh lại sợ bà ấy? Fernando ngồi yên ngẫm nghĩ về lời phân tích của thằng em. Ramon nhấn mạnh thêm: Tại em mới có người yêu, chứ nếu không em đã xơi bà ấy rồi. Cái ngày hôm qua ở nhà bà ấy chỉ có em với anh. Mình có đè bà ấy ra, bố bảo bà ấy cũng không dám la lớn. Nhưng em nhường cho anh đấy. Anh nghĩ lại đi, đừng để hối hận về sau. Thằng em không phải không có lý, nhưng Fernando nghĩ xa hơn, gã bảo: Tao với mày trốn sang đây ở lậu, hy vọng có ngày được chính phủ Mỹ ân xá cho hợp thức hóa. Chuyện đó đã nhiều lần xảy ra, nhất là đảng Dân Chủ đang nắm quyền. Bởi vậy mình phải hết sức cẩn thận. Tao đã nói với mày rồi, bà ấy rất tốt với anh em mình, coi tao với mày như bạn. Mình không nên dồn bà ấy vào ngõ cụt. Rủi có chuyện gì mình đi tù mãn kiếp ở bên này hay sao? Bỏ cha bỏ mẹ qua đây đâu phải để đi tù. Ramon thấy anh cũng có lý, vội đổi chiến thuật nói: Thì anh cứ thử đi, anh ngỏ lời thẳng với bà ấy, biết đâu bà ấy mê anh và đang chờ anh ngỏ lời. Em thấy rõ là bà ấy mê anh, mà bà ấy mê anh là phải. Anh chưa đến 30, bà ấy đã gần 40, được ôm anh là mừng chết mẹ rồi. Anh nên nhớ là anh cao giá hơn bà ấy nhiều. Fernando phì cười rồi nói: Cao hay thấp tao không cần biết, nhưng bà ấy là Mỹ, tao là Mễ, bà ấy hợp pháp, còn tao ở lậu, sánh sao được. Ramon đối lý nhưng vẫn xúi: Anh cứ ngỏ lời đại đi, có mất gì đâu.
Fernando uống cạn ly cà phê và đáp: mất chứ. Tao ngỏ lời nếu bà ấy không bằng lòng thì từ nay bà ấy sẽ không thuê mình nữa, không muốn gặp mặt tao với mày nữa. Mà tao biết chắc nếu tao ngỏ lời bà ấy sẽ không bằng lòng. Mất bà ấy tao tiếc lắm, vì ở đây mình đâu có quen ai, đâu có người Mỹ nào coi mình là bạn. Ramon chán nản không nói nữa, đưa tay coi đồng hồ rồi giục anh lái xe đến chỗ làm. Về phần Diễm, sau khi gọi cho Fernando, nàng hân hoan lấy quần áo và buồng tắm, chuẩn bị đi ăn sáng rồi mở cửa tiệm. Nàng sẽ ghé nhà hàng mua bánh cuốn về cho bố mẹ như thường lệ, rồi đến mở tiệm nail là vừa. Gần 9 giờ, Diễm vừa khóa cửa bước ra sân thì có chiếc Lexus đậu ở lề đường ngay trước cửa nhà Diễm mà nàng không để ý. Nàng dùng remote control bật máy xe toan chui vào thì người đàn ông từ trong xe Lexus bước ra lại gần và gật đầu chào. Chào cô cho tôi hỏi thăm. Diễm giật mình trố mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn. Nàng tưởng ông ta hỏi thăm địa chỉ người quen hoặc là từ xa đến bị lạc đường nên nói: Vâng, chào ông cần gì ạ? Người đàn ông tự giới thiệu: tôi là Đông, thưa bà. Thưa cô, xin lỗi, cô ở căn nhà này. Diễm ngơ ngác vì câu hỏi rất lạ tai. Nàng vừa trong nhà này bước ra, ông ta nhìn thấy mà lại hỏi như thế. Nàng đáp: đây là nhà tôi. Ông có việc gì không? Bấy giờ thì nàng lại đoán có thể ông này tìm tường. Nhưng người đàn ông tên Đông nói: như vậy thì chắc cô là Diễm ạ. Diễm càng ngạc nhiên nhưng hơi sốt ruột nhìn ông ta hỏi: vâng, tôi là Diễm. Ông hỏi tôi có chuyện gì không? Ông Đông moi cái cell phone từ trong túi ra rồi nói: tôi là tài xế taxi Uber. Sáng hôm qua tôi đón một người khách từ Home Depot đưa về đây. Ông khách ấy độ 40 tuổi. Ông ta vào nhà rồi biến mất. Ông ấy vào căn nhà này này, vào nhà của cô đó. Tôi có chụp hình lưu lại. Vừa nói, ông Đông vừa bật cell phone cho Diễm thấy cả chục tấm hình căn nhà của nàng. Dù đã biết rõ chuyện này do bà Thu kể rồi, Diễm vẫn thấy sửng sốt vì không ngờ ông tài xế hôm qua trở lại gặp nàng. Nàng làm bộ hỏi lại: nhưng mà ông thấy rõ ràng có người đó vào nhà tôi à? Ông Đông cất cell phone và nhấn mạnh: vâng, tôi đậu xe ngay trước cửa nhà cô. Cũng cái chỗ này này, làm sao tôi lầm được. Nhưng nghe nói nhà này cô bỏ trống đã lâu, chắc cô mới trở lại vì hôm qua tôi đến đây thì thấy cỏ mặc còn tùm lắm, đâu có gọn ghẽ như hôm nay. Diễm thành thật đáp: vâng, tại mấy tháng nay thì tôi ở nhà bố mẹ. Tại con gái tôi học gần trường, hôm nay thì tôi mới cho người dọn dẹp. Tính là hết niên học thì đón con gái về đây. Xin lỗi, ý ông hôm nay ông quay trở lại là để ông đòi tiền taxi hay là sao? Ông Đông cười: thưa, có bao nhiêu đâu mà đòi. Tôi chạy Uber cho vui thôi. Tôi có công việc full time cho một tờ báo lớn ở đây. Tôi là ký giả. Tại vì tôi thấy chuyện này nó quá lạ lùng, trong đời tôi chưa gặp bao giờ. Một người đàn ông biến mất ngay trước mắt tôi, ngay trước mắt tôi. Nên tôi tò mò muốn tìm hiểu xem đó là cái hiện tượng gì. Tôi định điều tra kỹ lưỡng, rồi tôi sẽ kể lại trên Facebook của tôi hoặc đăng báo cho độc giả xem. Vì tôi thấy cái đề tài này nó hấp dẫn lắm, mà chính tôi là nhân chứng. Diễm hoảng hốt xua tay: ôi thôi ông ơi, trời ơi, ông làm vậy thì ông giết tôi đó. Người ta tưởng nhà tôi có ma, mai kia tôi muốn bán làm sao mà bán được. Thôi tôi xin ông đó, ông xóa hết những cái tấm hình mà ông chụp đi, ông xóa ngay giùm tôi đi. Ông Đông đâu phải là người khờ, ông đùa Diễm cho vui thôi, chứ một khi đã gặp chủ nhà rồi thì đời nào ông còn dám kể câu chuyện hôm qua cho thiên hạ nghe nữa. Mà dù có kể, ông cũng đâu có dám đăng rõ số nhà của Diễm, bởi Diễm có thể thưa ông về tội gây thiệt hại tài chánh khi nàng cần bán nhà. Ông bảo Diễm: xin cô an tâm, tôi là người rất là cẩn thận, không phải cái gì cũng đưa lên Facebook hoặc đăng báo. Sáng nay tôi quay lại đây là vì thế, may quá gặp được cô. Vậy cô cho tôi hỏi, từ trước đến nay căn nhà này của cô có cái xảy ra cái chuyện tương tự như thế này bao giờ chưa? Diễm nhấn mạnh: chuyện gì mới được chứ? Nghe ông kể, chính tôi còn lấy làm lạ đấy này, cái y như là chuyện ma. Mà chuyện ma thì có bao giờ có thật đâu. Thôi nhé, ông đừng có kể với ai cái chuyện ông gặp ma ở nhà tôi sáng hôm qua đó. Nhất là tôi xin ông delete tất cả những cái tấm hình ông chụp nhà tôi. Đó, delete hết giùm tôi nha. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm.
Ông Đông gật đầu. Cô đã nói thế thì tôi sẽ xóa hết, sẽ không nói gì về câu chuyện sáng hôm qua ở đây nữa. Diễm gật đầu nở nụ cười rồi thêm. Cảm ơn ông. Ông nhớ dùm nhé. Đấy, tất cả những cái hình nhà tôi làm sao nhờ ông delete hết dùm đi. Vâng vâng, như thế là tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ông Đông chào nàng rồi quay ra xe. Trước khi mở cửa, ông nghiêm mặt nhắc lại. Chuyện tôi chở người khách tới đây rồi biến mất trong căn nhà cô đó là chuyện hoàn toàn có thật. Cô xem có cần phải cúng kiếng gì không? Rồi ông chui vào xe và lái đi. Diễm đứng nhìn theo một lúc rồi mới lên xe phóng nhanh ra đường. Nàng thấy mình vẫn còn may mắn gặp được ông Đông để ngăn cản ông. Chứ nếu ông tiết lộ căn nhà của nàng có ma thì nguy hiểm quá. Không phải chỉ là vấn đề bán nhà mà quan trọng hơn nữa là gây những thắc mắc về tường. Nếu người ta nghi bóng ma đó là tường thì có nghĩa là tường đã chết. Bởi không chết thì làm sao biến thành ma được. Buổi trưa nàng đang ngồi ở tiệm nail thì ông Tinh, ba của tường, gọi phone đến. Ông Tinh gọi là điều Diễm rất lo ngại bởi nàng không còn là con dâu của ông nữa. Ông kêu nàng thì chắc chắn chỉ có một mục đích là hỏi thăm về con trai ông. Mới vui được một chút về căn nhà thì lại buồn ngay vì cú điện thoại của bố chồng cũ. Tuy vậy, nàng vẫn phải niềm nở trả lời. Nàng nói, thưa ba gọi con, ba mẹ mạnh khỏe không ạ? Giọng ông Tinh vẫn dịu dàng như thường lệ mỗi khi nói chuyện với Diễm. Ông bảo, con có bận lắm không? Ba cần gặp con một tí. Diễm ngần ngại đáp, Có chuyện gì không ba? Ông Tinh nói ngay, thì vẫn chuyện thằng Tường, con biết rồi. Nhưng nói trong phone không có tiện, con ở đâu ba chạy lại gặp con? Diễm làm bộ ngây thơ hỏi, ủa, bộ ba có tin tức gì của anh ấy sao ba? Ông Tinh nhấn mạnh, nếu ba có tin thì đâu có làm phiền con. Bây giờ ba gặp con ở đâu tiện cho con nào? Hay là con đi ăn trưa với ba được không? Bất đắc dĩ Diễm đành phải nhận lời, nàng nói, Vâng vâng, thế thì con mời ba đi ăn phở nhé. Nửa tiếng sau, Diễm ngồi với ông Tinh trong tiệm ăn. Ông Tinh chọn cái bàn ngoài hành lang nơi dành cho những người hút thuốc. Ông bỏ thuốc đã lâu rồi, nhưng ông muốn ngồi chỗ vắng vẻ vì trong quán đông người mà nhạc lại mở lớn quá. Hai người ngồi đối diện nhau. Cái cảm nhận đầu tiên Diễm thấy là ông già đi nhiều. Mới đây thôi, chắc vì ông quá bận tâm đến sự vắng mặt của Tường, đứa con trai duy nhất của ông. Phở chưa bưng ra, ông Tinh uống hớp trà rồi nhập đề. Từ hôm thằng Tường về đây lần cuối rồi đi luôn, tính đến nay đã cả một năm rưỡi. Không ai biết nó ở đâu. Con nói là con chỉ gặp nó tối hôm đó, rồi hôm sau nó đi luôn không trở lại. Ba nhớ là con đăng tin bố cáo tìm nó cả một năm. Nó không liên lạc, rồi từ ngày con được tòa cho ly dị đơn phương đến nay cũng gần 6 tháng. Tổng cộng là hơn một năm rưỡi, vẫn không thấy tăm hơi gì của nó. Ba thấy là đã đến lúc ba phải khai báo với cảnh sát là nó mất tích để nhờ cảnh sát đi tìm. Diễm cố giữ nét mặt bình thản, mặc dù trong lòng đang cực kỳ nổi sóng vì kinh hãi. Khai Tường mất tích thì cảnh sát phải điều tra. Ở Mỹ khi người chồng hay người vợ mất tích hoặc bị giết, thì kẻ bị tình nghi đầu tiên bao giờ cũng là người phối ngẫu. Cho nên câu hỏi trước nhất cảnh sát thường đặt ra là người chết có bảo hiểm nhân thọ hay không và ai đứng tên người thừa hưởng. Tường không có bảo hiểm nhân thọ. Đúng ra thì trước đây Tường có mua 250 ngàn. Nhưng từ khi về Việt Nam Tường không đóng tiền nữa nên bảo hiểm mất hiệu lực. Mặt đó thì Diễm không lo, nhưng điều mà Diễm lo là Tường và Diễm vẫn đứng tên chung căn nhà. Căn nhà này Diễm đã trả một nửa là 200 ngàn cho Tường để Diễm sở hữu một mình. Nhưng vì Diễm sơ hở không đòi Tường sang tên, nên trên giấy tờ vẫn đứng tên chung. Đó cũng là một điều mà cảnh sát sẽ đặt ra. Nhà hàng bưng ra hai tô phở, Diễm trao muỗng đũa cho ông Tinh và nói, Ba ăn đi ba, ăn cho nó nóng. Nàng vặt rau thơm bỏ vào tô của mình. Nhưng chưa ăn đã thấy nghẹn trong cổ khó nuốt trôi. Ông Tinh xem chừng cũng chẳng tha thiết gì đến bát phở đang bốc hơi nhẹ nhẹ trước mặt. Ông ra đây vì cần chỗ nói chuyện với Diễm, chứ ông đang quá bận tâm về thằng con trai. Cao lương mỹ vị đến đâu cũng không làm ông thấy ngon miệng. Diễm nhìn ông tội nghiệp hỏi, thế ba có liên lạc với lại cô vợ mới của anh Tường ở bên Việt Nam không ba? Ông Tinh cay đắng đáp,
Con Vân này à? Vợ gì cái con bé ấy, hai đứa chúng nó có phải vợ chồng đâu. Chúng nó ở với nhau thôi. Thằng Tường đã ly dị với con đâu mà lấy vợ khác. Nó mới ly dị đây mà. Diễm gật đầu. Vâng, thì trên giấy tờ là thế. Nhưng mà con cứ quen miệng. Nhất là ở Việt Nam, hễ sống với nhau thì người ta cứ gọi nhau là vợ chồng. Thế ba có liên lạc với con bé ấy không? Ông Tinh ngắt lời. Có. Ba có gọi điện nói chuyện với con Vân mấy lần. Nhưng chả nói thì con cũng biết nó có tha thiết gì đâu. Thằng Tường đi đâu, ở đâu, con Vân đâu có bận tâm. Thằng Tường có bỏ đi luôn. Bố có nghĩ rằng là nó còn mừng là đằng khác, là bởi vì dạo ấy con kể với ba là con phải bán 2 tiệm neo để đưa cho thằng Tường 200 ngàn. Nó ôm về bên ấy cộng thêm với cái số tiền riêng của nó nữa, trước sau ba đoán cũng đến gần 300 ngàn chứ không phải là ít. Mà nó nộp hết cho con Vân. Con bé kia mua căn hộ nhỏ đứng tên một mình nó là vì thằng Tường chưa đăng ký hộ khẩu, chưa đứng tên nhà đất được. Con bé kia không hề hối thúc thằng Tường kết hôn là bởi vì nó đã nắm được hết tiền rồi. Diễm gật đầu ngắt lời. Thì đấy, giá như mà con bé nó bắt anh Tường kết hôn thì anh Tường đã ly dị con từ dạo ấy rồi, chứ đâu kéo dài lôi thôi mãi đến bây giờ. Ông Tinh thở dài đáp. Thì thế, ba mẹ thương con với con bé Vicky, cứ cằn nhằn thằng Tường mãi, bảo nó quay về đi, chứ ở Việt Nam cạm bẫy lắm, không khéo rồi tiền mất tật mang. Nhưng nó có nghe đâu. Diễm nóng ruột hỏi thẳng. Thế bây giờ ba tính làm sao? Ông Tinh đã chuẩn bị kế hoạch sẵn trong đầu. Ông cặn kẽ giải thích bước đi của ông như sau. Trước hết, ở bên này, ba sẽ báo cảnh sát là thằng Tường mất tích. Hôm nay ba gặp con là vì thế. Dù con không còn là vợ thằng Tường nữa, nhưng thể nào cảnh sát cũng đến hỏi chuyện con. Vì có thể con là người cuối cùng gặp thằng Tường trước khi nó mất tích. Sự thật là như thế, nhưng câu nói nhấn mạnh của ông Tinh làm Diễm giật mình suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Nàng chưa kịp nói gì thì ông Tinh lại thêm. Trừ trường hợp con nhớ ra là cái hôm nó lại nhà con á, ai chở nó đến rồi ai đưa nó đi. Ba biết là nó không có xe. Chính ba còn hỏi nó là tại sao không mướn xe. Thì nó bảo là không cần, vì có cái thằng bạn thân của nó còn dư một cái cho nó mượn. Diễm khổ sở đóng kịch tiếp. Thế thì ba có nhớ cái ông bạn của anh ấy tên gì không hả ba? Cái ông mà cho anh mượn xe đó. Ba có lần nào ba gặp chưa? Nếu mà tìm ra được cái ông đó thì mình sẽ biết được tin tức của anh Tường. Ông Tinh nhíu mày suy nghĩ rồi phân vân nói. Ba không nhớ là ai, vì thằng Tường không có nói tên. Thế cái người chở thằng Tường đến nhà con á, con không nhìn thấy mặt hay sao? Diễm thấy đắng chát trong cổ, vội nâng ly trà uống một hớp rồi đáp. Không ba. Lúc đó con đang ở trong nhà, rồi con nghe đập cửa. Rồi con ra mở thì chỉ thấy có mỗi anh Tường đứng đó thôi. Cái người chở anh ấy đến thì chắc là đi rồi. Gặp con, câu đầu tiên anh Tường anh hỏi là Vicky đâu. Thì con bực mình thì con bảo là anh vẫn còn nhớ đến tên con gái mình à. Ông Tinh lại điều tra tiếp. Nhưng cái lúc thằng Tường bỏ đi sau khi nói chuyện với con ấy, thì ai đưa nó đi? Nó có gọi phone nhờ ai lại đón hay không? Hay là nó đi bộ hay là đi taxi? Diễm lại bưng cốc nước, tiếp tục uống vài ngụm để ngẫm nghĩ. Tường về gặp Diễm rồi chết luôn tại nhà chứ có đi đâu nữa. Diễm đặt ly nước và nói. Con cũng không để ý. Anh ấy hứa với con là sáng mai sẽ trở lại để mà ra luật sư. Rồi con giục anh ấy về thăm bé Vicky đang ở bên nhà ông bà. Anh bảo là thôi ngày mai lo giấy tờ xong rồi anh đón con bé đi chơi. Dặn con xong rồi anh ấy đi ra cửa, trong khi con thì con vẫn còn đứng ở trong bếp. Thành ra con không biết là anh ấy đi bằng cách nào. Tất cả những gì Diễm kể, ông Tinh đều tin cả. Bởi tối hôm ấy, chính Tường từng nói với ông trước khi đến gặp Diễm. Nó gọi con về chả biết có việc gì. Nó bảo là khẩn cấp lắm, nhắn tin suốt cả tháng nay. Bây giờ con chạy lại nó một tí rồi con quay về ngủ nhà với bố mẹ. Nhớ lại đêm cuối cùng ấy, ông Tinh não nề thở dài buông đũa, không ăn nổi nữa dù bát phở gần như vẫn còn nguyên.
Ông Toan lên tiếng thì Diễm nói: Bà, thì sớm muộn gì thì ba cũng phải báo cảnh sát thôi. Nhưng mà theo con nghĩ thì anh Tường chẳng có mất tích đâu ba. Người lanh lợi như anh thì làm sao mà mất tích được. Chỉ có một điều con biết là anh ấy ham chơi lắm. Khi mê đứa nào là quên hết mọi chuyện trên cái đời này. Mà Việt Nam thì ba biết rồi đó. Con gái nó mồi chài giỏi lắm. Con tin chắc là anh ấy không muốn liên lạc với ai nên đổi số phone chứ làm sao mà mất tích được. Ông Tinh cặn kẽ phân trần. Cách đây vài hôm ba có phone về nói chuyện với con Vân. Ba giục nó đi báo công an là thằng Tường mất tích đi. Nó cũng gạt ngay và bảo: Bác ơi, anh Tường có phải đứa trẻ con lên năm đâu mà mất tích được. Bác đừng có nóng ruột, để con tìm anh ấy cho bác. Khai báo làm gì mất công lắm. Diễm vội chen vào: Đúng đấy bà, con bé nó nói đúng đấy bà. Ba cứ để từ từ, nó sẽ tìm ra mà. Nó ở bên đó, tất nhiên nó phải giành hơn mình. Ông Tinh trầm ngâm suy tính một chút rồi nói: Ba định thế này này con. Mình báo với cảnh sát ở bên này, người ta sẽ biết ngay là thằng Tường mất tích ở Việt Nam hay ở Mỹ. Là vì khi nó ra khỏi nước Mỹ thì nó phải trình passport cho hải quan biết nó rời nước Mỹ vào ngày nào. Cảnh sát sẽ liên hệ với hải quan kiểm tra. Nếu nó mất tích lúc đang ở Mỹ thì không phải bận tâm đến Việt Nam nữa. Còn nếu nó đã ra khỏi Mỹ về Việt Nam, tất nhiên hải quan Việt Nam cũng có hồ sơ của nó. Họ sẽ biết nó đang có mặt ở Việt Nam hay không. Ba cứ dặn nó mãi là phải cẩn thận vì bên ấy trộm cướp nhiều lắm. Đôi khi có đứa giết người chỉ vì có vài chục đô thôi. Diễm bồn chồn như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn phải làm bộ thản nhiên, gật đầu chen vào: Vâng, ở cái xứ bần cùng, con người trở nên độc ác lắm bà. Ông Tinh nói tiếp ý của mình: Ba nói chuyện với con Vân ấy, thì ba biết là nó không khai báo. Vì thứ nhất là nó chẳng có tình nghĩa gì với thằng Tường. Thứ hai là bên ấy ai cũng ngại gặp công an. Thành ra chuyện thằng Tường ấy, thì ba biết là con Vân nó sẽ lở đi. Ngưng một chút, ông lại tiếp: Thôi, chắc ba phải về một chuyến. Thằng Tường là công dân Mỹ. Ba sẽ ra tòa lãnh sự Mỹ hoặc tòa đại sứ nói chuyện với họ, chứ không đi thẳng với công an. Tiếng nói của tòa tổng lãnh sự mạnh hơn nhiều. Giả như con Vân có khai báo đi nữa thì công an họ cũng chỉ điều tra lấy lệ thôi, vì mình là người nước ngoài mà. Diễm bồn rủn cả chân tay, phen này thì nàng khó thoát. Nàng cứ đành phải nói xuôi theo: Vâng ạ, ba nói đúng đấy. Chỉ có ở Mỹ thì cảnh sát mới nặng tinh thần trách nhiệm, chứ nước nào thì họ cũng chỉ làm việc theo kiểu công chức thôi. Ông Tinh lại bùi ngùi thêm: Ôi giời, ba mẹ chỉ có mỗi một nó là thằng con trai. Bây giờ nó biệt tâm biệt tích cả hơn một năm nay, làm mẹ nó sốt ruột lắm, suốt ngày cứ giục ba đi báo cảnh sát. Diễm khổ sở nói: Thôi thì tùy ba thôi chứ con cũng không giúp được gì đâu ba. Ông Tinh lại thêm: Ba đã viết thư cho hãng máy bay Eva. Chắc họ vẫn còn giữ hồ sơ hành khách. Ba hỏi họ là ngày đó tháng đó thằng Tường từ Việt Nam về đây mua vé khứ hồi hay là oan uê. Dĩ nhiên là nó mua vé hai chiều chứ. Nên ba lại hỏi thêm là thằng Tường có trở lại Việt Nam không và đã trở lại Việt Nam ngày nào. Nếu họ cho biết thằng Tường đã quay về Việt Nam thì ba khỏi bận tâm khai báo với cảnh sát bên này. Ba sẽ về Việt Nam nhờ người ta tìm nó bên ấy. Còn nếu hãng máy bay bảo là nó chưa quay về Việt Nam thì coi như nó mất tích bên Mỹ. Lúc ấy ba sẽ phải nhờ cảnh sát Mỹ. Diễm ngồi yên, những điều ông Tinh nói ra từ lúc mới gặp tới giờ chứng tỏ ông đã suy tính rất nhiều về kế hoạch tìm con. Trong đầu cả hai ông bà đều ngờ ngợ cho rằng có thể Tường đã bị trấn lột và bị thủ tiêu ở Việt Nam rồi. Chuyện ấy không có gì lạ trong quốc nội, hoặc cũng có thể Tường vì gái mà bị thanh toán, nghĩa là hoặc chết vì tiền hoặc chết vì gái. Tuy nghĩ thế nhưng cả hai đều ngại, không dám nói ra. Chỉ có một lần giữa nửa đêm, bà Tinh nhớ con quá mới bật khóc và bảo chồng: Hay là ông có về bên ấy một chuyến xem sao. Tôi nghe bảo là trong nước bây giờ có nhiều nhà ngoại cảm giỏi lắm. Chẳng những biết thằng Tường nó còn sống hay chết, mà thậm chí họ còn chỉ được cái chỗ nó nằm chết nữa.
ấy là nói dại. Nếu chẳng may nó mệnh hệ nào, những người người ta chết từ thời pháp thuộc mà người ta còn thấy hài cốt nằm ở đâu, huống chi thằng Tường nhà mình thì mới đây thôi. Ông Tinh cũng đồng ý với vợ, nghĩa là ông cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện xui xẻo này, nhưng ông vẫn gạt đi để trấn an vợ. Bà chỉ có nói gở, con mình năm nay mới 40, chả nhẽ lại vắn số như vậy. Nhưng mà bà đã nói thế đó, thì để tôi thu xếp về một chuyến cho bà an lòng. Hôm nay ngồi nói chuyện với Diễm, tuy thương con trai, nhưng ông vẫn thầm trách con đã bỏ Diễm để bây giờ chuốc lấy hậu quả thảm khốc ở quê nhà. Ông Tinh cầm cái tăm xỉa răng, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Khá lâu ông mới kết luận. Ba thì ba vẫn tin rằng vạn bất đắc dĩ nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với thằng Tường thì chắc chắn là phải xảy ra trong nước thôi con ạ. Chứ ở Mỹ làm gì có cái chuyện mà mất tích lâu như thế mà không ai biết. Diễm gật đầu nhất trí ngay. Vâng vâng. Vâng, con cũng tin là như vậy. Trừ trường hợp là anh ấy đi du lịch ở đâu, chẳng hạn như là sang Canada hay Úc hay là Pháp, mà cố ý không liên lạc với ai. Ông Tinh lắc đầu nhẹ nhẹ. Ba cũng có nghĩ đến điều ấy, nhưng mà nó vô lý quá con ạ. Dứt lời, ông đẩy ghế đứng dậy và nói: Thôi ba về, cảm ơn con. Nay mai nếu cảnh sát có hỏi thăm thì con cứ khai thật là lần cuối cùng nó đến gặp con là ngày nào, rồi nó đi đâu, y như con vừa nói với ba. Ba nói phòng xa thế thôi, chứ ba thấy trước là ba phải về Việt Nam, may ra mới tìm ra tông tích của nó. Diễm cũng nói xuôi theo. Con cũng tin như vậy ba. Thôi con về tiệm nha ba, cần gì thì ba cứ gọi con. Thế là lại thêm một buổi chiều Diễm ngồi ở tiệm neo mà lòng nặng trĩu lo âu. Mấy cô thợ vẫn đùa giỡn như thường lệ, nhưng thấy mặt bà chủ giàu dĩ quá họ đâm ra ái ngại. Nhân lúc tiệm bớt khách, Mỹ gợi chuyện. Chị Diễm, nhà chị đẹp quá mà em nghe nói chị bán mãi không xong. Họ chê ở điểm nào hả chị? Chị biết không? Diễm cười buồn. Thà họ chê thì tao lại không tức. Không ai chê điểm nào cả, nhưng mà không ai ký giấy offer. Lên list 2 lần, nhờ 2 công ty địa ốc đều thế cả. Không chê nhưng mà lại không mua. Để giúp Diễm vui, Mỹ nói: Em thì em không ngạc nhiên, chuyện ấy cũng bình thường thôi. Chị nhìn em đây này, đàn ông không ai chê em điểm nào cả, nhưng bảo lấy thì không đứa nào nó dám lấy. Cả bọn cùng phì cười nhìn Mỹ. Diễm đang buồn cũng phải vui lây. Nàng bảo: Mày so sánh như thế là không có chuẩn. Cái nhà cái xe người ta có thể thẳng thắn chê khuyết điểm của nó, bởi vì nó là vật vô tri vô giác. Còn con người, nhất là phụ nữ, ai mà nỡ chê, vì thế nó thiếu tế nhị lắm. Mày chỉ cần biết là hễ đàn ông nó không lấy, tức là nó chê rồi. Cả bọn cùng cười vang, khiến một bà khách Mỹ đang làm móng tay giật mình ngơ ngác quay nhìn Diễm, rồi cũng nở nụ cười theo. Diễm vội vàng xin lỗi rồi nhắc đám thợ đừng nói tiếng Việt nữa, sợ bà khách Mỹ hiểu lầm. Buổi tối hôm đó, Diễm về nhà mang theo nỗi buồn ghê gớm trong lòng. Ông bà Tinh sắp báo cảnh sát về việc mất tích của Tường. Diễm chắc chắn sẽ bị thẩm vấn, không biết kết quả rồi sẽ ra sao. Đã thế lâu lâu Tường lại cứ hiện về, nếu tin này lan rộng thì thật là bất lợi cho Diễm. Tuy đang hết sức bận tâm, nhưng về ăn cơm với bố mẹ và con gái, Diễm vẫn phải giữ bộ mặt mình thường. Nàng bảo: Hôm qua con mới cho người cắt cỏ, làm vườn và dọn dẹp sạch sẽ trong nhà rồi. Con tính thế này này, hay là bố mẹ bán căn nhà của bố mẹ đi, dọn hết về nhà con. Giữ 2 căn nhà phí quá, bố mẹ thấy có được không? Bà Hiếu gật đầu tán thành ngay. Trước đây chính bà đã gợi ý mà Diễm lờ đi. Bán nhà của bà sang ở nhà con gái, bà sẽ có niềm vui rất lớn là ôm được một đống tiền mặt để trong nhà băng. Người già bao giờ cũng có cái thú đếm tiền hoặc nhìn những con số tăng lên từ từ trong sổ ngân hàng. Bà hớn hở nói: Ừ, con tính thế cũng phải á. Mẹ thích cái khu nhà con lắm, nó yên tĩnh hơn khu này nhiều. Ông Hiếu góp ý: Yên tĩnh thì ở đâu mà chả yên tĩnh. Ở nước Mỹ này bà cứ đóng cửa lại là nó yên tĩnh ngay, chứ có nghe được nhà hàng xóm nó nói cái gì đâu. Có điều bố cũng đồng ý là nhà mình không đông mà chia làm hai thì nó phí phạm lắm. Trước kia còn thằng Tường thì bắt buộc con phải ở riêng. Bây giờ chỉ có 2 mẹ con thì đem nhau về đây,
ở chung với bố mẹ cho nó vui cửa vui nhà. Bà Hiếu chen vào. Ừ, rồi chừng nào mà con đi bước nữa thì lại tính sau. Diễm cười buồn. Bước đi đâu bây giờ? Bà Hiếu gắt nhẹ. Ơ cái con này, sao lại nói vậy? Chưa đến 40 mà chả nhẽ mẹ ở vậy cả đời à? Thời bây giờ 40 người ta vẫn còn trẻ lắm. Ngưng một chút, bà quay lại đề tài quan trọng, bà bảo Diễm. Này, sáng mai con gọi con Quyên đi, bảo nó tới đây nó gặp bố mẹ. Nếu mà định bán nhà thì bán ngay vì thị trường nhà đang có giá. Diễm nói. Vâng, để lát nữa con gọi nó. Ông Hiếu bất chợt bảo. Sáng nay ông Tinh gọi cho bố. Diễm giật mình ngẩng lên nhìn ông Hiếu và hỏi. Có tin gì của anh Tường hay sao bố? Ông Hiếu đặt bát đũa xuống bàn và nghiêm trọng nói. Tin gì? Ông ấy báo cho bố mẹ biết là ông ấy sắp ra cảnh sát khai với người ta là thằng Tường nó mất tích. Bà Hiếu vốn ác cảm với Tường vì dám bỏ con gái bà nên bà gay gắt nói. Ôi giời, mất tích gì cái thằng quỷ ấy? Đang ôm gái ở cái xó xỉnh nào bên Việt Nam á, chứ mất tích cái gì? Với lại nó bỏ đi hơn cả năm rồi, bây giờ mới bị đặt khai mất với chả tích. Diễm không nói gì, dù đã biết trước chuyện này, đã trực tiếp gặp ông Tinh mà Diễm vẫn thấy nỗi sợ trong lòng dâng vụt lên. Nàng cố ăn, cho hết chén cơm rồi buông đũa bát. Bà Hiếu âu yếm hỏi. Sao mà ăn lại có một tí thế con? Diễm đứng dậy và bảo. Con hơi mệt mẹ ơi. Với lúc nãy gần đóng cửa thì mấy con bé ở tiệm nó mua mấy cái bánh ngọt ở tiệm Chinese Bakery đó. Con ăn mấy cái đâm ra bây giờ bụng nó cứ ngang ngang. Ăn tối xong, Diễm thu dọn, rửa chén và nán lại chơi với con độ nửa giờ rồi quay về nhà mình. Fernando đã đứng chờ sẵn ở trước sân. Diễm bước xuống xe và nói ngay. Xin lỗi anh chờ tôi có lâu không? Fernando tươi tỉnh gật đầu chào rồi giơ cái túi vải ra trước mặt Diễm và nói. Nếu tôi biết tối nay tôi trở lại đây thì sáng nay tôi đâu có mang quần áo và bàn chải đánh răng về. Vậy bây giờ bà cho biết là tối mai tôi có quay trở lại đây hay không? Diễm vừa mở cửa vừa đáp. Giờ này thì tôi chưa có quyết định được. Hai người bước vào nhà. Theo thói quen, Diễm vói tay bật hết mọi ngọn đèn rồi mới đi vào phòng ngủ. Fernando cũng vào phòng của mình, quăng cái túi trên giường rồi trở ra phòng khách, bật TV. Gã ngồi một lúc thì Diễm từ buồng ngủ bước ra. Nàng chưa thay quần áo, định đi tắm rồi đi ngủ ngay. Nhưng đầu óc nặng trĩu quá khiến Diễm thấy trước là mình không ngủ được. Nỗi ưu tư dày vò thúc đẩy nàng, làm nàng cảm thấy phải nói chuyện với Fernando một chút cho vơi bớt tâm tư. Vừa thấy Diễm tiến lại, Fernando nói ngay. Đêm qua thấy bà ngủ ngon, tôi mừng quá. Diễm mệt mỏi ngồi xuống sofa và nói bằng giọng não nề. Nhưng mà đêm nay chắc lại không ngủ ngon được như đêm hôm qua. Fernando vặn nhỏ volume TV xuống và ngạc nhiên nói. Sao tối nay bà lại bảo bà không ngủ được? Có tôi nằm phòng bên cạnh mà bà sợ gì? Diễm lấy remote control tắt luôn TV, rồi bằng giọng u sầu kể hết cho Fernando biết ông Tinh sẽ khai với cảnh sát là Tường mất tích. Diễm sẽ bị điều tra, và nếu không may họ phát hiện được cái xác của Tường thì cuộc đời nàng kể như chấm dứt. Giọng Diễm run run như sắp khóc. Fernando cắt ngang. Bà bị bắt thì anh em chúng tôi cũng chết lây vì chính chúng tôi đào hố chôn chồng bà. Nhưng bà ơi, bà bình tĩnh lại, bà bình tĩnh lại, bà lo xa quá. Diễm ngước nhìn Fernando như người sắp chết đuối vớ được khúc cây, dù chưa biết Fernando đưa ra ý kiến gì mới. Fernando nhìn ra cửa như sợ có người nghe, rồi gã hạ giọng nói chậm rãi từng tiếng. Bà đi ra Home Depot, ra Walmart hay bất cứ siêu thị nào, bà cũng thấy dán đầy hình những người bị mất tích, gọi là missing people. Đa số là trẻ con, nhất là con gái. Đâu có ai điều tra. Cảnh sát có dấu tích gì đâu mà điều tra. Cảnh sát chỉ can thiệp khi có người bị bắt cóc và đòi chuộc tiền, hoặc khi khám phá ra xác chết của người bị mất tích. Còn người mất tích mà không phát hiện được tử thi thì cảnh sát đâu có thèm bận tâm. Gã ngưng một chút nhìn Diễm, thấy rõ ánh mắt Diễm vừa đổi khác, bớt hẳn u sầu. Fernando lại thêm, mất tích thì người nhà phải lo đi tìm, nhờ người khác tìm hoặc treo giải thưởng cho ai tìm được người mất tích, chứ cảnh sát đâu có bỏ thì giờ và tiền bạc
để lùng kiếm một người mất tích mà không có dấu vết gì. Nghe Fernando nói đến đây, Diễm như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Nàng nhìn Fernando bằng ánh mắt biết ơn và ấp úng hỏi lại. Anh có chắc như vậy không? Anh nói thế thì tôi cũng an lòng. Fernando nhấn mạnh. Chắc chứ bà, xưa nay có bao giờ cảnh sát đi tìm người mất tích đâu mà. Nếu họ có phụ giúp gia đình tìm người mất tích á, thì cái người mất tích đó thứ nhất phải là trẻ con hoặc là người lớn mà bị mắc bệnh tâm thần. Còn trường hợp chồng bà đã 40, đâu có phải trẻ lạc mà cảnh sát đi tìm. Bà phải đi tìm chồng bà chứ. Nếu bà khai chồng bà mất tích, Diễm ngắt lời. Bố mẹ ông ấy khai chứ không phải là tôi. Tôi ngu gì mà khai, ly dị rồi liên quan gì đến tôi đâu. Fernando gật đầu. Vâng, bố mẹ ông ấy khai, ông ấy mất tích. Cảnh sát sẽ xin tấm hình ông ấy, in ra nhiều bản, rồi dán ở Home Depot, Walmart và các siêu thị, rồi đưa cho cái cơ quan gọi là Missing People. Chăm chỉ hơn nữa thì người nhà đem dán ở các gốc cây, các cột đèn. Có thế thôi. Tôi nói với bà, chỉ trường hợp phát hiện được xác chết, lúc ấy cảnh sát mới làm nhiệm vụ của họ, lúc ấy vấn đề mới trở nên nghiêm trọng. Diễm mừng quá, bất chợt nắm lấy bàn tay của Fernando và thở phào nhẹ nhõm. Diễm cô đơn không có ai để tâm sự, để chia sẻ nỗi sợ. Giờ gặp được Fernando đúng là nguồn an ủi quá lớn. Nàng xúc động bảo. Anh nói có lý, tôi không nghĩ ra điều đó. Làm cả ngày hôm nay tôi mất ăn mất ngủ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Fernando lại tiếp. Huống chi bà nói với tôi là bà đã đăng bố cáo tìm chồng suốt cả năm mà không thấy ông ở đâu. Bây giờ lại thêm nửa năm nữa, nghĩa là ông ấy mất tích đã 18 tháng, tại sao bây giờ mới báo cảnh sát? Cảnh sát sẽ cho là trò đùa, không ai quan tâm đâu. Diễm càng nghe càng mừng. Fernando lại thêm. Xác chồng bà chôn ở sau nhà thì chỉ có 3 người biết, là bà và anh em chúng tôi. Như vậy thì không thể lộ ra ngoài được, bà có thể yên lòng. Diễm gật đầu. Còn một người nữa là Huân, nhưng chắc chắn Huân không nỡ tố cáo, bởi nếu Huân có ý ấy thì hơn một năm nay Huân đã làm rồi. Diễm bảo. Anh là cứu tinh của tôi, phải công nhận là anh quá thông minh. Trời ơi, tôi lú lẫn quá mất đi rồi. Fernando nở nụ cười nhìn Diễm và nói đùa. Trừ trường hợp chồng bà hiện về và tự ông ấy chạy lại khai với cảnh sát là tôi đang nằm sau vườn nhà tôi. Fernando nói giỡn, tưởng để đem nụ cười lại cho Diễm. Nhưng Diễm không cười nổi. Chuyện Tường hiện về là có thật, ít ra 2 lần rồi. Nhưng Fernando hoàn toàn không biết. Diễm tất nhiên không kể. Mà dù có kể, Fernando cũng sẽ không tin. Diễm vẫn lo rằng nếu Tường cứ tiếp tục về thì câu chuyện từ từ sẽ đổ bể ra. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Trước mắt Diễm vừa giảm hẳn được mối lo đã làm nàng vật vã suốt cả ngày hôm nay, kể từ lúc ông Tinh ở nhà hàng. Diễm đứng dậy quay vào buồng, lấy bóp trả tiền cho Fernando. Nàng quay ra và nói. Tôi trả tiền anh luôn bữa nay vì sợ sáng mai anh đi làm sớm. Nhân tiện thì tôi tặng anh thêm 100 nữa để trả công cho anh cố vấn tôi trong lúc mà tôi đang nghĩ quẩn. Diễm đưa 300 cho Fernando, nhớ lời khuyên của thằng em nhân lúc Diễm trao tiền. Fernando lấy hết can đảm nắm luôn bàn tay Diễm. Nàng chỉ mỉm cười không có phản ứng gì. Nàng để yên vài giây rồi mới rút tay ra và cúi xuống hôn lên trán Fernando. Nàng bảo. Thôi, anh đi ngủ đi. Dứt lời, Diễm quay vào buồng lấy quần áo đi tắm. Fernando cũng cười cười đứng dậy và vào phòng mình. Gã nghĩ đến Ramon và đoán chắc sáng mai gặp lại, thằng em sẽ lại lớn tiếng chê Fernando là bỏ lỡ cơ hội. Một tuần sau, ông bà Hiếu mở lịch tam tông miếu, chọn được ngày lành tháng tốt dọn sang nhà Diễm. Hôm ấy là thứ tư giữa tuần. Ai cũng bận, kể cả người vận chuyển chuyên nghiệp mà Diễm thuê. Nhưng bà Hiếu nhất định phải dọn vì trong lịch tử vi chọn năm đã ghi rõ. Được các sao Thiên Đức, Nguyệt Đức, Dưỡng Sanh, Thiên Quan, Mẫu Xương và Bạch Hổ nên xuất hành khai trương, mở kho, dọn nhà, rời chỗ. Sách đã dạy như thế nên bà phải làm theo. Nhưng vì chưa đủ nhân lực để dọn toàn bộ căn nhà
Tạm thời hôm ấy bà chỉ mang theo một bao gạo và chai nước mắm để đánh lừa Hoàng Thiên Hậu Thổ là hôm nay tôi có dọn nhà. Diễm đi làm, Vicky đi học, hai ông bà chở nhau đến nhà Diễm vì Diễm đã trao chìa khóa cho mẹ từ tối hôm qua. Xe dừng lại trước sân, ông Hiếu tắt máy, ngồi yên, nhìn ngắm khung cảnh cũ đã lâu ông không ghé thăm. Mặt tiền nhà Diễm từ khi có Fernando chăm sóc, lúc nào cũng gọn ghẽ tươi mát, thật đúng với sở thích của ông Hiếu, vốn là người mê cây cảnh. Ông mở cửa xe, bà Hiếu bước xuống, xăm xăm đi thẳng vào nhà, trong khi ông Hiếu vòng ra sau xe mở cốp để lấy bao gạo và chai nước mắm. Khi còn cách cửa khoảng 3 mét thì bà Hiếu nhận ra có người đứng trong nhà mở cửa cho mình. Nhà không bật đèn nên không nom rõ mặt, nhưng bà nhận ra là người quen. Bà giật mình quay lại nói lớn. Ôi ông ơi, thằng Tường nó về bao giờ thế này? Thế mà cứ bảo nó mất tích. Vốn ghét thằng con rể phản bội, bà đứng lại chờ ông Hiếu cùng vào. Bà bực bội hỏi tại sao Diễm đã ly dị hẳn rồi mà vẫn còn để cho Tường vào nhà. Ông Hiếu tay xách bao gạo, tay cầm chai nước mắm bước tới và thản nhiên nói. Ai bảo bà là thằng Tường về? Cả nhà ông Tinh đang nhốn nháo đi tìm nó, bà không biết tin hay sao? Bà Hiếu tặc lưỡi nhấn mạnh. Ừ hay thì thế thì tôi mới nói chứ. Đây này, nó vừa mở cửa cho tôi vào đây này. Ông Hiếu ngạc nhiên cùng vợ bước nhanh vào nhà, nhưng không thấy ai. Ông đưa tay bật đèn và cất giọng gọi lớn. Anh Tường về đấy à? Có phải anh Tường không? Ông quay nhìn vợ rồi đi sâu vào trong, quan sát mọi căn phòng đều không thấy ai. Ông quay ra cằn nhằn vợ. Bà chưa già mà đã lẩn thẩn, chỉ nom gà hóa quốc. Bà Hiếu tức quá nhấn mạnh. Ơ, tôi nhìn nhầm thế nào được? Tôi đang bước tới, sắp sửa đến cái cửa thì tôi thấy cánh cửa nó mở ra. Rõ ràng là anh Tường anh đứng anh mở cửa cho tôi. Tôi lấy làm lạ nên tôi mới quay lại tôi nói, tôi hỏi ông á. Thì lúc tôi quay đầu lại thì không thấy anh ấy đâu nữa. Biến đi đâu mà nhanh thế không biết. Ông Hiếu chạy lại mở cửa sau, ra hẳn ngoài hiên sau mà vẫn không thấy Tường. Ông trở vào nhìn vợ lắc đầu. Có thấy ai đâu, bà chỉ nói nhảm. Bấy giờ bà Hiếu mới giật mình kinh hãi vì sực nhớ ra sâu chìa khóa bà vẫn còn cầm trong tay. Vậy ai mở cửa cho bà? Bà nói bâng quơ. Ôi sao lạ quá vậy, nếu không có người trong nhà tại sao lại không bật đèn? Ông Hiếu nhắc lại. Thì vì không bật đèn nên bà mới nom gà hóa cuốc. Bà Hiếu giơ sâu chìa khóa trước mặt chồng và hỏi. Đây này, chìa khóa tôi còn cầm đây này, ai mở cửa mới được chứ? Rồi bà ngồi xuống sofa thử người suy nghĩ. Ông Hiếu thì không bận tâm, ông bước ra vườn sau, đi thẳng tới cái lò bạc barbecue ở góc sân, gật gù sung sướng vì ông vốn thích ăn thịt nướng. Bà Hiếu ngồi lặng thinh một lúc, rồi sực nhớ ra lấy phone gọi cho Diễm. Bà run run hỏi. Này con, thằng Tường nó về nhà rồi phải không con? Nó còn dính sáng gì đâu tới con mà mày cho nó vào nhà. Diễm giật mình vì đoán chắc lại có một hiện tượng lạ mới xảy ra trong nhà nàng. Nàng nói. Mẹ, mẹ hỏi gì mà lạ thế? Ông ấy mất tăm gần cả 2 năm rồi còn gì? Bà Hiếu nhấn mạnh. Nó vừa mới mở cửa cho mẹ này. Nó ở trong nhà, mở cửa cho bố mẹ vào. Mẹ không có nom rõ thấy cái mặt nhưng mà dấp dáng, dáng dấp thì coi như là đúng là nó rồi. Lạ một điều là ta vào nhà thì lại chả thấy nó đâu. Diễm ưu tư đoán là bóng ma Tường lại về, nhưng nàng giả bộ nói. Ô thế thì lạ quá. Thôi được rồi, để con chạy về xem sao. Nàng giao tiệm cho các cô nhân viên rồi ra xe phóng về. Rất may những ngày kế tiếp mọi việc đều diễn ra bình thường. Diễm mừng lắm, chỉ tội nghiệp bà Hiếu bị cả chồng lẫn con cho là quáng gà hoặc bị bệnh ảo giác, chứ không hề có ai trong nhà Diễm lúc bà đến. Một tuần sau, ông bà Hiếu dọn hẳn sang nhà Diễm. Cuộc sống êm ả bình lặng, nhưng Diễm vẫn hồi hộp vì không biết lúc nào Tường sẽ hiện về. Một hôm cảnh sát đến gõ cửa đòi gặp Diễm. Diễm sợ toát mồ hôi dù biết trước họ sẽ điều tra về Tường khi ông Tinh khai báo. Nhưng đúng như Fernando đoán trước, họ chỉ hỏi thăm cho đúng thủ tục mà thôi. Diễm đem hết giấy tờ cũ ra cho cảnh sát coi và bảo. Đây, tôi đăng báo cáo tìm ông ấy gần 1 năm. Rồi từ ngày tòa cho phép tôi làm đơn ly dị đơn phương, thì đến nay cũng thêm nửa năm rồi đấy. Ông ấy vẫn không xuất hiện. Tòa đòi mà ông ấy không ra thì làm sao tôi biết ông ấy ở đâu được. Sau lần gặp gỡ ấy, cảnh sát không làm phiền Diễm nữa. Diễm phone ngay cho Fernando và hân hoan hỏi.
anh có muốn đi ăn với tôi không nào? Fernando càng ngày càng thân với Diễm nên cười hỏi. Bà mời tôi đi ăn tối thì chắc bà lại sắp giao cái việc gì quan trọng lắm phải không thưa bà? Diễm cũng cười theo. Tôi đâu còn việc gì quan trọng đâu mà giao cho anh. Tại tôi muốn cảm ơn anh, nhưng mà nói chuyện qua phone thì không tiện nên tôi muốn gặp anh. Fernando hăm hở nói. Bà mời tôi đi ăn mà nhất lại được đi ăn chung với bà, làm sao tôi dám từ chối? Diễm lại thêm. Ừ, anh đem Ramon đi theo cho nó vui. Fernando nói ngay, nó không đi đâu, cảm ơn bà. Fernando biết rõ thằng em mình, nó vẫn tin rằng Diễm có cảm tình với Fernando nên bất cứ khi nào có cơ hội, Ramon đều để Fernando đi gặp Diễm một mình. Diễm hẹn Fernando đến một tiệm ăn sang trọng để cảm ơn tất cả những gì gã đã làm cho Diễm. Diễm về ở được căn nhà cũ đã là một điều quá mừng, mà mối lo bị cảnh sát điều tra cũng lại qua đi rất nhanh. Diễm chỉ còn một nỗi bận tâm canh cánh bên lòng là thấp thỏm sợ, không biết lúc nào Tường lại bất chợt hiện về. Rồi một hôm Diễm tình cờ đọc được một bài phóng sự trên tờ tuần báo nói về một bà thổ dân ở Hawaii lấy tên là Madame Angel, có khả năng tiếp xúc với hồn người chết cũng giống như ông đồng bà cốt ở Việt Nam, cho hồn ma mượn xác để nhập vào. Diễm chú ý ngay bài báo ấy bởi đây là một bài tường thuật của một ký giả Mỹ được báo Việt Nam dịch lại và phổ biến. Ký giả Mỹ thì thường đáng tin hơn bởi họ có tinh thần trách nhiệm cao và ít bịa đặt thêm bớt. Người ký giả ấy đã ra tận Hawaii trực tiếp phỏng vấn Madame Angel rồi ghi lại. Bài báo có nhắc đến phim Ghost của The Mimo làm thí dụ, cuốn phim mà chính Diễm đã coi tới 3 lần. Diễm mừng quá, ghi địa chỉ số phone của người đàn bà ấy, lấy hẹn rồi ngay sau đó mua vé máy bay đi Hawaii. Diễm vẫn tin rằng trong thế giới hàng hàng lớp lớp của cõi âm, nếu hồn ma nào hiện về như Tường thì chỉ vì người đó có điều oan khuất hoặc điều gì bí ẩn muốn nói với người thân trên dương gian. Mà nói không được thì hồn chưa siêu thoát được. Đó là lý do Diễm cần phải gặp Madame Angel, tức là mượn nhịp cầu môi giới giữa hai thế giới âm dương để xem Tường muốn nhắn điều gì. Tường đã về 3 lần nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà Diễm, tức là nhà cũ của Tường. Thậm chí ông bà Tinh song thân của Tường cũng chưa bao giờ gặp lại Tường dù chỉ trong giấc mơ. Điều đó có nghĩa là Tường mong nói một điều gì với Diễm. Nghĩ vậy, Diễm lặng lẽ đi Hawaii. Madame Angel còn khá trẻ, ăn mặc diêm dúa màu mè. Nơi hành nghề của bà là một căn phòng nhỏ có bàn thờ nghi ngút khói hương, đại khái cũng giống như các đền lên đồng ở Việt Nam. Bà bảo Diễm viết vào mảnh giấy đỏ tên tuổi người quá cố, quan hệ tình cảm thế nào đối với Diễm. Rồi bà bỏ tờ giấy ấy vào cái khay mạ vàng và đặt lên bàn thờ. Sau vài câu tụng niệm rất lạ tai, bà lấy mảnh khăn vuông lớn màu đen phủ lên đầu bà, che kín xuống tới vai. Bà hướng lên bàn thờ niệm thần chú rồi tung cái khăn ra và toàn thân bắt đầu lắc lư. Hai tay bà dang rộng, giọng bà bỗng đổi khác, lúc là giọng nam, lúc thì giọng nữ. Khoảng 5 phút thì bà ngồi thụp xuống và thở hổn hển, nước mắt trào ra, chảy thành dòng hai bên má. Diễm ngồi bên cạnh nhìn bà kinh sợ lắm, bởi bà có lúc lắc lư như người kiệt sức có thể gục chết tại chỗ. Bà lấy mấy tờ Kleenex thấm nước mắt rồi thổi phụt hai ngọn đến trước mặt. Mặt bà bỗng chốc trở lại bình thường, thanh thản như không có chuyện gì vừa xảy ra. Diễm hồi hộp hỏi. Bà có gặp ông ấy không? Bà gật đầu và đáp. Có chứ. Vừa rồi cô không thấy tôi khóc sao? Không phải tôi khóc đâu. Chồng cũ của cô khóc đó. Nghĩa tử là nghĩa tận. Diễm nghe nói mủi lòng thương cho Tường. Tự dưng nước mắt nàng cũng tuôn ra. Nàng hỏi. Chồng cũ của tôi có nhắn gì không ạ? Madame Angel gật đầu nói. Có chứ. Ngắn gọn lắm. Đơn giản lắm. Ông ấy rất hối hận lúc sống vì đã phản bội cô. Ông ấy xin lỗi cô. Ông ấy không siêu thoát được là vì còn mang món nợ đối với cô. Nghe đến đây Diễm bỗng bật khóc lớn và nức nở nói. Anh ơi, em có lỗi với anh. Anh Thường ơi, em đã vô tình giết anh. Chính em phải xin lỗi anh mới đúng đấy. Anh tha cho em, anh Thường ơi. Diễm nói bằng tiếng Việt. Dĩ nhiên Madame Angel không hiểu gì,
Nhưng bà đoán được ý Diễm nên đặt tay lên vai Diễm và bảo: Cô phải tha lỗi cho ông ấy thì hồn ông ấy mới vĩnh viễn siêu thăng được. Cô nói đi, cô phải nói ra. Ông ấy đang chờ lời tha thứ của cô để thong dong ra đi. Nói đi, nói cô tha lỗi cho ông ấy. Diễm càng tập tưng khóc, khá lâu mới nghẹn ngào bảo: Anh ơi, em có lỗi với anh, em xin anh tha cho em, cũng như em bỏ qua hết những lỗi lầm của anh đối với em. Anh hãy thanh thản ra đi. Từ nay em và con sẽ cúng dỗ anh đều đặn. Ở thế giới bên kia, xin anh phù hộ cho mẹ con em. Diễm chợt thấy xuất hiện một đốm trắng trong, mờ nhạt như sương khói, kích thước nhỏ như trái bóng bàn, bay chậm chậm vòng quanh đầu Diễm. Madame Angel lại nhắc lại: Cô nói đi, đơn giản thôi, cô tha thứ cho chồng cô, cô không phải xin lỗi. Diễm gạt nước mắt nói: Anh ơi, em tha thứ hết cho anh, em tha thứ hết, anh đừng bận tâm nữa nhé. Diễm vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ đâu ùa vào thổi tắt phụt tất cả những ngọn đèn cầy trên bàn thờ. Bó nhang cắm trong bát cũng cháy bùng lên. Madame Angel ngước mắt nhìn theo cái bóng vô hình của tường biến mất dần trong không gian. Bà nói nhỏ. Diễm khóc nấc lên và khom người gục mặt trên thảm. Madame Angel để yên cho Diễm khóc một lúc cho vơi nỗi sầu trong lòng, rồi mới nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Chuyện này đối với bà đã quá quen, bởi bà hành nghề gần 20 năm, khách hàng từ góc bể chân trời đều tìm đến. Diễm lau nước mắt đứng dậy. Madame Angel nở nụ cười hiền hòa nhìn Diễm và nói: Từ nay cô sẽ không bao giờ gặp lại chồng cũ của cô nữa. Diễm mừng lắm, nàng nói cảm ơn rồi mở bóp lấy tiền trả. Nhưng Madame Angel chỉ cái thùng gỗ nhỏ trên đầu bàn và giải thích: Cô cho bao nhiêu cũng được, tôi chỉ cần nhang đèn mà thôi. Rồi Madame Angel thở dài cắt nghĩa thêm: Đây không phải là một nghề sinh nhai, đây có lẽ là cái nghiệp mà tôi phải trả. Mỗi ngày tôi phải tiếp xúc bao nhiêu là hồn người chết. Cái khả năng đặc biệt của tôi, người Mỹ thường gọi là gift, tức là quà tặng của Thượng Đế. Nhưng đối với tôi thì đây là cái gánh nặng mà Thượng Đế bắt tôi phải mang suốt đời. Diễm thấy tội nghiệp lắm, nhưng nàng bảo: Nhưng mà nhờ cái khả năng đặc biệt đó, bà giúp được biết bao nhiêu người, chẳng hạn như tôi nè, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Diễm từ giã trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng thì có tiếng phone reo. Nàng ngạc nhiên nhận ra số của Quyên, cô nhân viên địa ốc đã lâu không liên lạc với Diễm kể từ sau lần giúp Diễm bán nhà mà không thành. Diễm nói ngay: Ồ, gì đó bà Quyên, tôi đang ở Hawaii. Quyên nói như reo: Ôi, bà làm gì ngoài đó vậy? Shopping ở ngoài đó là nhất vì thuế rất là rẻ. Này, nhớ mang về mấy cái bó Hermes cho bà. Diễm sốt ruột cắt ngang: Bà kêu tôi có việc gì vậy? Sorry nha, tôi sắp ra ngoài. Quyên gượng cười đáp: Thế này, mới lúc nãy, cách đây chừng được nửa giờ thôi, có hai người phone tôi, hỏi là bà còn muốn bán cái nhà không? Ông bà Trức, rồi anh chị Sáng. Riêng ông bà Trức thì offer là 630.000, hơn giá bà đòi là 40.000 đó nha. Ông bà ấy nói nếu mà bà bằng lòng thì closing ngay, rồi tháng sau giao nhà. Anh chị Sáng thì cũng sẵn sàng ký offer liền. Bà thấy làm sao nè? Diễm nghĩ ngay đến Tường, tức là Tường đã giải tỏa căn nhà cho Diễm. Nhưng Diễm đã đổi ý không bán nữa. Từ nay Diễm sẽ mãi mãi ở lại bên Tường. Nàng sẽ rời cái lò bạc ba kêu đi chỗ khác, để đừng ai đứng lên chỗ Tường an nghỉ. Thay vào đó, nàng sẽ xây một cái bệ gạch hình vuông mỗi chiều 1 mét, cao khoảng nửa thước. Nàng sẽ mua một bức tượng Phật lớn đặt lên trên, rồi trồng hoa đầy chung quanh. Ai nhìn cũng sẽ tưởng đó là một cách trang trí mỹ thuật. Chỉ riêng Diễm mới biết đó là ngôi mộ của Tường.